Hắn không biết ở trong đó có bao nhiêu, hắn không biết chi tiết, cũng không biết Đông Dương Lăng đến cùng giấu ở nơi nào, càng không biết, cổ thị tộc và thật lớn một bộ phận thượng cổ hoàng tộc, vì cái gì đều muốn chèo chống Đông Dương Lăng. Hắn chỉ thấy, cất giấu Đông Dương Lăng, rốt cục mượn dục đế tại Yên Hỏa Thịnh Yến phía trên buông lỏng, tại châm ngòi khói lửa thời điểm, tiến công Võ Thánh Phủ, trước lấy thiết huyết thủ đoạn, suy yếu dục đế lực lượng, đồng thời tù binh Võ Thánh Phủ nhân vật mấu chốt, chế ước dục đế bên người Võ Thánh Phủ cường giả. Thậm chí, hắn chả để cổ thị tộc cùng bộ phận Khương thị hoàng tộc, tại Yên Hỏa Thịnh Yến phía trên hình thành nội ứng, trong ngoài tổng cộng, để hoàng thành thủ hộ kết giới đều không cách nào thuận lợi triển khai. Lý Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ nhìn lấy chó cắn chó, nhưng tràng diện này quá hỗn loạn, không cẩn thận liền sẽ bị ngộ thương. Ầm ầm. Rất nhiều bảo tồn vài vạn năm cung điện, đều trong chiến đấu ầm vang sụp đổ, rất nhiều cung nữ thái giám đều bị nghiền nát, tầm mắt thấy địa phương, rất nhanh đều muốn trở thành phế tích. Đi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Bạch Mặc một tay một cái, bắt lấy hắn cùng Dạ Lăng Phong, trực tiếp rút đi. Mặt khác ba vị điện vương thì phân biệt mang đi Trần Kinh Hồng, Tư Đồ Y Y cùng Bạch Tiểu Trúc. Vù vù. Tốc độ bọn họ rất nhanh bọn họ liền rời đi hoàng thành. Nhìn lại, Đông Dương Lăng đại quân đã giết tiến vào không có chút nào phòng bị hoàng thành. Bên kia hỏa quang trùng thiên, cường giả cùng cự thú ở giữa quyết đấu, dẫn đến vô số kiến trúc oanh minh sụp đổ, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Yên Hỏa thả xong, thần đô vừa mới an tĩnh một hồi biết, vậy mà lập tức thành chiến trường. Thần quốc đứng đầu cường giả nhóm quyết đấu, đã dẫn phát một tràng địa chấn. Rầm rầm rầm. Chiến đấu theo hoàng thành lan đến gần thần đô, vô số ngự thú sư hướng về hoàng thành mà đi, toàn bộ thần đô tại sung sướng về sau, bỗng nhiên biến đến một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là kêu khóc, khắp nơi đều là kêu giết thanh âm. Bọn họ điên rồi đi. Bạch Mặc thả chậm cước bộ, tại một chỗ trên lầu tháp ngừng lại. Đông Dương Lăng có thể bất động thanh sắc, ẩn giấu thời gian dài như vậy. Hắn làm cho cổ thị tộc vì hắn bán mạng, còn để chín cái cảnh vực tông môn xuất binh, thậm chí đem Kỳ Lân cổ tộc đều cho cuốn vào. Dạ Nhất bĩu môi, bất khả tư nghị nói. Đoán chừng là đáp ứng để Kỳ Lân cổ tộc trở lại cổ thị tộc, thu hồi nhất thế chú ấn, để Kỳ Lân cổ tộc lại thấy ánh mặt trời đi. Thiên Chi Điện Vương nói. Dục đế ước gì hắn xuất hiện, cho nên Yên Hỏa Thịnh Yến đều không có thiết lập cái gì phòng bị, bất quá, hắn chỉ sợ không nghĩ tới Đông Dương Lăng sẽ lớn như vậy gan, trước thừa dịp Yên Hỏa tiến công Võ Thánh Phủ. Nam Phương Điện Vương nói. Quản hắn, tùy tiện bọn họ đấu, đánh đến càng hung càng tốt. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Dạ Nhất nói. Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng. Nói không chừng, Dục đế cũng không phải không có chuẩn bị, mà lại thực lực của hắn, vốn là chiếm cứ ưu thế. Có điều, có một chút có thể xác định, cái kia chính là Đông Dương Lăng đã xuất thủ, liền không khả năng thu tay lại. Tiếp đó, thần đô sẽ lâm vào trong chiến loạn, thẳng đến huynh đệ bọn họ, phân ra chân chính thắng bại đến. Bạch Mặc nói, muốn là bọn họ, đem thượng cổ hoàng tộc đấu phế đi liền tốt. Dạ Nhất cười nhạt nói, có đạo lý. Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng bỗng nhiên khai chiến, toàn bộ thần đô bên trong, duy nhất có thể ngồi được vững, cũng là Thập Phương Đạo Cung. Trước đem bọn nhỏ đưa trở về, lại tới gần nhìn xem tình hình chiến đấu. Bạch Mặc nói, thành, chờ một chút, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, Điện Vương, cái này thượng cổ hoàng tộc đấu, thần táng làm sao bây giờ? Còn có vào hay không đi? Không có việc gì, thần táng nửa tháng sau mở ra, coi như đến lúc đó bọn họ không có phân ra thắng bại, thần táng cũng sẽ đúng giờ mở ra. Bọn họ nếu vẫn tại tranh đấu, không người đi thần táng, ta dẫn người đi, dù sao ngươi đã cầm tới danh ngạch. Bạch Mặc nói, được, Lý Thiên Mệnh cái này an tâm. Nói thật, hắn cũng lười quản, cái này hai đại hoàng mạch người ai có thể thắng. Hắn cùng Dạ Nhất bọn họ nghĩ một dạng, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Hiện tại thần đô quá loạn, Bạch Mặc bọn người liền đem Lý Thiên Mệnh bọn họ, đưa về đạo cung. Vừa trở về, bọn họ phát hiện Thập Phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch, vậy mà đem Thập Phương trấn ma kết giới, mở ra. Sau đó, toàn bộ Thập Phương đạo cung, đều bao phủ tại cường lực phòng ngự bên trong, ngoại trừ đạo cung đệ tử, ai cũng vào không được. Cung chủ, truyền lệnh xuống, thần đô chiến loạn trong lúc đó, đạo cung đệ tử không được rời đi, nếu là muốn trở về gia tộc, thì không được lại về đạo cung. Vi Sinh Vân Tịch nói, đúng, Khương Ám, Cô Tô Ly bọn người,
có phải hay không toàn bộ tham chiến? Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Đúng. Rất tốt, đã như vậy, bọn họ cũng không cần trở về, thừa dịp chiến loạn, để thập phương đạo cung thay hình đổi dạng đi. Dạng này đâu nữa, chờ bọn hắn trở về, cũng không có tư cách gì, lại kêu rầm rĩ cái gì. Vi Sinh Vân Tịch nói. Bọn họ ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, đó là cái quét sạch đạo cung đại thời cơ tốt. Cái kia 6 đại phương điện nhân vật mấu chốt, trên cơ bản thuộc về hoàng tộc cùng thế lực khác, bên ngoài đánh lên, bọn họ khẳng định phải vì gia tộc tham chiến. Đạo cung bên này, 6 đại phương điện thiếu khuyết đỉnh cấp cường giả tỏa chấn, những người còn lại, Vi Sinh Vân Tịch bọn họ, có nhiều thời gian, nguyên một đám nhổ. Thậm chí, lấy một số nguyên do, từ bỏ rơi Khương Ám bọn họ điện vương vị trí, để cho mình người chống đi tới. Nói ngắn gọn, lần này thượng cổ trong hoàng tộc đấu, đối thập phương đạo cung cùng Lý Thiên Mệnh tới nói, đều là một cái đại thời cơ tốt. Trong hoàng tộc đấu cùng đạo cung thanh tẩy chi tiết, cái kia đều không phải là Lý Thiên Mệnh có thể quản sự tình, bày ở trước mặt hắn vẫn là thượng cổ thần táng. Sau đó, theo Yên Hỏa Thịnh Yến về đến về sau, hắn mặc kệ bên ngoài làm sao hỗn loạn, vẫn dấn thân vào tại khắc khổ tu hành bên trong. Đạo cung phong bế về sau, chỉ có thể ra, không thể vào. Cứ như vậy, còn lưu tại đạo cung bên trong hoàng tộc đệ tử, đều muốn khảo đo một cái có phải hay không muốn đi ra ngoài. Nghe nói bên ngoài 1/4 cái hoàng thành đều đánh thành phế tích, sau khi ra ngoài, có thể hay không bị giết, cái kia đều không nhất định. Không hề nghi ngờ, toàn bộ thần đô bên trong, thập phương đạo cung là chỗ an toàn nhất. Gặp phải thập phương đạo cung thập phương chấn ma kết giới, mặc kệ là dục đế người, vẫn là Đông Dương Lăng người, đều phải đi vòng qua. Trước kia Đông Hoàng cảnh tông môn chi chiến, vậy cũng là ở bên ngoài giao phong, mà lần này thần đô nội chiến, trực tiếp tại trong thành trì chiến đấu, đỉnh cấp cường giả cộng sinh thú, đủ để đụng nát thành lâu. Thậm chí có người nói, tiếp tục như vậy, sớm muộn đem thần đô làm hỏng, đem hoàng tộc tổ tông vài vạn năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng, quan ta lông sự tình, Lý Thiên Mệnh nói, hắn hiện tại, còn tại kiếm khí trì bên trong điên cuồng khổ tu. Nói là khổ tu, kỳ thật cũng là một người một chim tại cái này bị tội. Đương nhiên, chim là huỳnh hỏa, không phải còn lại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mỗi đến kịch liệt thời điểm, cái này một người một chim tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Quả nhiên, theo thân thể máu thịt bên trong, dung hợp bất diệt kiếm khí càng ngày càng nhiều, muốn tiếp tục hướng cái này có hạn huyết nhục bên trong, dung hội vô hạn kiếm khí linh tai, biến đến càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng thống khổ. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, toàn thân đều đang liều lĩnh kiếm khí, cho dù là một đầu ngón tay, đều có thể xuyên thủng nham thạch. Đây chính là bất diệt kiếm thể uy lực. Hắn hiện tại cơ hồ có thể không cần binh khí chém giết, chỉ là ngón tay, đều có thể thi triển kiếm chiêu. Một ánh mắt, cũng có thể mặc thấu huyết nhục. 10 ngày đi qua, Lý Thiên Mệnh thể nội bất diệt kiếm khí số lượng, đã đạt đến 500. Nghe nói đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, dựa vào Thái Nhất Tháp. Hắn giá trị cực hạn cũng là hơn 900, còn chưa đạt tới 1000. Bất diệt kiếm thể tu hành quá trình, tuy nhiên xác thực thống khổ, nhưng không thể không nói, hiệu quả và lợi ích to lớn. Dùng Vi Sinh Vân Tịch mà nói, cái kia chính là. Lý Thiên Mệnh nhìn như không chịu nổi, gào khóc thảm thiết, nhưng kỳ thật, hắn theo không hề từ bỏ qua. Kiếm khí chỉ tràng diện, xem ra rất thê thảm, nhưng mấu chốt là, lúc này mới nửa tháng, hắn thì dung hội 500 kiếm khí. Ai biết, cực hạn của hắn ở nơi nào? Chỉ là, lập tức liền muốn đi thượng cổ thần táng, rời đi kiếm khí trì, liền không thể tăng lên bất diệt kiếm thể, cái này khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. Lúc này thời điểm, Vi Sinh Vân Tịch tới. Sầu cái gì đâu, Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Nếu như có thể mang đi những thứ này kiếm khí, mang vào thần táng liền tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể a, Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ nói thật chứ? Đương nhiên, lúc nói chuyện, nàng lấy ra một khỏa lớn chừng quả đấm trong suốt thạch đầu. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, tảng đá kia phía trên Thánh Thiên Văn Đền Bù, tối thiểu có 70 điều. Đây là không minh giới thạch, cũng là một loại chế tác tu di giới chỉ thánh linh mỏ, nội bộ có nhất định kỳ diệu không gian. Có điều, không minh giới thạch bởi vì càng ổn định, bình thường bị dùng để chứa đựng linh tai. Những thứ này kiếm khí, cũng là dựa vào không minh giới thạch bắt được mà đến. Vi Sinh Vân Tịch nói, nó có thể mang đi bao nhiêu bất diệt kiếm khí? Hơn 1000 một số đi. Quá tốt rồi.
Lý Thiên Mệnh đã biết, thần táng mở ra thời gian, đại khái tại một tháng đến nửa năm ở giữa, bình thường đều là hai khoảng ba tháng. Hơn 1.000 bất diệt kiếm khí, đầy đủ hắn cùng huỳnh hỏa dung hội. Tiếp đó, phi sinh vân tịch tự thân vì hắn, chọn lựa thích hợp bọn họ bất diệt kiếm khí. Cung chủ, bên ngoài ra sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Yên hỏa tiết đêm hôm đó đánh cho so sánh hung, song phương các có không ít thương vong, tạm thời cầm cự được. Dục đế đóng giữ hoàng thành, Đông Dương Lăng lấy cổ thị tộc làm căn cơ. Hiện tại, bọn họ tựa như là hai đầu mãnh thú, bị vây ở trong một cái lồng, tạm thời ngưng chiến, nhưng, bọn họ sớm muộn sẽ vì một cái đế vị, phân ra sinh tử. Hiện tại chỉ là trong lúc rằng co, tìm sơ hở của đối phương, lấy phát động nhất kích chí mệnh thôi. Vi sinh vân tịch cười nói. Đạo cung có khả năng tọa sơn quan hổ đấu, sau đó có được ngư ông chi lợi sao? Không vội, tính quan kỳ biến là đủ. Ta nghe nói có mấy cái phương điện đổi điện vương rồi. Ai bảo ta triệu hồi bọn họ không trở lại. Làm vì đạo cung điện vương, vậy mà tham dự trong hoàng tộc đấu, ta không nên tháo chức vị của bọn hắn sao? Vi sinh vân tịch nói. Nàng nói chuyện quá ôn nhu, kỳ thật không hề giống là đạo cung thủ lĩnh, càng giống là một cái ôn hòa trưởng bối. Nhưng, nàng tại thần đô trong nội chiến làm mấy cái quyết định, xác thực quả quyết, nhanh chóng quyết đoán. Hiện tại, đạo cung hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của nàng, vui vẻ phồn vinh. Số 1 đình viện. Ban đêm. Tinh quang bên trong, Khương Phi Linh nắm Lý Thiên Mệnh tay cầm, ngay tại nếm thử một lần thần văn sư phương diện đột phá. Không sai. Hôm nay bọn họ khiêu chiến nhị tinh thiên văn thư. Nếu là thành công, chúng ta hợp thể trở thành nhị tinh thiên văn sư. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nói chuyện làm sao là lạ. Chuyên tâm, đừng lãng phí bút mực. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Nhị tinh thiên văn thư, độ dày gia tăng gấp đôi, nhất định phải tương đương nghiêm túc. Lúc trước bọn họ đã thất bại qua rất nhiều lần, lãng phí không ít không linh thư cùng bút mực, thất bại nữa đi xuống, vậy liền thiệt thòi lớn. Quyển này nhị tinh thiên văn thư, tên là Mê Hồn Trận Sách. Đây là nhiên hồn tộc kinh điển thiên văn thư, có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái mê hồn trận, bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi. Cái này mê hồn trận, chẳng những có ánh mắt phía trên trở ngại, càng có huyễn cảnh phía trên biến hóa. Nói ngắn gọn, đây là một cái đảo mệnh sách. Lý Thiên Mệnh tại chọn lựa thời điểm, chính là bởi vì cái này, mê hồn trận sách, đặc thù năng lực, mới chọn chúng nó. Hắn cảm thấy mình không thiếu khuyết chiến đấu năng lực, khuyết thiếu chính là gặp phải cực đoan nguy hiểm thoát đi năng lực. Dạng này một bản mê hồn trận sách, có khả năng so công kích thiên văn thư càng có hiệu quả. Dưới ánh sao, hắn nhìn lấy Khương Phi Linh cái kia trơn mềm tay nhỏ, nắm bàn tay của mình, tại thiên văn trên sách rồng bay phượng múa. Cái này cũng là một loại hưởng thụ a. Ca ca, ngày mai thì xuất phát, đi thượng cổ thần táng đúng không? Đúng. Ngươi xác định chưa? Xác định. Được. Kỳ thật cũng không cần nghĩ phức tạp, sống trên thế giới này, tránh không được những phá sự kia, nói tóm lại, làm thì xong việc. Lý Thiên Mệnh nói. Biết. Khương Phi Linh gật gật đầu, trong ánh mắt, cũng có kiên định niềm tin. Có lẽ là thư này đọc quan hệ, đại khái tại một lúc lâu sau, bản này hữu kinh vô hiểm, mê hồn trận sách, vậy mà hoàn thành. Hai cái hợp hai làm một nhị tinh thiên văn sư, mới mẻ xuất hiện. Buồn ngủ quá, Khương Phi Linh rụi rụi con mắt. Vậy liền ngủ đi, Lý Thiên Mệnh đem nàng ngang ôm. Thả ta ra á. Ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng không ai có thể cứu ngươi. Nát cổ họng. Hôm sau, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cùng Dạ Lăng Phong đi vào đạo cung chỗ cửa lớn. Bên ngoài chiến loạn, thập phương đạo cung bên trong 10 phần an tĩnh, nhưng đệ tử so trước kia ít đi rất nhiều. Không bao lâu, Trần Kinh Hồng, Bạch Tiểu Trúc, Từ Đồ Y Y ba cái thiên bảng đệ tử, tăng thêm vị lai điện điện vương Bạch Mặc, ám điện điện chủ Dạ Nhất, hết thảy 8 người tụ tập. Chúng ta trực tiếp đưa các ngươi đến, thứ hai thần đô. Nếu như đạo cung bên này không có chuyện gì, chúng ta liền sẽ một mực lưu tại thứ hai thần đô, chờ các người bình an đi ra. Bạch Mặc nói, cái này mang ý nghĩa, bọn họ có thể sẽ tại thứ hai thần đô đợi trên một tháng trở lên, thậm chí nửa năm. Lên đường đi, đi trước Trầm Uyên chiến trường. Thập phương đạo cung cửa, thì có thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy. Vượt qua cái này động không đáy, Lý Thiên Mệnh lần nữa đi vào Trầm Uyên chiến trường. Bóng tối này thế giới vẫn lôi đình trải rộng, một vòng âm trầm ma nhật treo ở trên không,
thôn phệ lấy bên trong thiên địa quang mang. Thần đô đối diện Trầm Uyên chiến trường, cũng kiến tạo một cái đô thành, hơi nhỏ một số, chủ yếu tác dụng là chống cự hung thú, phòng ngừa hung thú theo động không đáy đến thần đô tàn phá bừa bãi. Bạch Mặc sử dụng một cái tên là Thập Phương Phi Bàn, Thánh Thú Binh, mang theo những người trẻ tuổi kia cùng một chỗ tiến về thứ hai thần đô. Ngồi tại Thập Phương Phi Bàn phía trên, cuồng phong gào thét, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiến thần táng trước, sẽ kiểm tra tất cả mọi người tu di giới chỉ bên trong trái lệ đồ vật. Vì để tránh cho không cần thiết báo thù, cho nên này thượng cổ hoàng tộc quy định, không thể mang mua sắm thiên văn thư tiến thần táng. Đến lúc đó, ta sẽ đem đối thủ đều kiểm tra một lần. Dạ Nhất chân thành nói. Đúng, thần đô thế lực mặc dù nhiều, nhưng nói cho cùng, đều là thượng cổ hoàng tộc người. Bọn họ hết thảy 25 người, trên cơ bản thuộc về các người đối lập trận doanh. Đi vào về sau, nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Bạch Mặc nói. Kỳ thật cái kia lời nhắn nhủ, đều đã nói qua. Điện Vương, Thái tử Đông Dương phong trần là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. 2 năm trước, nghe nói hắn đến thiên thánh cảnh tầng thứ 3. Không biết hiện tại phải chăng có đột phá. Đông Dương phong trần là càn đế về sau, cái thứ 2 nắm giữ cửu thủ thiên phú hoàng tộc. Năm đó 22 tuổi đến thiên chi thánh cảnh, chỉ so với cha ngươi kém một chút. Bạch Mặc nói, Lý Thiên Mệnh hiện tại chân thực số tuổi, cũng là 22 tuổi. Theo rời đi Ly Hỏa Thành đến bây giờ, đã qua hơn một năm. Thực lực của hắn không kém, nhưng là cảnh giới phía trên khoảng cách thiên chi thánh cảnh còn rất xa. Đông Dương phong trần 2 năm trước, là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Khôn Nguyên Tông phó tông chủ Nguyên Hồn, trước khi chết cảnh giới, cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. Đông Dương phong trần làm cửu thủ thiên phú hoàng tộc, các phương diện tư bản cùng nhau, rất có thể so thánh thiên phủ thánh hoàng, quân thánh tiêu, đều còn mạnh hơn. Trách không được hắn miệt thị như vậy ta, nguyên lai thật là có bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh nói, đúng. Dục đế giống như không có cơ hội đột phá đến cổ chi thánh cảnh. Nhưng là cái này Đông Dương phong trần, tương lai thành tựu cổ thánh xác suất rất cao. Coi như không có luân hồi kính diệt, hắn cũng có thể thành công. Bạch Mặc nói. Xem ra, vị này thái tử là càn đế sau về sau, hoàng tộc thiên phú người xuất chúng nhất. Hắn hiện tại, có khả năng so 2 năm trước càng mạnh. Thiên chi thánh cảnh tăng lên vô cùng khó khăn, mấy năm, vài chục năm nhất trọng rất bình thường, ngay cả như vậy. Bạch Mặc vẫn là dự tính thái tử tại 100 tuổi trước, có thể thành tựu cổ thánh. Hắn sẽ giết ta đi, Lý Thiên Mệnh cười nói. Sẽ, bất quá, người tại thần táng phiền toái lớn nhất, cũng không phải hắn. Bạch Mặc nói. Câu nói này, Trần Kinh Hồng bọn họ đều nghe không hiểu. Lý Thiên Mệnh minh bạch, nếu không có Khương Phi Linh chuyện này, Bạch Mặc bọn họ nói cái gì, cũng sẽ không để hắn đi vào thần táng mạo hiểm. Theo Dạ Nhất cùng Bạch Mặc góc độ phía trên nhìn, thần táng hết thảy không thể lạc quan. Thậm chí, một con đường chết. Thứ hai thần đô, đến. Đây là một tòa kiến tạo tại Trầm Uyên chiến trường thành trì, kiến trúc trên cơ bản lấy màu đen làm điểm chính, lan tràn mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại là một tòa hắc ám chi thành. Trước mắt thứ hai thần đô, từ dục đế đem khống, chú thủ tại chỗ này, chính là Võ Thánh Phủ, Thiên Võ Đại Tướng Quân, Triệu Thần Hồng. Triệu Thần Hồng nguyên bản là Thập Phương Đạo Cung Bắc Phương Điện Vương, thần đô nội chiến bắt đầu về sau, vì phòng ngừa Đông Dương Lăng đánh lén thứ hai thần đô, dục đế đem ủy nhiệm tới nơi này. Nghe nói cung chủ đem ta Điện Vương vị trí cho rút lui. Bạch Mặc bọn họ đến thời điểm, Triệu Thần Hồng ánh mắt lạnh lẽo đi tới. Đúng, nàng chiếu ngươi về đạo cung, ngươi không quay về, tương đương với tự ý rời vị trí, cho nên cung chủ tạm thời tháo bỏ xuống vị trí của ngươi. Muốn là ngươi không quay lại đi, đoán chừng cũng không phải là tạm thời. Dạ Nhất thản nhiên nói. Cung chủ làm sao như thế trò đùa? Triệu Thần Hồng suy cười một tiếng. Đặc thù thời điểm, đặc thù xử lý, ngươi không hiểu à? Không hiểu, ngươi có thể lựa chọn hồi đạo tông. Dạ Nhất nói. Hừ, Triệu Thần Hồng hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng, tại cái này phi thường thời kỳ, thứ hai thần đô so Thập Phương Đạo Cung Điện Vương vị trí trọng yếu. Các loại thu thập Đông Dương Lăng, dục đế một lần nữa trưởng khống đại cục, đến lúc đó, ta cũng không tin, ta không thể một lần nữa về đạo cung. Triệu Thần Hồng rất có lòng tin. Dù sao, căn cơ cùng nội tình đều tại. Rất nhanh, tiến thần táng 30 tiểu bối, tại thứ hai thần đô trung tâm thành khu hội tụ. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, hắn phát hiện Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt đều tại.
Vấn đề là, bọn họ không phải thua bởi chính mình cùng Dạ Lăng Phong, đã mất đi danh ngạch sao? Trong hoàng tộc chiến, cổ thị tộc đa số đầu phục Đông Dương Lăng, đệ tử của bọn hắn ban đầu danh ngạch đều trống không, dục đế để cho mình người bổ sung. Bạch Mặc nói, thì ra là thế. Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt đều tính toán địa thánh cảnh đỉnh phong, luận thực lực khẳng định có tư cách đi thần táng. Kể từ đó, cái này 3 trong 10 người, thiên chi thánh cảnh tiểu bối, số lượng hạ xuống vì 18 cái, thiếu đi 3 cái. Cái này 25 người, trên cơ bản đều là hoàng tộc dòng chính cùng tử trung hậu nhân, bọn họ đứng chung một chỗ, ôm thành một đoàn, lấy nửa gương mặt ngăm đen, không chút biểu tình Đông Dương Phong Trần làm trung tâm. Còn không có tiến thần táng, trên người bọn họ liền tản ra một cỗ lạnh lùng chi khí, tạo thành âm trầm áp lực. Những người khác Lý Thiên Mệnh nhận biết không nhiều, chỉ có một cái thiên bảng thứ hai, gần với Trần Kinh Hồng, Mộng Tình Tình, đã từng thấy qua. Nghe nói, Trần Kinh Hồng cùng Mộng Tình Tình, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Tiếp cận 30 tuổi tiểu bối, nắm giữ tiếp cận đông hoàng cảnh tối cường giả thực lực, đúng là khó lường. Rất rõ ràng. Đông Dương Phong Trần nhìn đến Lý Thiên Mệnh đến về sau, hắn vui vẻ một chút, có một loại nội tâm rốt cục buông lỏng cảm giác. Hắn liền sợ Lý Thiên Mệnh không đến. Thiên Mệnh ca, hắn cảm thấy ăn chắc ngươi. Dạ Lăng Phong có dã thú một dạng trực giác bén nhạy. Vốn là ăn chắc, tiến vào thần táng, gặp phải hắn, tranh thủ thời gian chạy là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chả không có bành trướng đến không coi ai ra gì trình độ, hiện tại mà nói, Đông Dương Phong Trần xác thực mang đến cho hắn như núi cao áp lực. Nếu không phải là bị Khương Phi Linh sự tình đè ép một đầu, Lý Thiên Mệnh ngay tại trầm tư suy nghĩ, làm sao tránh né thái tử trả thù. Thần táng tức sắp mở ra, đều đuổi theo, tiến về thần táng chi môn. Triệu Thần Hồng nói, 30 vị tiểu bối theo sát phía sau, Bạch Mặc cùng Dạ Nhất thì ở phía sau nhìn lấy. Trên đường, hoàng tộc một mạch người, đều đi theo tại thái tử sau lưng. Thái tử rời hai bộ, nghiêng đầu, ánh mắt vẩy một cái, đối Lý Thiên Mệnh nói, ngươi không sợ ta, tại thần táng bên trong đối ngươi làm chút gì. Ngươi muốn là đe dọa ta, ta thì không tiến vào. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ha ha, bọn họ nở nụ cười. Lá gan hơi nhỏ, cho nên, ngươi tại địa bảng quyết chiến kêu câu nói kia, thuần túy là bởi vì vô tri. Đông Dương Phong Trần hỏi. Câu nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ nói không nên lời. Cửu Minh nhất tộc thật sao? Không có ý tứ, đó là ta cố ý. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Bầu không khí nhất thời âm hàn. Đông Dương Phong Trần hé mắt, hắn đã không phải lần đầu tiên, tại Lý Thiên Mệnh trên thân ăn quả đắng. Răng rắc, hắn nắm chặt quyền đầu thời điểm, cốt cách vang động, nghe đều như thế chói tai. Nửa canh giờ về sau, Lý Thiên Mệnh trước mắt, xuất hiện một gian gạch xanh nhà đá. Tại cái này thứ hai thần đô, đây là phi thường tầm thường một gian nhà. Chỉ là không có cửa sổ, chỉ có một đạo cửa gỗ. Triệu Thần Hồng đem chúng ta mang đến nơi đây làm cái gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bởi vì, gian nhà đá này cũng là thượng cổ thần táng lối vào. Bạch Tiểu Trúc nói. Làm sao có thể, Lý Thiên Mệnh có chút khó có thể tin, thì cái này phòng rách nát, ta trực tiếp đều có thể san thành bình địa A. Người sai, nhà đá này cho dù là một viên gạch, thần quốc tối cường giả đều không đánh nổi. Trước đây thật lâu, gian nhà đá này đơn độc xuất hiện tại cái này Trầm Uyên chiến trường, không người có thể phá cửa mà vào, lúc này mới đưa tới mọi người chú ý, cuối cùng mới phát hiện đây là thượng cổ thần táng. Bây giờ, thứ hai thần đô xây nhiều như vậy không sai biệt lắm nhà đá, chính là vì che giấu cái này thượng cổ thần táng cửa vào tồn tại. Bạch Tiểu Trúc đùa vừa cười vừa nói. Nghe xác thực rất kỳ diệu. Chí ít Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn nhìn không ra, cái này gạch xanh nhà đá có bất kỳ chỗ đặc thù. Trách không được bọn họ nói, chỉ cần tiến bên trong, thì nhất định sẽ xác định, đây là thần mộ táng. Chỉ là cửa cái này ai cũng không đánh tan được gạch xanh nhà đá, đã nói hết thảy. Đi tới nơi này, Khương Phi Linh hơi có chút sao động, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể an ủi. Hắn hít thở sâu một hơi, trong mắt có vô cùng kiên định lực lượng. Sống sót, mặc kệ là Linh Nhi, còn là mình. Ở chỗ này chờ đợi 3 canh giờ thời gian về sau, gạch xanh nhà đá phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cọt kẹt. Mọi người giật mình, hướng về bên kia nhìn qua. Một cửa mở ra. Trong môn một mảnh đen kịt, cảm giác âm u mà quỷ dị, giống như có oan hồn ác quỷ,
giấu ở trong đó, từ bên trong truyền đến tiếng gió vun vút, để người tê cả da đầu. Đó là cổ mộ đặc hữu khí tức, có chút ẩm ướt, có chút cho bụi mùi thối, hô một tiếng, bao phủ đi ra. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Mục nát mộc cửa mở ra về sau, còn đang lắc lư, phảng phất tại đối người bên ngoài ngoắc, hoan nghênh mọi người đi vào. Tựa như là cái hàm răng rơi sạch khom người bà lão, hơi hơi cúi đầu, mang theo thâm trầm nụ cười. Cái này cùng Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng thượng cổ thần mộ, một trời một vực. Hắn coi là thượng cổ thần mộ, cần phải bao la hùng vĩ đại khí, như là thiên cung, dù là không kim bích huy hoàng, vậy cũng nguy nga cao ngất, rồi rào khí phái. Mà trước mắt thần táng chi môn, hẹp hòi mà quỷ dị, cửa hắc động lộ ra chật hẹp mà quẫn bách, dường như liền 30 người, đều cho không đi vào. Đây chính là ra đời Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp địa phương. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rất rõ ràng, tại chỗ ngoại trừ Đông Dương Phong Trần bên ngoài, ai cũng chưa từng tiến vào thần táng. Hắn tựa hồ đã tính trước. Những người khác, nhiều ít có chút khẩn trương cùng kính sợ. Nói thí dụ như Từ Đồ Y Y, liền run run vài cái, tựa vào Bạch Tiểu Trúc bên người. Tiến đi, Triệu Thần Hồng nói. Ta đi đầu. Đông Dương Phong Trần 10 phần dứt khoát, thực sự trước một bước, hướng về gạch xanh nhà đá đi đến, đảo mắt chui vào trong bóng tối. Lúc này, cửa gỗ phía trên, nổi lên một cái huyết sắc con số. 29. Cái này hẳn không phải là nói Đông Dương Phong Trần 29 tuổi, mà chính là còn lại 29 cái danh ngạch. Tiếp đó, những người khác đi vào về sau, cái số này đang kéo dài giảm bớt. Chờ bọn hắn 25 người toàn bộ tiến vào. Lý Thiên Mệnh bọn họ 5 cái mới theo sau. Dạ Lăng Phong đi ở phía trước, Lý Thiên Mệnh đi vào trước cửa thời điểm, cửa gỗ phía trên cái kia huyết sắc con số, biến thành, 1. Cái này, nhất chữ, tựa như là mọc mắt, theo dõi hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, con số này là từ máu tươi tạo thành, cái kia máu tươi giống như lưu thông máu, 10 phần đỏ tươi, giống như là theo vừa mới chết không lâu trên thân người hút ra tới một dạng. Thật đáng sợ, Khương Phi Linh nói. Không sợ, có ta. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cái này bóng đêm vô tận, tiến lên trước một bước, chui vào đến trong bóng tối. Tại hắn đi vào trong nháy mắt, cửa gỗ run rẩy một chút, sau đó kít kẹt kẹt lắc lư, dường như phía sau cửa có một cái hành động bất tiện bà lão, hao hết khí lực tại đẩy một dạng. Cửa đóng lại. Lý Thiên Mệnh cảm giác não tử có chút nhói nhói. Trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Sau khi đi vào, hắn một bước đạp không, sau đó cả người cũng không thể động, giống như trong hư không trôi nổi. Đại khái tại một phút sau, hắn rốt cục dẫm tại hiện trường phía trên, trước mắt thế giới phát sáng lên. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt phòng bị, Đông Hoàng kiếm trực tiếp xuất hiện trên tay. Hắn nhìn đến chính là chỗ hắn tại một gian chật hẹp tiểu thất bên trong, tiểu thất gạch ngói đều là thanh sắc, 10 phần cổ lão, tổn hại rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là tro bụi. Hướng mặt đất dẫm mạnh, đều có thể dẫm ra dấu chân tới. Dạng này tiểu thất, để Lý Thiên Mệnh coi là, đây chính là hắn vừa mới bước vào gạch xanh nhà đá. Tiểu thất có môn, vẫn là cửa gỗ, tạo hình cũng cùng gạch xanh nhà đá cửa gỗ giống nhau. Lý Thiên Mệnh hoài nghi, chính mình theo cái này cửa gỗ ra ngoài, có thể hay không trở lại thứ hai thần đô. Hắn đoán chừng sẽ không, bởi vì, cửa gỗ thế giới, âm u mà hoang vu, tĩnh mịch cùng cổ lão. Hoàn toàn không có trầm uyên chiến trường ở khắp mọi nơi tiếng sấm âm. Nơi này chính là thượng cổ thần táng bên trong. Trước mắt chỗ đã thấy, cũng cùng Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng thượng cổ thần táng kém quá xa. Bất quá, hắn đi đến cửa gỗ trước, một chút lấy bất diệt kiếm khí, hướng đâm một cái cửa gỗ. Đáng sợ là, đây rõ ràng nhẹ nhàng đụng một cái đều có thể nát bấy cửa gỗ, vậy mà không hư hao chút nào. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh rất khó di động nó. Nói cách khác, hắn muốn đóng cửa đều quan không lên. Ta cũng không tin, hắn xuất ra Đông Hoàng kiếm, bổ vào cửa gỗ phía trên. Xoẹt! Quả nhiên, cửa gỗ phía trên xuất hiện một vết nứt, mặc dù không có chém nứt, nhưng ít ra chứng minh, Đông Hoàng kiếm loại này thần vật, còn có chút hiệu quả. Nơi này chính là thần táng bên trong. Một đạo mục nát cửa gỗ, lại ngay cả bất diệt kiếm khí đều không phá được, đây không phải thần táng là cái gì. Linh Nhi! Có cái kia tồn tại, tin tức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không có, nơi này rất an tĩnh, hoặc là nói, rất tĩnh mịch. Khương Phi Linh nói. Vậy chúng ta ra đi tìm một chút Tiểu Phong, nhìn có thể hay không trước tụ hợp.
Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, bọn họ 30 người, hẳn là bị phân tại thần táng các ngõ ngách bên trong. Hắn từ nhỏ thất đi ra, phát hiện bên ngoài là một đầu rộng lớn thông đạo. Thông đạo rất lớn, trên dưới trái phải mặt tường, đồng dạng là từ cổ lão gạch xanh xây thành. Cái này mang ý nghĩa, bất luận cái gì một bức tường mặt đều không thể phá vỡ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hướng phía trước, hoặc là về sau, phía trước có rất nhiều phần xiên, đằng sau cũng có rất nhiều lối rẽ. Nơi này xem ra, tựa như là một cái quỷ dị âm trầm mê cung, không nhìn thấy cuối cùng, không nhìn thấy khởi điểm. May mắn thông đạo rất rộng lớn, tối thiểu, Lam Hoàng ở trong đó chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Tại lối đi này bên cạnh, có vô số gạch xanh nhà đá, xem ra tựa như là một thành trì. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh đi ra gian này, còn lại gạch xanh nhà đá cửa gỗ đều đã đóng lại. Lý Thiên Mệnh dẫn theo Đông Hoàng Kiếm, lặng lẽ đi lên phía trước. Hắn lấy con mắt thứ ba động tất chi nhãn quan sát chung quanh, không thể tránh khỏi là, tại trên mặt đất thâm hậu gạch xanh cho bụi phía trên, lưu lại vết chân của chính mình. Huỳnh Hỏa không chịu nổi tịch mịch cùng tò mò, theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai. Đậu phộng, cái này tính là gì thần táng, đây chính là cái chết mộ phần, so ngươi Lý thị tổ địa còn không bằng. Huỳnh Hỏa đậu đen rau muống nói. Đừng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn hiện tại đứng tại một cái khác gạch xanh nhà đá cửa, trước mắt cửa gỗ đã phong bế, hắn híp mắt, tới gần nơi này cửa gỗ, đem lỗ tai dán ở phía trên. Hắn luôn cảm giác, bên trong giống như có âm thanh. Phanh phanh, cửa gỗ rốt cục chấn động lên. Mẹ của ta lạc, có ma. Huỳnh Hỏa kêu thảm một tiếng, vứt xuống Lý Thiên Mệnh liền bò mang lăn chạy trốn. Gia hỏa này liền sợ loại này đồ vật loạn thất bát tao, lúc này thời điểm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Nói thật, liền Lý Thiên Mệnh lòng của mình, đều kịch liệt nhảy dựng lên, Khương Phi Linh cũng nhịn không được hét lên. Hắn liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tựa vào thông đạo mặt khác trên vách tường. Ta triệt thảo a, Huỳnh Hỏa chạy xa, phát hiện bên người không có Lý Thiên Mệnh, tâm lý càng sợ hơn. Nó run run một chút, vội vàng trở về, một đầu đâm vào cổng sinh không gian bên trong, núp ở Lam Hoang trong ngực. Gà đại ca, không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy. Lam Hoang khinh bỉ nói, dù sao, nó đã nhao nhao muốn thử. Nói bậy, ta là sợ các ngươi sợ hãi, chuyên trở về ổn định quân tâm. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Vậy ngươi vì cái gì còn đang run? Ta con mẹ nó meo là tại chỉnh lý kiểu tóc. Nó còn tại cộng sinh không gian ồn ào, mà Lý Thiên Mệnh dựa vào ở trên vách tường, cái trán cũng có một chút mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia cửa gỗ chỉ là chấn vài cái, rõ ràng đại biểu có vật sống. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì hơi thở của vật còn sống. Cái kia, lại là cái gì? Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, hàng này đều là loại này gạch xanh nhà đá, chính mình vừa rồi cũng là từ trong đó một gian đi ra. Làm hắn bây giờ quay đầu nhìn thời điểm, tất cả cửa gỗ, đều đã đóng lại, tìm không ra hắn là từ đâu ở giữa ra tới. Trong phòng là cái gì? Khương Phi Linh hỏi. Không biết, đừng quản những thứ này, đi lên phía trước đi nhìn. Lý Thiên Mệnh nói. Đi vài bước, hắn nhìn qua lối đi phía sau chỗ sâu tối tăm nơi hẻo lánh. Hắn mơ hồ cảm giác, chỗ đó giống như có đồ, theo chính mình. Ngươi không phải muốn để ta mang Linh Nhi về mộ táng sao? Chúng ta trở về, ngươi ở đâu? Hắn trên miệng mặc niệm. Nhưng là, không ai trả lời. Ngươi không tìm ta, ta đi tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi lên phía trước, làm bước chân hắn tăng tốc thời điểm. Sau lưng giống như cũng có một cái tiếng bước chân, đồng dạng rất nhanh. Nhưng là, làm hắn quay đầu, phát hiện không có cái gì, liền động tất chi nhãn đều không nhìn thấy. Muốn không phải bên cạnh những thứ này gạch xanh nhà đá cửa gỗ đều đóng lại, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, cái này cửa gỗ bên trong đồ vật đi ra nữa nha. Hắn đã đi về phía trước hơn vạn mét, trải qua có hơn ngàn ở giữa gạch xanh nhà đá. Trên đường, hắn gặp phải mấy cái chỗ ngã ba. Đều lựa chọn hướng ngay phía trước đi, mà lần này hắn đi vào bên trái thông đạo, phát hiện lối đi này bên trong, vẫn có gạch xanh nhà đá tồn tại. Khắp nơi đều là loại này nhà đá. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, phía trước xuất hiện tam điều lối rẽ, nhưng là có một đầu không thể đi. Ngăn cản Lý Thiên Mệnh tiến lên, tựa như là một loại thiên văn kết giới, cái kia thiên văn kết giới tạo thành nhất trọng trong suốt bình chướng, chỉ muốn tới gần, liền sẽ đem Lý Thiên Mệnh vung ra tới. Cái này thiên văn kết giới ý tứ chính là, ta không thể vào cái thông đạo này. Cho nên,
cái thông đạo này bên trong sẽ có cái gì? Lý Thiên Mệnh đứng tại trước thông đạo, híp mắt suy nghĩ. Mặt khác hai đầu lối dễ có thể thông hành, nhưng Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Tà bóng tối này cánh tay, có thể phá nhiên hồn kết giới, không biết, phải chăng có thể xuyên qua cái này thần táng kết giới. Hắn đưa tay trái ra, hướng về phía trước mà đi, khi tới gần cái kia thần táng kết giới thời điểm, rõ ràng cảm thấy trở ngại chi lực. Nhưng là, hắc ám cánh tay quả nhiên có hiệu quả, Lý Thiên Mệnh duỗi ra năm ngón tay, một chút xíu hướng phía trước. Hắn dùng động tất chi nhãn nhìn, phía trước xuất hiện từng cái màu xanh sẫm thiên văn, hắn bắt lấy, thay đổi, xé rách, kể từ đó, cái này thần táng kết giới giống như bắt đầu tan rã. Có thể đi qua. Lý Thiên Mệnh như là đứng ở trong cơn bão táp, từng bước một hướng phía trước, lấy tay trái mở đường, đem từng cái thiên văn xé rách. Đột nhiên, hắn động tất chi nhãn, thấy được kết giới sau tràng cảnh. Hắn thấy được một người Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong tay cầm nhiên huyết phách kiếm, dựa vào ở trên vách tường, vô cùng cảnh giác đi lên phía trước. Nhưng là, phía sau hắn mấy chục mét địa phương, theo một người. Người kia, nửa gương mặt vì màu đen nhánh. Lý Thiên Mệnh tại cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy hắn đen nhánh má phải. Hắn trên má phải ánh mắt, âm u, dư tợn, mang theo bàng bạc oán hận, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong, từng bước một hướng về hắn tới gần. Tiểu Phong, cẩn thận, Lý Thiên Mệnh gào thét một tiếng. Thanh âm lớn như vậy, Dạ Lăng Phong giống như hoàn toàn không nghe thấy, nhưng hắn lại có quay đầu nhìn. Quỷ dị chính là, hắn thì cùng không thấy được Đông Dương Phong Trần giống như, nghi ngờ lắc đầu. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Đáng sợ là, phía sau hắn Đông Dương Phong Trần, còn đang tăng nhanh cước bộ, liền Lý Thiên Mệnh cũng nghe được cộc cộc tiếng bước chân, thanh âm này càng ngày càng gấp rút. Không đúng. Thanh âm này làm sao giống là đến từ đằng sau ta. Lý Thiên Mệnh lông tơ dựng thẳng, đột nhiên quay đầu, chỗ tối tăm giống như một cái hắc ảnh đánh tới. Hắn động tất chi nhãn tại tay trái phía trên, ngay tại xé rách thần táng kết giới. Trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ ràng là ai, hoặc là nói, là cái gì. Xoẹt. May mắn cũng may lúc này, hắn hắc ám cánh tay triệt để xé rách thần táng kết giới, hắn hướng phía trước lăn một vòng, thân thể nhẹ bẫng. Làm hắn mãnh liệt đứng lên, cầm kiếm thì muốn xuất thủ thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện, sau lưng không có cái gì. Hắn xuất hiện ở mặt khác một cái thông đạo bên trong, lối đi này trước sau cho bụi đều không có dấu vết, hiển nhiên không ai đi qua. Thần táng kết giới, hắc ảnh, toàn bộ đều biến mất. Hắn giống như bị chuyển rời đến, một nơi khác. Có điều, Tiểu Phong sắp bị Đông Dương Phong Trần đuổi kịp. Cái này khiến tâm tình của hắn khẩn trương lại nóng nảy lên. Hắn thấy được cái kia Đông Dương Phong Trần ánh mắt, tuyệt đối là muốn giết Dạ Lăng Phong. Hắn vốn cho là mình phá kết giới sau có thể tới, nhưng là không nghĩ tới, qua đến về sau, bên này lại không có cái gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Khương Phi Linh đều quay cuồng. Xuyệt, có mấy thứ bẩn thỉu. Huỳnh Hỏa nhỏ giọng nói, nó vị trí hiện tại, là tại Lam Hoang dưới nách nơi nào đó khe hở bên trong. Lý Thiên Mệnh đều bị làm hồ đồ rồi. Nếu như vừa mới nhìn đến là thật, cái kia Tiểu Phong phiền toái. Nhớ tới điểm này, hắn chỉ có thể như con ruồi không đầu một dạng, tuyển cái phương hướng, cấp tốc đi lên phía trước. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên. Sau lưng lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Lý Thiên Mệnh tay trái thì vác tại sau lưng, hắn thấy rõ, tiếng bước chân tồn tại, nhưng là căn bản không ai. Thế nhưng là vừa mới cái bóng đen kia, lại giải thích thế nào? Nhìn hồi lâu, vẫn có tiếng bước chân, nhưng là căn bản không ai, Lý Thiên Mệnh liền lười nhác nhìn nhiều. Hắn lấy động tất chi nhãn đến mở đường, muốn tìm nhìn địa phương khác, còn có hay không thần táng kết giới. Đúng vào lúc này. Sau lưng không khí bỗng nhiên biến đến vô cùng âm u, khí lạnh bỗng nhiên vào tới trên lưng tới. Đạp, tiếng bước chân nặng nề, lần nữa truyền đến. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Làm, Đông Hoàng kiếm một đỉnh, đem sau lưng bóng đen kia vãi ra, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Ánh mắt của hắn hoàn toàn híp lại. Đông Dương Phong Tiêu. Không sai. Mới từ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện, người đánh lén hắn, chính là Đông Dương Phong Tiêu. Trong tay hắn, còn có binh khí của hắn, vô danh Phong Tiêu. Người cộng sinh thú khỏi hẳn vẫn rất nhanh a, nửa tháng thì khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra không ít hoa giá tiền. Dù sao, cái kia thanh bức ma dược cửu anh ruột, đều bị cắt đứt. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, Đông Dương Phong Tiêu cộng sinh thú,
xuất hiện tại hắn bên người, quả nhiên là cái kia thanh bức ma dược cửu anh. Có thể nhìn đến, bụng của nó có một đầu thô to vết máu, nói rõ thương thế của nó, còn không tính hoàn toàn khôi phục. Lý Thiên Mệnh, ta muốn giết ngươi, rửa sạch nhục nhã. Ngươi sẽ vì làm nhục, xúc phạm ta thượng cổ hoàng tộc, nỗ lực tánh mạng đại giới. Đông Dương Phong Tiêu lúc nói chuyện, nổi gân xanh, vừa mới nói xong, hắn liền bắt đầu thổi cửu trọng tang hồn khúc. Ngươi cộng sinh thú không có tốt, ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lười nhác thu thập ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đối thủ này không có gì tính khiêu chiến. Hắn chính quay người muốn đi, không nghĩ tới đối phương là thật không muốn sống, trực tiếp tăng nhanh cửu trọng tang hồn khúc lực sát thương, cùng lúc đó, cái kia thanh bức ma dược cửu anh vỗ cánh mà bay, hướng về Lý Thiên Mệnh chém giết mà đến. Nó thi triển thần thông, thanh nhận phong bạo, cái kia biên bức cánh cắt chém không khí, bộc phát ra chói tai tiếng gầm, hình thành thanh sắc đao phong, gào thét mà đến. Song trọng công sát. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Đáp lại hắn, là Đông Dương Phong Tiêu tiến công. Vậy cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời dưới, một đầu như núi cao hai đầu thần long ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, này thần thông sơn hải giới trực tiếp chặn thanh nhận phong bạo. Nhưng, cửu trọng tang hồn khúc cùng siêu thần âm ba hai loại công kích rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang cùng một chỗ, bước nhanh phóng tới Đông Dương Phong Tiêu, Lam Hoang thân thể rất lớn, cho Lý Thiên Mệnh chặn rất nhiều chí mạng lực sát thương, để Lý Thiên Mệnh có thể đến tới Đông Dương Phong Tiêu trước mắt. Thần tiêu kiếm thứ tư. Hai tay Đông Hoàng kiếm chặt chém mà xuống, đồng thời hội tụ 200 bất diệt kiếm khí trong đó, bốn loại thuộc tính bất diệt kiếm khí uy lực trong nháy mắt bạo phát. Một kiếm này, có thể xưng sáng chói. Đông Dương Phong Tiêu căn bản nhịn không được, dù là nó cửu trọng tang hồn khúc sóng âm, cơ hồ ngưng kết thành thực chất, hóa thành một bàn tay lớn, đến chống đỡ Lý Thiên Mệnh một kiếm này, vẫn bị cái này cuồng bạo uy lực phá hủy. Loảng xoảng, vô danh Phong Tiêu đứt gãy. Phốc phốc, Đông Dương Phong Tiêu đầu bay ra ngoài. Siêu siêu siêu, 200 nói bất diệt kiếm khí bao phủ mà qua, bất diệt kiếm thể uy lực kinh khủng bạo phát, Đông Dương Phong Tiêu thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Phù phù, hắn ngã trên mặt đất, triệt để tắt thở. Biết rõ ta tiến đến thần táng, cũng là cùng các ngươi thượng cổ hoàng tộc không chết không thôi, tha cho ngươi một cái mạng còn muốn tới giết ta, không giết ngươi giết ai. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, quay người thời điểm, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đã đem cái kia thanh bức ma dược cửu anh cho giết đến thủng trăm ngàn lỗ. Lam Hoang diệt tuyệt thần kiếm, Huỳnh Hỏa bất diệt kiếm thể, tăng thêm Miêu Miêu lôi đình cùng vạn ma độc, cái này tứ đại tuyệt sát đều bị nó cho hưởng thụ lấy, bất tử cũng khó khăn, thậm chí muốn toàn thây cũng khó khăn. Dù sao, thứ sáu cái đầu đều bị Lam Hoang long đuôi một kiếm cho bổ xuống. Đi. Lý Thiên Mệnh chào hỏi một tiếng, Lam Hoang không tình nguyện trở về cộng sinh không gian. Dù sao nó hình thể quá lớn, động tính quá lớn, không thích hợp ở bên ngoài chơi đùa. Đến mức Miêu Miêu, nó từ trước đến nay rất chủ động trở về, bởi vì vừa trở về, nó liền sẽ nằm ngáy o o. Chỉ có Huỳnh Hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, diệu võ dương oai. Ngươi lại đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Lão tử vẫn luôn được, dũng mãnh vô song, Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên ngừng lại. Huỳnh Hỏa, ngươi về sau nhìn một chút. Huỳnh Hỏa lông gà dựng thẳng, nó đột nhiên quay đầu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Ta dựa vào, cỏ thương thiên đây là. Bọn họ bất ngờ nhìn đến. Đông Dương Phong Tiêu cùng thanh bức ma dược cửu anh thi thể, lấy một loại vô cùng thô bạo phương thức, tự mình động đậy, sau đó ghép lại ở cùng nhau. Nói thí dụ như, Đông Dương Phong Tiêu đầu, tiếp tại thanh bức ma dược cửu anh trên đầu. Nói thí dụ như, cánh tay của nó, tiếp tại hắn cộng sinh thú bụng. Cứ như vậy, huyết nhục chen chúc, cốt cách ma sát bẻ gãy, tạo thành một cái mới quái vật, hắn chỗ có mắt trở nên đỏ như máu, như là hung thú một dạng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cái kia Đông Dương Phong Tiêu cười gằn, vẫn luôn tại nói câu nói này. Huỳnh Hỏa toàn thân mềm nhũn, kém chút đái ra. Ta, trời mưa, ta phải trở về thu y phục, Miêu Miêu cái yếm, còn treo tại bên ngoài, lại không lấy đi. Đoán chừng muốn bị quy đệ ha ha. Ngươi còn có thể lại nói năng lộn xộn một chút sao? Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Không được, ta mang thai, đậu phộng sắp sinh, hắn meo, nước ối phá, ta rút lui trước. Huỳnh Hỏa phảng phất như gặp phải thiên địch. Đó là ngươi nước tiểu a. Huỳnh Hỏa đã không trông cậy được vào,
Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trước cản lại quái vật kia, đáng thương Miêu Miêu mới vừa ngủ, liền bị Lý Thiên Mệnh bắt đi ra. Nó rời giường khí trong nháy mắt bạo phát. Quản nó là thứ quỷ gì, Miêu Miêu xông đi lên, một trận cắn, một trận sét đánh. Chơi vui, cái này đầu làm sao nối liền đi. Lam Hoang một đường chạy chậm đi qua, đem quái vật kia đụng ở trên tường, nhất thời máu tươi vẩy ra. Nhìn lấy hai cái đệ đệ như thế dũng mãnh, Huỳnh Hỏa lưu lại khuất nhục nước mắt. Không sai, ta làm lão đại, cần phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, làm chỉ huy chiến thuật công tác. Dạng này là được rồi, Lý Thiên Mệnh, ngươi lên cho ta. Huỳnh Hỏa tìm được an ủi lý do của mình, tâm lý dễ chịu nhiều. Xoẹt, bất diệt kiếm khí hội tụ, Đông Hoàng kiếm phách lên đến, máu tươi vẩy ra. Cái này chết a, Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Ta muốn giết ngươi. Đông Dương Phong Tiêu đầu lăn đến dưới chân của hắn, còn tại lửa giận tiếng giận mắng ngất trời, máy móc lặp lại câu nói này. Càng đáng sợ chính là, hắn cùng thanh bức ma dược cửu anh huyết nhục, bỗng nhiên lần nữa gây dựng lại. Huỳnh Hỏa, đốt đi bọn họ, Lý Thiên Mệnh tê cả ra đầu. Hắn cũng không tin, thiêu hủy cho tàn, bọn họ còn có thể khởi tử hoàn sinh. Cái này là được rồi, giống như ta vậy chuyên nghiệp lão đại, nên làm chiến thuật phần kết công tác, tiến hành người cuối cùng đầu thu hoạch. Hiển thị rõ vương giả phong phạm, Huỳnh Hỏa lòng tin quật khởi, thần thông lục đạo hỏa liên phun ra, cái kia luyện ngục hỏa tạo thành liên hoa, đem huyết nhục chìm ngập, cháy hừng hực. Thẳng đến sau cùng, những thứ này huyết nhục cuối cùng không có. Bất quá, luyện ngục hỏa đốt sạch thời điểm, Lý Thiên Mệnh tại trên mặt đất thấy được một vật. Đó là một vũng máu. Một vũng máu tươi, tại trên mặt đất biến hóa, tạo thành một cái chín chữ. Sau đó, cái này bãi huyết ngưng kết thành một cái huyết cầu, biến thành thể rắn, giống như là một cái hồng ngọc. Cái này có thể làm áp huyết phen sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Cái này hắn meo là máu người. Lý Thiên Mệnh nhặt lên xem xét, hình cầu này hồng ngọc trong suốt sáng long lanh, không hề giống là huyết dịch ngưng tụ mà thành. Nhìn kỹ, bên trong giống như có khuôn mặt, đó là Đông Dương Phong Tiêu mặt. Ta muốn giết ngươi. Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy ra. Lam Hoang, đưa ngươi. Lý Thiên Mệnh ra bên ngoài hất lên. Lam Hoang hóa thân thành chó, một đường trùng phong, cuối cùng nhảy lên thật cao, ngay tại nó sắp ngậm lấy cái này hồng ngọc trong nháy mắt hai cái đầu đụng vào nhau. Ầm ầm, ngã xuống đất. Chơi vui. Hắn bắn lên, nhặt lên cái này nho nhỏ hồng ngọc, bắt đầu song long hí châu. Gà đại ca, đến cùng nhau chơi đùa a, ngươi ở đâu? Ta con mẹ nó mèo bị ngươi đẻ ép. Vì cái gì đều nói hắn mèo? Bản mèo gây người nào? Miêu Miêu quay cuồng nói. Bọn họ ba cái tên dở hơi tại lật trời, có thể Lý Thiên Mệnh lại lâm vào càng lớn vòng xoáy bí ẩn bên trong. Đông Dương Phong Tiêu vì sao lại có loại biến hóa này? Khởi tử hoàn sinh. Cái kia chín chữ, là có ý gì? Cái này, huyết cầu, lại có tác dụng gì? Không nghĩ tới, cái này thần táng hết thảy, vậy mà biến đến quỷ dị như vậy. Đến đón lấy. Rất khéo. Hắn chả gặp Khương Phong Nguyệt. Nàng ánh mắt xám trắng, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, hỏi, người giết ta 14K. Làm sao ngươi biết, Lý Thiên Mệnh phiền muộn hỏi. Hắn tại ngươi trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt chừng đến to lớn, trong miệng dịch nhờn giọt xuống dưới. Ta muốn giết ngươi, gương mặt kia nói. Ngọa tào. Lý Thiên Mệnh vội vàng tránh ra, lại hướng cái kia xem xét, nguyên lai gương mặt kia là... Huyết cầu, biến ảo, vừa rồi Huỳnh Hỏa còn tại trên bả vai mình vuốt vuốt cái kia huyết cầu đây. Đừng chạy, Huỳnh Hỏa gan lớn, đem gương mặt kia một vò, một lần nữa thành một cái huyết cầu, hắn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, thở dài, nói, người trẻ tuổi, lá gan nhỏ như vậy, về sau làm sao cưới vợ, ai? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, làm sao là người hay quỷ đều tại Thanh Tú A? Người giết ta thượng cổ hoàng tộc người nhất định phải chết. Khương Phong Nguyệt lửa giận mãnh liệt. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta muốn giết ngươi, lại là câu nói này. Ta trốn là được rồi à, Lý Thiên Mệnh nói. Đáp án là không được. Bởi vì, Khương Phong Nguyệt lập tức giết tới. Nàng còn dùng ba đầu cộng sinh thú, Hắc Thủy Minh độc tướng Liễu, bao vây hắn, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, hạ đều là ngoan thủ. Thủ đoạn của nàng, cùng lần trước không sai biệt lắm. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh không quá muốn cùng nàng dây dưa, nhưng là đối phương tất cả đều là sát chiêu, mà lại hoàn toàn không cho đi. Dưới cơn nóng giận, hắn phản kích. Một trận tử chiến, hắn đả thương nặng Khương Phong Nguyệt,
chém giết một đầu hắc thủy minh độc tướng Liễu. Gặp lại, Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Kết quả, không đi ba bước, nhìn lại, còn chưa có chết Khương Phong Nguyệt, vậy mà cùng ba đầu hắc thủy minh độc tướng Liễu, cứ thế mà ghép lại cùng một chỗ, thành một cái 25 đầu đại quái vật. Đào rãnh, Huỳnh Hỏa lần nữa run rẩy, huyết cầu rơi trên mặt đất. Rơi vào đường cùng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đem quái vật tháo thành 8 khối, sau đó để Huỳnh Hỏa dùng lục đạo hỏa liên cho đốt sạch sẽ. Không ngoài dữ liệu, mặt đất còn có một vũng máu, hội tụ thành một cái mới con số 8. Sau đó, cái này bãi huyết, trở thành Lý Thiên Mệnh trong tay cái thứ hai huyết cầu. Hắn đem cái này huyết cầu cầm lên. Quả nhiên, Khương Phong Nguyệt mặt cũng ở trong đó, đồng dạng khí thế hung hăng nhìn lấy chính mình, sau đó lặp lại câu nói kia, ta muốn giết ngươi. Không dứt. 9 cùng 8, là có ý gì, tiếp tục giảm bớt sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng, sớm muộn biến thành 3, 2, 1. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Chẳng lẽ, để cho ta giết 9 người? Đối với đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói. Thật gọi người tê cả da đầu. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh bị triệt để lượn quanh choáng. Đường phía trước, không ngừng mở rộng chi nhánh, trong 3 ngày qua. Hắn đều gặp phải hơn ngàn cái mở rộng chi nhánh, vẫn là không có cuối cùng. Cái này thượng cổ thần táng, đến cùng đại tới trình độ nào? Trên mặt đất cho bụi chỉ ít có 3 cm, chỉ cần có người đi qua, đều sẽ sinh ra dấu vết, cho dù là thiên chi thánh cảnh bay qua, cho bụi lên đều sẽ có nhỏ xíu gợn sóng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trong 3 ngày này đi qua thông đạo, cho bụi đều bình bình chỉnh chỉnh, không người đến qua. Đây chính là một tòa không có tận cùng lòng đất mê cung a. Tại dạng này phong bế không gian đi, cảm giác sớm muộn cũng sẽ bị bức điên. Đến mức tiếng bước chân kia, khi có khi không, Lý Thiên Mệnh rất cảnh giác, cơ bản hai con mắt nhìn phía trước, một con mắt nhìn đằng sau. Kể từ đó, 3 ngày này, giống như không có phát sinh sự tình khác. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe được phía trước, truyền đến động tĩnh rất lớn. Phanh phanh phanh, cái này rõ ràng là thanh âm đánh nhau, còn có cự thú gào rú. Rất hiển nhiên, thanh âm này cầm giữ nặng bao nhiêu hiệu ứng âm thanh, chỉ có mấy cái đầu, cùng một chỗ phát ra đồng dạng thanh âm, mới có loại hiệu quả này. Điều này nói rõ, cái này cự thú là cửu anh hoặc là tướng liễu. Tướng liễu thanh âm muốn một chút tai mắt, vậy đã nói rõ đây là cửu anh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chấn động thiên chi dực, hướng về cái hướng kia phóng đi. Trung gian gặp phải 3 lần chỗ ngã 3, hắn đều dựa vào thanh âm phán đoán. Làm hắn quẹo vào một đầu cuối cùng thông đạo thời điểm, bất ngờ nhìn đến, phía trước có người tại chiến đấu. Bên trong một cái tóc đen mắt đỏ thiếu niên, một chút đưa tới Lý Thiên Mệnh chú ý. Hắn lúc này chính đang chạy trốn, tránh né chí mạng thương tổn. Hắn là Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, hướng bên này, Lý Thiên Mệnh khẩn cấp hô một tiếng, đồng thời lấy lớn nhất tốc độ khủng khiếp xông đi lên. Quá trình này, Khương Phi Linh thậm chí thời gian sử dụng chàng cho hắn gia tốc. Vù vù. Dạ Lăng Phong nghe được thanh âm, đột nhiên rẽ, cái kia thầm trong mắt màu đỏ cùng Lý Thiên Mệnh ánh mắt đụng đụng vào nhau. Lần này cũng không phải ảo giác, mà chính là hắn chân thực ngay tại trước mắt mình. Như vậy, đuổi giết hắn người là người nào? Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng là Đông Dương Phong Trần. Dù sao, đối phương cũng người mặc hắc kim sắc trường bào, dáng người cùng Đông Dương Phong Trần không sai biệt lắm. Hắn nhìn kỹ. Mặt mũi người nọ một chút tuấn giật một số, không có nửa tấm mặt đen, cho nên càng phải ngọc thụ lâm phong, động tác tiêu sái. Hắn là thập hoàng tử, Đông Dương Vân Giật, cảnh giới là thiên thánh cảnh đệ nhất trọng, cộng sinh thú vì, hoàng kim lôi ngục cửu anh, là song sinh ngự thú sư. Khương Phi Linh liền vội vàng nói. Yên hỏa thịnh yến về sau, Lý Thiên Mệnh vội vàng tu luyện bất diệt kiếm thể, Khương Phi Linh liền biết một chút, thượng cổ thần táng, 30 người bảng danh sách, đại khái tình huống. Đông Dương Vân Giật cũng là dục đế chi tử, so Đông Dương Phong Trần nhỏ hơn 3 tháng không đến, có thể tại 30 tuổi trước thành tựu thiên chi thánh cảnh, đều không phải là bình thường bối phận, coi như tại thập phương đạo cung thiên bảng, đứng hàng 10 vị trí đầu không thành vấn đề. Hắn hiện tại chính truy sát Dạ Lăng Phong. Tại Dạ Lăng Phong trốn hướng Lý Thiên Mệnh bên này thời điểm, Đông Dương Vân Giật hai đầu cộng sinh thú, hoàng kim lôi ngục cửu anh, trên thân quấn quanh lấy kim sắc thiểm điện, tốc độ mãnh liệt, như lôi đình lấp lóe. Bọn họ không ngừng bổ ra kim sắc lôi đình, xé rách không khí, lao vút mà đến. Cái này hai đầu cộng sinh thú đều nắm giữ thất cái đầu, mà lại đều là thiên chi thánh cảnh.
Xì 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 xì. Có chút kim sắc thiểm điện quấn quanh ở Dạ Lăng Phong trên thân, để hắn cau mày, cái kia lôi đình rất dễ dàng liền sẽ xé rách huyết nhục, thậm chí tiến vào ngũ tạng lục phủ. Càng khó chơi hơn chính là Đông Dương Vân giật, tay cầm một thanh kim sắc cung tiễn, nhắm ngay Dạ Lăng Phong giữa lưng, đột nhiên bắn tên, cái kia mũi tên hóa thành càng hung mãnh hoàng kim lôi đình, chớp mắt mà tới. Mắt thấy Dạ Lăng Phong sắp bị đánh trúng, Lý Thiên Mệnh theo bên cạnh giết ra đến, Đông Hoàng kiếm trực tiếp đập vào cái kia mũi tên phía trên. Loảng xoảng, một tiếng cọ sát chói tai bạo phát. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm, đem cái kia mũi tên đập rời phương hướng, đâm vào trên vách tường, toát ra chướng mắt sao hỏa, sau đó đập xuống đất. Rất hiển nhiên, cái này một mũi tên, không có ở trên vách tường, lưu lại chút nào dấu vết. Mua một tặng một, Đông Dương Vân giật nhìn đến Lý Thiên Mệnh về sau, nhịn không được cười một tiếng. Hắn đưa tay chụp một cái kia nắm giữ 50 điều thánh thiên văn mũi tên, cực quang thương tiễn, về tới trong tay của hắn, một lần nữa khoác lên kinh lôi huyền cung, phía trên. Đông Dương Vân giật ra sức kéo một phát, đem cung tiễn kéo căng. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được. Cầm xuống đầu của các ngươi, đây chính là một cái công lớn. Bực này công lao về đến trên người của ta, đoán chừng có thể thay đổi vận mệnh của ta. Cho nên, các ngươi chết chắc, Đông Dương Vân giật sắc mặt âm lãnh. Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong trước mắt, hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh đã tách ra, phong tỏa ngăn cản vị trí của bọn hắn. Ngươi không sao chứ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Một chút vết thương nhỏ, không có việc gì, Dạ Lăng Phong nói. Sắc mặt hắn có chút hơi trắng, để hắn địa thánh cảnh đệ thất trọng, đối phó cái này thiên chi thánh cảnh tồn tại, quả thật có chút làm khó hắn. Lý Thiên Mệnh kiểm tra một chút, người trước mắt này là Dạ Lăng Phong không sai, hắn bởi vậy thở dài một hơi. Xem ra, Dạ Lăng Phong bị Đông Dương Phong Trần truy sát hình ảnh là giả. Điều này nói rõ, cái này thần táng bên trong tưởng tượng, đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, liền Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn đều có thể lừa gạt. Các ngươi coi ta không tại. Đông Dương Vân giật hé mắt, kinh lôi huyền cung phía trên cực quang thương tiễn chỉ hướng Dạ Lăng Phong đầu, đột nhiên bắn tên. Ở tại bên người, hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh trên thân, tia chớp oanh minh, bọn họ cùng nhau hết thảy 14 cái đầu kim sắc lôi đình hội tụ, đột nhiên bạo phát. Linh nguyên thần thông, lôi đình luyện ngục. Rầm rầm rầm, cực quang thương tiễn xen lẫn trong lôi đình luyện ngục bên trong, hướng về Lý Thiên Mệnh hai người cuốn tới, cái này một mũi tên tuyệt đối là một kích chí mạng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đẩy ra Dạ Lăng Phong, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tay cầm Đông Hoàng kiếm, hai tay chặt chém. Bất diệt kiếm khí tăng thêm thần tiêu kiếm thứ tự uy lực, ầm vang bạo phát. Một kiếm kia nhanh như lôi đình, động tất chi nhãn để Lý Thiên Mệnh tìm được cực quang thương tiễn vị trí. Làm. Đối phương cái kia lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt lôi đình, đem Lý Thiên Mệnh chấn động mà bay, Đông Hoàng kiếm kém chút tuột tay. Thiên chi thánh cảnh. Sinh mệnh lần nữa thuế biến, không nghĩ tới mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh thấy được. Đối phương cái này một mũi tên uy lực, hắn đều rất khó ngăn trở. Mà lại, đối phương khẳng định còn có thủ đoạn khác, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Trong nháy mắt, cực quang thương tiến lại về tới Đông Dương Vân giật trong tay. Lý Thiên Mệnh, là người quá yếu, người có thể ngăn cản một tiễn, có thể ngăn cản ta 10.000 mũi tên A. Đông Dương Vân giật cười lạnh. Hội tụ thiên chi thánh cảnh lực lượng, kinh lôi huyền cung lần nữa bạo phát, mà hắn hai đầu cộng sinh thú, đã vọt tới trước mắt, đầy trời lôi đình luyện ngục đập xuống. Đi, Lý Thiên Mệnh lúc này làm ra quyết đoán. Hắn biết rõ, hắn có thể tại Yên Hỏa Thịnh Yến áp bách thượng cổ hoàng tộc, là bởi vì đối thủ không phải thiên chi thánh cảnh. Theo thánh đến thiên thánh vượt qua rất lớn, hôm nay ở chỗ này dây dưa đến cùng không có gì tốt chỗ, Đông Dương Vân giật so Khương Phong Nguyệt bọn họ, cưỡng hiếp không chỉ là một cái cấp bậc. Siêu siêu siêu, thiên kiếp thần lôi tiễn pháp bạo phát, từng đạo sát cơ chí mạng bão táp mà tới. Lý Thiên Mệnh lúc này lấy ra một bản thiên văn thư. Đây là mê hồn trận sách. Nhị tinh thiên văn thư giá trị hơn vạn, bất quá, Lý Thiên Mệnh tốt hơn theo ý sử dụng. Làm cái này thiên văn sách dẫn động thời điểm, một cỗ màu trắng khói đặc trong nháy mắt lan tràn, đem chung quanh mảng lớn phạm vi đều bao phủ tại màu trắng trong thiên địa. Đông Dương Vân giật trong mắt đối thủ, đã hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh, người nhìn như phách lối, kỳ thật cũng là ỷ vào thập phương đạo cung bảo hộ, mới dám vênh vang đắc ý. Hiện tại không có đạo cung che chở, người chính là chuột chạy qua đường,
chúng ta thượng cổ hoàng tộc bất kỳ một cái nào, đều có thể muốn mạng chó của ngươi. Ngươi bây giờ có thể chạy, nhưng ngươi tổng cộng chỉ có 3 bản mê hồn trận sách, ta nhìn ngươi có thể chạy bao nhiêu lần. Đông Dương Vân giật âm lãnh thanh âm, tại trong sương mù trắng quanh quẩn. Tiến thần táng trước kiểm tra đồ vật, mọi người đối với những khác người, mỗi người có đồ vật gì, trên cơ bản tâm lý nắm chắc. Lý Thiên Mệnh là thần văn sư, bọn họ khẳng định sẽ nhìn nhiều vài lần. Sớm biết mình như thế không có loại, chỉ biết là chật vật chạy trốn, làm một tên hèn nhát, rùa đen rút đầu, lúc trước cần gì phải, đem chính mình phủ lên thành to gan lớn mật dáng vẻ. Người muốn là thu liễm một chút, còn có thể có một đầu sinh lộ. Mà không phải như bây giờ, chỉ dám chạy trối chết. Đông Dương Vân giật chế giễu mỉa mai. Mê hồn trận sách hiệu dụng đi qua sau, hắn vẫn không thể nào lưu lại Lý Thiên Mệnh. Không có tôn nghiêm người, thật sự là đê tiện. Đông Dương Vân giật lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Một phút sau, Lý Thiên Mệnh gặp sau lưng không có động tĩnh, liền cùng Dạ Lăng Phong ngừng lại. Thần táng bên trong vô cùng an tĩnh, hoàn toàn có thể nghe được bọn họ hô hấp thanh âm. Đến, cho ngươi một bản. Lý Thiên Mệnh ném cho Dạ Lăng Phong một bản mê hồn trận sách, nói, thời điểm then chốt, có thể bảo trụ nhất mệnh. Ngươi không phải chỉ còn lại 2 bản rồi. Dạ Lăng Phong có chút không dám cầm. Thế nào, một quyển khác ngươi cũng muốn? Lý Thiên Mệnh cười nói. Dĩ nhiên không phải, Dạ Lăng Phong chỉ có thể đem mê hồn trận sách thu vào. Nhiều người như vậy trong này, không nghĩ tới có thể gặp được đến ngươi, đến, nói với ta một chút, ngươi mấy ngày nay phát sinh sự tình. Lý Thiên Mệnh mang theo hắn vừa đi vừa nói. Hắn biết được, Dạ Lăng Phong sau khi đi vào, cũng là theo gạch xanh trong nhà đá đi ra, mới ra đến phòng ốc thì đóng lại, hắn cũng chỉ có thể, tại cái này lòng đất mê cung bên trong mờ mịt hành tẩu. 3 ngày qua này, ngoại trừ sau lưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiếng bước chân, tốt giống không có cái gì. Sau đó ngươi thì đụng tới Đông Dương Vân giật rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, gặp mặt hắn thì xuất thủ, ta đã chạy một hồi. Không có cách, ta đánh không lại Thiên Chi Thánh Cảnh. Bằng không, ta liền giết hắn. Thiên Mệnh ca, ta còn chưa từng giết thượng cổ hoàng tộc, nhất là dục đế chi tử, ta muốn thử một lần. Thật nhiều người đều rất nóng lòng, muốn ta báo thù rửa hận. Dạ Lăng Phong trong ánh mắt sát khí tràn trề. Dạ Lăng Phong trong miệng, thật nhiều người, vậy cũng là linh hồn hắn bên trong nhiên hồn tộc đồng bào. Dù là chính hắn trí nhớ không rõ ràng lắm, nhưng có là người, đang nhắc nhở hắn. Không vội, có rất nhiều cơ hội. Lý Thiên Mệnh ngược lại là giết Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt, nhưng là khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn cũng không biết hai người này chuyện gì xảy ra. Bây giờ thấy Dạ Lăng Phong không có việc gì, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Đi! Bọn họ đổi phương hướng, tiếp tục tiến lên. Thiên Mệnh ca, thực lực của chúng ta bây giờ, tốt như cái gì đều không làm được, tại cái này trong hầm mộ, xếp tại cấp độ trung bình. Nhất là ta, Dạ Lăng Phong khổ não nói. Mộ táng mở ra sẽ kéo dài một chút thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Hiện tại nan đề là chung quanh quá quỷ dị, không có gì tu hành điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu muốn ở thần táng bên trong làm ra chút gì, nhất định phải mạnh lên. Vừa rồi Đông Dương Vân giật từng câu mỉa mai, Lý Thiên Mệnh đều nghe được. Đông Dương Phong Trần bọn họ, đem huynh đệ chúng ta xem như là trên thất thịt, mặc cho bọn họ làm thịt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo nói. Ta muốn giết thượng cổ hoàng tộc, Dạ Lăng Phong nói, hắn thực chất bên trong đều như vậy khát vọng, đáng tiếc thực lực không quá cho phép. Hai người cùng một chỗ, không ngừng hướng phía trước, mỗi một cái thông đạo lên đều có gạch xanh nhà đá, nhưng bọn hắn không thế nào tới gần. Sau một lúc lâu, cái thông đạo này, có thiên văn kết giới ngăn cản. Lý Thiên Mệnh bước chân ngừng lại. Trước mắt của hắn, lại xuất hiện một cái thần táng kết giới, mà lại so sánh ẩn nấp, không tới gần, căn bản không phát hiện được. Đây là hắn gặp phải cái thứ hai thiên văn kết giới. Tiểu Phong, đuổi theo. Lý Thiên Mệnh lấy hắc ám cánh tay lấy mở đường, đồng thời để Dạ Lăng Phong theo bên người, để hắn nhìn thẳng phía sau mình. Hắn nhớ đến lần trước bài trừ thiên văn kết giới, hắn từ đó nhìn đến Dạ Lăng Phong bị Đông Dương Phong Trần truy sát, càng đáng sợ chính là, phía sau mình bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Lần này, hắn muốn cho Dạ Lăng Phong thấy rõ ràng, đến cùng có hay không cái bóng đen này tồn tại. Thời gian trôi qua. Thông qua cái này thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn, lần nữa thấy được quỷ dị hình ảnh. Màn này là Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Y Y,
Tại cái này trong hầm mộ thân mật, tràng diện kịch liệt, thế nhưng là có 10 cái thượng cổ hoàng tộc, bao quát Đông Dương Phong Trần ở bên trong, đang đến gần bọn họ. Bọn họ hiện lên vây quanh tư thái, ánh mắt tích huyết, hình dáng như dã thú. Xoẹt. Đúng vào lúc này, thiên văn kết giới phá, Lý Thiên Mệnh một tay nắm lấy Dạ Lăng Phong cổ áo, đem hắn kéo vào. Nháy mắt, hết thảy trước mắt thiên biến vạn hóa. Làm Lý Thiên Mệnh đứng lại thời điểm, hắn phát hiện vị trí của chỗ hắn, lại là một tòa phong bế cung điện. Cung điện này rất lớn, không có cửa, không có cửa sổ, chỉ có mặt đất phía trên có một mảnh như là sóng nước thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh vừa mới cũng là từ nơi này đi lên, chỉ có hắc ám cánh tay, mới có thể xé rách loại này thần táng kết giới. Qua, khi thấy rõ bên trong cung điện này hết thảy về sau, liền Dạ Lăng Phong cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt khẽ quét mà qua. Hắn phát hiện, cung điện này trên mặt đất, nhào một tầng huỳnh quang phấn, nhưng lại để cho bụi phủ lên. Hắn thì dẫm tại cái này cho bụi phía trên, nhẹ nhàng chuyển một cái chân, không nghĩ tới, cho bụi phía dưới huỳnh quang phấn đột nhiên lóe phát sáng lên, chậm phát ra bàng bạc thiên địa linh khí. Trước lúc này, trong hầm mộ linh khí mỏng manh, cơ bản không cách nào tu hành, chỉ có thể một chút bổ sung chiến đấu tiêu hao. Mà bây giờ, nồng đậm thiên địa linh khí, đập vào mặt. Lý Thiên Mệnh dùng lam hoang phun ra ngoài nước, đem cho bụi ngưng kết ở cùng nhau, đem mặt đất thanh tẩy sạch sẽ. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, thì là vô số chừng hạt gạo bảo thạch. Là thánh tinh, Dạ Lăng Phong kích động nói. Số lượng chỉ ít có 1 triệu, chúng ta phát. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh. Cái này phong bế trong cung điện, chỉ có thiên văn kết giới một cái cửa ra, trừ cái đó ra, ngay phía trước có một gian cao lớn gạch xanh nhà đá. Gian này nhà đá thể tích, so còn lại muốn lớn gấp 10 lần, cửa gỗ đồng dạng lớn rất nhiều, nhưng là tổn hại 10 phần nghiêm trọng, phía trên tràn đầy trùng động, cảm giác nhẹ nhàng đụng một cái này cửa gỗ liền sẽ vỡ vụn. Trước tiên đem thánh tinh thu lại, chia của, một người một nửa, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vững tin, thần táng tồn tại mấy vạn năm, mà bọn họ chỗ tại cái cung điện này, khẳng định không người đến qua. Nếu không, những thứ này thánh tinh sớm liền không có. Tiếp đó, hắn cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, một người hơn 500.000 thánh tinh, đầy đủ bọn họ tu hành thời gian rất lâu. Ta đi qua nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này đại hình gạch xanh trước nhà đá, đụng chạm một chút cái này mục nát cửa gỗ. Cái này vừa chạm vào mò nên nát bấy cửa gỗ, lại cứng rắn vô cùng, chí ít Lý Thiên Mệnh đâm bất động. Hắn cái này an tâm. Hắn trở lại xuất khẩu, thiên văn kết giới, nơi này, quan sát bốn phía một vòng, nói, Tiểu Phong, chúng ta không vội mà ra ngoài. Vì cái gì? Chúng ta tiến thần táng mục đích, chính là vì còn sống ra ngoài, không trông cậy vào ở chỗ này có thể được cái gì. Nơi này người khác cần phải vào không được, tạm thời nhìn coi như an toàn, ta cũng không cần quan tâm ngươi ở bên ngoài bị giết. Đã như vậy, còn không bằng ngay tại bế quan này, ngồi đợi thần táng mở cửa. Lý Thiên Mệnh nói. Được, Dạ Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Chí ít những người khác, không có như thế an toàn hoàn cảnh. Lý Thiên Mệnh biết. Cái kia tồn tại, đã đem chính mình gây nên đến, chính mình muốn ở chỗ này, chờ đợi thần táng mở cửa để cho mình ra ngoài, cơ bản không có khả năng. Nhưng, đối phương cũng không có gấp gáp, hắn càng không cần phải gấp. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, lưu tại nơi này, tĩnh quan kỳ biến. Dạ Lăng Phong tu hành, thuộc về tiểu mà tinh. Hắn người đông thế mạnh, chỉ cần có thánh tinh là đủ rồi. 80.000 tộc hồn cùng một chỗ lĩnh hội, thông hiểu đạo lý. Cảnh giới phía trên tốc độ tiến triển, là hắn mạnh nhất thiên phú. Lý Thiên Mệnh sở học lộn xộn mà nhiều, hắn đến dựa vào chính mình, từng bước một tại Đông Hoàng kiếm phía trên, lĩnh hội đế hoàng thiên ý, đi phong phú thiên ý trưởng thành, mới có thể kéo theo địa chi thánh cảnh trưởng thành. Đông Hoàng kiếm nội bộ trong không gian, màu vàng nhạt cùng cạn cửa lớn màu đen mở ra, màu đen cùng kim sắc thiên văn tụ đến. Hắc ám cánh tay giác tỉnh. Kéo gần lại Lý Thiên Mệnh cùng những ngày này văn đường vân ở giữa khoảng cách, để hắn có thể đối cao cấp hơn đế hoàng thiên ý, cảm thụ càng sâu. Càn đế băng hà, hoàng tử thủ túc tương tàn, thần đều bách tính bởi vậy gặp nạn, thậm chí gây họa tới cửu cảnh tông môn. Muốn tu thành cái này vạn cổ đệ nhất chính đạo, thông ngộ đế hoàng thiên ý, trên thực tế bốn phía kinh lịch hết thảy, đều có thể cho Lý Thiên Mệnh mang để suy nghĩ. Để hắn nghĩ lại, suy nghĩ, từ đó đi tìm, chính mình đế hoàng con đường. Ngoại trừ đế hoàng thiên ý,
còn lại cũng là bất diệt kiếm thể. Hắn mang theo không minh giới thạch đi ra, theo liền có thể điều động bất diệt kiếm khí đi ra, dùng hội hấp thu. Đoán tạo bất diệt kiếm thể thời điểm, may mắn có Huỳnh Hỏa đi theo, hai người có thể cạnh tranh lẫn nhau cậy mạnh, dạng này không đến mức buồn tẻ vô vị. Bọn họ một người một chim bất diệt kiếm thể, cũng theo thời gian trôi qua tiếp tục tăng cường. Đương nhiên, quá trình tránh không được kêu thảm. Sau đó, Dạ Lăng Phong nhất định phải tự động che đậy lại bọn họ. Không phải vậy, não tử đoán chừng muốn nổ tung. May mắn là tại bên trong cung điện này, muốn là ở bên ngoài dạng này la to, không biết sẽ dẫn ra bao nhiêu người tới. Thời gian trôi qua. Đảo mắt, Lý Thiên Mệnh tại bên trong cung điện này, ngây người hai chừng 10 ngày. Tại cái này địa phương nguy hiểm, có đại lượng thánh tinh chống đỡ, hắn cùng Dạ Lăng Phong tiến triển cũng rất thuận lợi. Một ngày này, hai người bọn họ đều hướng bước tới trước nhất trọng. Trong đó, Lý Thiên Mệnh đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 5, mà Dạ Lăng Phong đạt tới địa thánh cảnh tầng thứ 8. Tầng thứ 5, có Linh Nhi trợ giúp, tăng thêm Huỳnh Hỏa bọn họ huyết mạch thuế biến to lớn, không biết, phải chăng có thể cùng Thiên Chi Thánh Cảnh giao phong. Dù sao đối phương vượt qua đại cảnh giới, Thiên Chi Thánh Cảnh xác thực so thánh đỉnh phong cao hơn một cái cấp bậc, thọ nguyên đều tăng lên 100 năm, có thể thấy được lốm đốm. Lần trước Đông Dương Vân Giật xuất thủ thời điểm nghiền ép thực lực, Lý Thiên Mệnh còn có ấn tượng rất sâu sắc. Đông Dương Vân Giật tương đương với, cho Lý Thiên Mệnh dội cho một đầu nước lạnh, để hắn nhận thức đến thiếu sót của mình. Ngoại trừ cảnh giới phía trên đột phá, Lý Thiên Mệnh trên thân bất diệt kiếm khí số lượng đã đạt đến hơn 600, mà Huỳnh Hỏa đều có 350 bất diệt kiếm khí. Đây đều là dựa vào chịu khổ cùng kiên trì đổi lấy. Hiện tại toàn thân cũng còn nhói nhói đây. Muốn đi ra ngoài sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Không đi ra, trừ phi thần táng mở cửa để cho chúng ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết ý tưởng này rất lạc quan, nhưng, hắn càng không muốn để Khương Phi Linh mạo hiểm. Cái kia tồn tại, không ra, tâm lý liền không khả năng an bình. Đúng vào lúc này. Tạch tạch tạch. Trong cung điện bỗng nhiên truyền đến tiếng cọ sát chói tai, cái này tựa như là đầu gỗ ma sát thanh âm, khiến người ta nghe được rất không thoải mái. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, sợ ngây người. Trong cung điện một tòa duy nhất gạch xanh nhà đá cửa gỗ, vậy mà tại chậm chạp mở ra. Một cỗ khiến người ta dùng mình khí tức, chính từ trong đó truyền ra. Dường như phía sau cửa, đứng đấy một cái đoạt mệnh ma quỷ. Đi mau! Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh toát ra thời điểm, lúc này kịp phản ứng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đi xé rách thiên văn kết giới. Lần trước phá giải qua, lần này tốc độ rất nhanh, xé rách khuyết trước miệng về sau, hắn cùng Dạ Lăng Phong trực tiếp lăn ra ngoài. Ta muốn giết ngươi! Thời khắc cuối cùng, cửa gỗ bên trong truyền đến thanh âm như vậy. Hô! Khi bọn hắn theo trời văn trong kết giới rơi lúc đi ra, hết thảy chí mạng áp lực, vừa rồi biến mất, thế nhưng cảm giác khủng bố, vẫn là để người mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái, đều nhìn đến đối phương sắc mặt trắng bệch. Ha ha, thật sự là gặp quỷ! Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Hắn phát hiện mình về tới lúc trước trong thông đạo, nhưng, trước mắt cho bụi không có dấu chân. Cổ quái sự tình nhiều đi, đây là một cái hoàn toàn không có logic địa phương, căn bản không có cách nào nghĩ lại. Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm, dùng hết tất cả lực lượng, ở bên trái trên vách tường, đánh ra một đạo bạch ngấn. Những binh khí khác, tuyệt đối không có cái hiệu quả này. Thiên Mệnh ca, người đây là làm tiêu ký, tránh khỏi không cẩn thận chuyển đến nơi đây, lại ngộ nhập vừa mới tòa cung điện kia. Trong cung điện gạch xanh nhà đá, quái vật, khả năng đã bỏ ra ngoài, lại đi vào khẳng định xong đời. Đi! Hai người cùng một chỗ, trong bóng tối tiến lên, dần dần chui vào đến trong bóng tối. Sau 5 ngày, Thiên Mệnh ca, con kiến, Dạ Lăng Phong ở phía trước hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh đi ra phía trước có một cái chỗ ngã ba, bên trái thông hướng phía bên phải lối rẽ, mặt đất giống như bò lít nhít màu đen đồ vật. Lý Thiên Mệnh tiến lên xem xét, quả nhiên là con kiến. Thần táng bên trong có vật sống, hắn ôm lấy nghi hoặc, nhặt lên một con kiến. Nhìn kỹ, con kiến này không phải thánh ma thú, có điểm giống là Chu Tước Quốc con kiến, ngoại trừ cái đầu lớn một số, giống như cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là, làm Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng bóp thời điểm, con kiến biến thành một giọt máu. Lý Thiên Mệnh một chân đạp đi lên, dưới chân mấy trăm con kiến, bị nghiền nát về sau, toàn bộ hóa thành vết máu.
cái này không phải chân chính con kiến, là máu tươi biến ảo. Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn nhìn hồi lâu, con kiến vẫn là con kiến, chỉ cần không bóp chết, liền sẽ không biến thành giọt máu. Không thể tưởng tượng, Khương Phi Linh nói. Những thứ này con kiến bỏ hướng địa phương nào? Dạ Lăng Phong hỏi. Đi xem một chút, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía cái thông đạo này chỗ sâu, sau đó cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, tại cảnh giác bên trong tiến lên. Không nghĩ tới con kiến này đội ngũ dài như vậy, bọn họ đi một canh giờ, còn chưa đi đến cuối cùng. Nhưng là, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mùi máu tươi. Hắn cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái, lặng lẽ đổ đầy cước bộ. Phía trước tựa như là một cái ngã tư đường. Hai cái lối đi, ở chỗ này giao nhau. Mơ hồ có thể nhìn đến, tại giao lộ vị trí, mặt đất giống như nằm hai người. Lý Thiên Mệnh tới gần về sau, dùng động tất chi nhãn nhìn một chút. Tiểu Trúc, y y tỷ. Thần sắc hắn chấn động, vội vàng đi lên. Làm hắn tới gần về sau, Khương Phi Linh hét lên một tiếng. Đây là hai bộ thi thể. Tai mắt của bọn họ miệng mũi đều đã trống không, trên người huyết nhục biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại cốt cách cùng da thịt vẫn còn ở đó. Hiện tại đem da thịt trống lên đến, để chúng nó bảo trì, người, hình dáng, là lít nha lít nhít con kiến. Mỗi cái thi thể dưới làn da, chất đống mấy trăm ngàn con kiến, bọn họ không phải đứng im, mà chính là không ngừng đang bò, cho nên theo tai mắt mũi miệng vị trí, có thể nhìn đến con kiến phun trào. Rất hiển nhiên, bọn họ đã chết hết. Theo da thịt ngoại hình cùng phục sức nhìn, bọn họ cũng là Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Y Y. Màn này, xác thực rất thê thảm rất dữ tợn, nhất là đối nữ hài tử tới nói, quả thực giống như là ác mộng. Lý Thiên Mệnh trong dạ dày đều đang lăn lộn. Hắn hít thở một hơi thật sâu, trong ánh mắt phủ đầy tia máu. Theo Đông Dương Phong tiêu tình huống của bọn hắn tới nói, Lý Thiên Mệnh nói với chính mình, cái này không nhất định là thật. Nhưng nếu là thật đây này, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Bạch Tiểu Trúc, Tư Đồ Y Y, bọn họ chết rồi. Liền thi thể đều bị ăn sạch sẽ. Như vậy, cộng sinh thú đâu? Chí ít tại chung quanh nơi này, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy. Bọn họ thật đã chết rồi sao? Dạ Lăng Phong hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Không nhất định, chớ tin nhìn đến hết thảy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, cũng thuận tiện an ủi hắn. Hắn khó có thể chịu đựng, hai vị này ca ca tỷ tỷ, vậy mà rơi vào kết cục như thế. Trong lúc nhất thời, hắn liền hô hấp đều biến đến trầm trọng lên, cả người biến đến 10 phần táo bạo. Đạp đạp đạp. Đúng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, phía trước hắc ám trong bóng râm, có hai bóng người đi ra, cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ chính diện đụng tới. Lại là các ngươi, đối phương kinh hô một tiếng, trong thanh âm mang theo nụ cười vui mừng. Không sai, là Đông Dương Vân Giật. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái nam tử mặc áo bào tím. Hắn thân cao cùng hình thể cùng Đông Dương Vân Giật tương tự, một đầu thầm tóc dài màu tím rủ xuống đến, hai mắt như có liệt hỏa thiêu đốt. Thoạt nhìn là một cái khí chất chắc tuyệt lạnh lẽo nam tử. Hắn là dục đế 12 con, hiện nay thập nhị hoàng tử, tên là Đông Dương Tử Chân, cùng Đông Dương Vân Giật cùng cha khác mẹ. Hắn so Đông Dương Vân Giật nhỏ hơn một tuổi, nhưng cũng tu hành đến thiên thánh cảnh đệ nhất trọng, có thể ngự không phi hành. Một cái thập hoàng tử, một cái thập nhị hoàng tử, đều so Đông Dương Phong Tiêu mạnh, hai người trong nháy mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, cấp tốc tới. Khi bọn hắn nhìn đến mặt đất hai bộ thi thể thời điểm, rõ ràng giật nảy mình, bọn họ cũng là bị con kiến hấp dẫn mà đến. Bọn họ chết như thế nào? Đông Dương Vân giật hỏi. Có thể là để cửu ca giết, Đông Dương Tử Chân nói. Cửu ca ra tay thật nhanh, bất quá, vận khí không có chúng ta tốt. Đông Dương Tử Chân nói. Chú ý một chút, trên tay bọn họ khả năng còn có mê hồn trận thư, lần trước, bọn họ chính là sử dụng mê hồn trận thư. Ở trước mặt ta chạy chối chết. Đông Dương Vân giật cười khẩy nói. Nói đến buồn cười, một cái sợ hàng, hết lần này tới lần khác muốn chống đỡ được bản thân rất có khí phách. Hiện tại không ai che chở, ngoại trừ đánh mất tôn nghiêm đào mệnh, còn có thể làm cái gì. Đông Dương Tử Chân lúc nói chuyện, từng bước một đến gần, hướng Lý Thiên Mệnh sau lưng đi vòng qua. Thiên Mệnh ca, muốn chạy sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Dù sao, đây là hai cái thiên chi thánh cảnh đệ nhất trọng. Bọn họ cùng nhau, càng thêm khó chơi. Lần này không chạy, chúng ta còn chưa có thử qua, liên thủ chiến đấu uy lực đây. Tiểu Phong, đến lúc đó,
ngươi nghe ta chỉ huy. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm sâm, mặt đất hai bộ thi thể, còn có đối thoại của bọn họ, để hắn không cách nào giữ vững tỉnh táo. Hiện tại trong mắt, chỉ có đẫm máu. Nguyên bản không giận, nhưng bây giờ hắn híp mắt, sát khí ngút trời. Hướng bên cạnh chuyển di một số, đừng đụng đến bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Trong miệng hắn, bọn họ cũng là Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Y Y. Khi bọn hắn cấp tốc đi vào một cái thông đạo thời điểm, hai cái này thượng cổ hoàng tộc hoàng tử, tự nhiên cho là bọn họ muốn chạy trốn. Truy! Lý Thiên Mệnh, xuất ra ngươi tại địa bảng quyết chiến thời điểm dũng khí đến, khác để cho chúng ta xem nhẹ ngươi. Ngươi cùng cha ngươi Lý Mộ Dương Đô là chó, sẽ chỉ cụp đuôi chạy trốn, ha ha. Bọn họ vì lưu người, xác thực lời gì cũng nói được. Dù sao, người nào không biết, Lý Thiên Mệnh cũng là một kiện đại công lao. Bất quá, Lý Thiên Mệnh trốn không bao lâu, liền đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lấy sát cơ lẫm liệt ánh mắt, quét vào trên người bọn họ. Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Y Y, còn nằm tại Đông Dương Vân Giật phía sau bọn họ, Lý Thiên Mệnh tiếp tục lui lại, lưu lại hơn 2.000 mét khoảng cách. Đông Dương Vân Giật cùng Đông Dương Tử Chân đã áp bách đến bọn họ trước mắt. Sau lưng lại là một con đường chết. Cái này rất hiếm thấy, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên nhìn đến, cái này lít nha lít nhít phức tạp thông đạo, còn có cuối tồn tại. Sau đó, Đông Dương Vân Giật cùng Đông Dương Tử Chân đều cười. Các ngươi vận khí quá tệ, hiện tại vừa đến, cho dù có mê hồn trận thư, các ngươi cũng đều trốn không thoát, đều chết chắc. Đông Dương Vân Giật lúc nói chuyện, hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh, thi triển thần thông, tại phía sau bọn họ kết thành kim sắc lôi điện lưới, đem duy nhất có thể thoát đi thông đạo, hoàn toàn phong bế. Bắt rùa trong hũ, hoàn mỹ, Đông Dương Tử Chân âm thanh lạnh lùng nói. Một cái lối đi, một mặt là tử lộ, một mặt bị tốt mấy trọng lôi điện lưới phong bế, còn có hai người bọn họ huynh đệ đứng ở nơi đó, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, làm sao có thể chạy thoát. Có nghĩ tới hay không, các ngươi mới là hai cái ba ba. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ nhìn không được cười lên. Tại bọn họ cười thời điểm, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, đều theo cộng sinh không gian bên trong đi ra. Tăng thêm Dạ Lăng Phong cùng trên người Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh đồng bọn cũng rất nhiều. Hắn đem Đông Hoàng Kiếm đến tại trên mặt đất, đối phương hai người đều đối cái này, Đông Hoàng Kiếm, đỏ mắt. Nơi này không phải đạo cung, bọn họ giết người sau lặng lẽ cướp đi Đông Hoàng Kiếm, người nào có thể biết. Đông Dương Vân Giật cùng Đông Dương Tử Chân liếc nhau một cái. Trong mắt tràn đầy đều là sát cơ. Lần trước chỉ một mình ta, hai người bọn hắn đều dọa đến sợ chết khiếp, bây giờ nghĩ xuất thủ. Đông Dương Vân Giật lắc đầu. Cùng đường mạt lộ, chính mình chui vào góc chết, đương nhiên muốn liều mạng một lần, phí công giãy giụa một chút, mới có thể cảm động chính mình đi, chí ít bị chết oanh liệt. Đông Dương Tử Chân nói. Đông Dương Tử Chân cũng là song sinh ngự thú sư. Hắn hai đầu cộng sinh thú, tên là Tử Tiêu Vẫn Hỏa Cửu Anh. Đó là hai đầu tử sắc tráng kiện cự thú, toàn thân thiêu đốt lên tử sắc liệt hỏa, cùng bên người hai đầu kim sắc lôi đỉnh quấn quanh cửu anh đồng dạng khủng bố. Đây là bốn đầu nắm giữ thất cái đầu cửu anh cộng sinh thú, mỗi một đầu đều bá khí vô song, hung hãn mười phần. Năm đôi sáu, không tính Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh bên này còn thiếu một cái chiến đấu đơn vị. Tiểu Phong, người sợ nước sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một chút ảnh hưởng, nhưng là không quan trọng, ta động tác nhanh. Dạ Lăng Phong nói. Nói như vậy, chỉ có thô to cộng sinh thú, bị nước biển ảnh hưởng so sánh lớn. Được, hắn ném cho Dạ Lăng Phong hai bản Bích Sơn Thư, có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh lấy thêm ra ba bản Hải Linh Thư. Trung quanh thông đạo tuy nhiên rộng lớn, nhưng so thập phương đạo thiên chiến trường không kém thiếu, ba bản Hải Linh Thư lượng nước đầy đủ. Lối đi này bên trong hình dáng, cũng là cái hình hộp chữ nhật, trong đó năm mặt đều là phong bế, Lý Thiên Mệnh chỉ cần phong bế một mặt, không cho dòng nước ra ngoài là có thể. Sau một khắc, hắn dẫn động Hải Linh Thư. Ba bản Hải Linh Thư, trong nháy mắt hóa thành vô số màu xanh lam nước biển, bao phủ lái đi. Lý Thiên Mệnh lưu lại bộ phận không gian cho Huỳnh Hỏa, để nó có thể ở phía trên chạy như bay, cái không gian này đối với đối phương cộng sinh thú tới nói, liền có chút nhỏ. Ngươi còn thật dám phản kháng. Đông Dương Vân Giật có chút thật không thể tin, càng có chút hơn phẫn nộ. Cái này Hải Linh Thư để hắn nhớ tới, Lý Thiên Mệnh đánh bại Đông Dương trước ngày nào đó. Giết hắn. Hắn cùng Đông Dương Tử Chân cùng một chỗ, còn có bốn đầu cộng sinh thú,
tại nước biển bao phủ bên trong, phá vỡ sóng biển, giết tới. Oanh! Tại đối diện bọn họ, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long nhất động, tất cả nước biển bạo loạn, nội bộ tạo thành vô số vòng xoáy. Cái này cuồng bạo uy lực, đủ để đem 6 cái đối thủ tách ra. Khương Phi Linh thời gian chàng, đã bao trùm cái phạm vi này, năng lực của nàng càng ngày càng mạnh, kỳ thật tạo thành giảm tốc cùng gia tốc rất lớn, tăng thêm đối phương hải nước không thích ứng, cho dù là thiên chi thánh cảnh, kỳ thật đều rất đau đầu. Nhân số không bằng đối phương, thậm chí đơn thể chiến đấu lực không bằng đối phương, làm sao bây giờ? Dạng này hỗn chiến, nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Huỳnh Hỏa, người đi đối phó Đông Dương Tử Chân, tận lực dây dưa kéo lại hắn. Lam Hoang, người đem hai đầu tử tiêu vẫn hỏa cửu anh, kéo vào trong nước. Miu Miu, người là lôi đình thuộc tính, có thể cuốn lấy hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh sao? Lần này rất nguy hiểm cho, đối phương chiến lực rất mạnh, Lý Thiên Mệnh nhất định phải đem cộng sinh thú sở trường, đều phát huy ra. Cho nên, hắn cho ba đầu cộng sinh thú, trầm trọng nhất nhiệm vụ. Huỳnh Hỏa cầm giữ có bất diệt kiếm thể, còn có linh nguyên thần thông cùng chiến quyết. Để nó dây dưa hỏa thuộc tính ngự thú sư Đông Dương Tử Chân, vấn đề cũng không lớn. Hải Linh Thư cho Lam Hoang sáng tạo ra chiến trường, đối phó hai đầu sợ nhất nước tử tiêu vẫn hỏa cửu anh, nó đoán chừng có thể chống đỡ. Miu Miu là lôi đình chí tôn, cái kia hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh lôi đình, đối với nó tạo thành lực sát thương có hạn, tăng thêm nó nắm giữ địa ngục truy hồn điện cùng vạn ma độc, kỳ thật cũng có thể chịu đựng. Một khi bọn họ có thể chịu đựng, Lý Thiên Mệnh ắt có niềm tin. Cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ hình thành một cái giết hại tiểu tổ. Không có vấn đề, bọn họ ba đồng thời nói. Lam Hoang, người thao túng nước biển, khống chế một chút vị trí của đối thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Giống. Trên chiến trường, không phải nói người muốn đối với phía trên người nào, liền có thể đối lên ai. Nhưng, làm chiến trường này từ Lam Hoang khống chế, nó có thể cuốn lên nước biển, trùng kích vị trí của đối phương, liền có thể thực hiện cắt đứt chiến trường. Giết. Lần này, Lý Thiên Mệnh sát khí ngút trời. Dạ Lăng Phong biết hắn muốn làm gì phối hợp, sau đó theo sát ở phía sau hắn. Linh Nhi, người dù cho xem chiến trường, nếu người nào nhìn không được, trước dùng không gian tường trợ giúp một chút. Được. Lần này, Lý Thiên Mệnh làm cho tất cả mọi người sở trường, đều phát phung tới cực hạn. Hắn đang tức giận bên trong, bảo trì lại lý trí cùng tỉnh táo, hắn thực tương đương hiếm thấy. Kết quả là... Tại Lam Hoang khống chế dưới, kỳ thật đối phương 6 cái đều bị cuốn vào trong nước. Trong đó, Đông Dương Tử Chân sợ nước, hắn trực tiếp xông lên mặt nước, thiên chi thánh cảnh bay trên không trung. Ngay tại cái này đột nhiên ở giữa, Huỳnh Hỏa bất diệt kiếm khí, bỗng nhiên đâm xuyên mà đến, phóng tới mặt của hắn. Ta tuyên bố, ngươi chứng hết rồi. Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh, đầy trời đều là phượng hoàng hỏa diễm. Chặt ngươi đầu gà, ngươi còn có thể ồn ào sao? Thằng ngu, Đông Dương Tử Chân không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh sẽ dùng cộng sinh thú tới đối phó chính mình, tâm lý chỉ có cười lạnh. Đông Dương Tử Chân vũ khí tương đương kỳ quái, đó là một cái bàn quay, tên là Tuyệt Thứ Thiên Luân, bốn phía có hết thảy 8 cái gai nhọn, xoay tròn, cắt chém hết thảy, mặt ngoài cũng có thể xem như thuẫn bài, nhẹ nhõm ngăn trở Huỳnh Hỏa kiếm chiêu. Đương đương đương, bọn họ một người một chim, ở trên mặt nước giết đến long trời lỡ đất. Cùng lúc đó, hùng hãn đế ma hỗn độn Miu Miu, lấy một địch hai, cửu trọng hỗn độn lôi giới hộ thể, tăng thêm cố ý khiêu khích, lưu lại hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh. Đối phương tuy nhiên cảnh giới cao, nhưng mấu chốt là cái kia hoàng kim lôi đình, rất khó đột phá Miu Miu cửu trọng hỗn độn lôi giới, nhưng Miu Miu vạn ma độc nha, đối bọn nó tới nói uy hiếp to lớn. Tăng thêm địa ngục truy hồn điện truy tung huyết khí nhập thể, thời gian chiến đấu càng dài, Miu Miu thì càng chiếm thượng phong. Dưới đáy nước dưới hai đầu tử tiêu vẫn hỏa cửu anh, càng làm cho Lam Hoang cái này thế lực bá chủ cuốn lấy. Nó một đầu cắn một cái, trong nước điên cuồng xoay tròn, đem cái này hai đầu cự thú hung hăng đập xuống đất. Giờ phút này, bọn họ ba cái, đều tại tận lực hoàn thành Lý Thiên Mệnh cho nhiệm vụ, mà lại đối mặt thích hợp nhất chính mình đối thủ. Cái này khiến Đông Dương Vân Giật có chút buồn bực. Hắn vốn cho rằng, phe mình thêm ra một người, hắn chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó bắn lén là có thể. Vạn vạn không nghĩ đến chính là, làm hắn theo trong nước hướng lúc đi ra, đối mặt là Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong hai người. Hai người bọn họ thiếu niên, lần thứ nhất phối hợp chiến đấu. Ha ha, chó cùng dứt dậu, lấy ta làm quả hồng mềm, đột phá khẩu.
Đông Dương Vân giật nhịn không được suy cười một tiếng, hắn nhưng là trong đó mạnh nhất một cái a. Làm đối phương người tới giết tới trước mắt thời điểm, trong tay hắn cực quang thương tiễn, bỗng nhiên theo mũi tên biến thành trường thương. Thiên kiếp lôi đình thương pháp. Đông Dương Vân giật không chỉ là am hiểu cung tiễn, cận chiến đồng dạng siêu cường. Trên người hắn bao trùm lấy hoàng kim lôi đình, thiên chi thánh cảnh bay ở trên nước, mũi chân điểm một cái, vô số kim sắc lôi đình hướng về Lý Thiên Mệnh oanh sát mà đến. Mà chính hắn, lóe lên một cái rồi biến mất, nhất thương lăn lộn ở trong sấm sét, đâm tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đây là thiên thánh chiến quyết, thiên kiếp lôi đình thương pháp, hoàng kim thiên kiếp. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh giận hô một tiếng. Đột nhiên, một cái huyết nhãn thiếu niên xuất hiện ở Đông Dương Vân Giật mặt bên. A, à, Đông Dương Vân Giật tại công sát Lý Thiên Mệnh thời điểm, thức hải trong linh hồn, đột nhiên xuất hiện mấy điều tơ máu, đâm vào linh hồn của hắn phía trên. Hắn lần thứ nhất chịu đựng loại thống khổ này, đau đến xác thực lợi hại. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh đem 600 đạo bất diệt kiếm khí, toàn bộ hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Hai tay của hắn cầm kiếm, cả người bạo phát ra vô cùng uy lực, toàn thân bất diệt kiếm khí chuyển tụ vào một điểm, phát ra chói tai tiếng rít âm, nghe đến người tê cả da đầu. Đông Dương Vân Giật, nhận lấy cái chết. Thần tiêu kiếm thứ tư. 600 kiếp kiếm. Song kiếm hợp nhất, một kiếm đâm xuyên. Đinh. Đông Dương Vân Giật mới vừa từ nhói nhói bên trong kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh kiếm đã giết tới trước mắt, trong lúc bối rối, hắn trường thương đâm một cái. Ầm. Cái kia bạo loạn bất diệt kiếm khí, đánh bay cực quang thương tiễn, trong nháy mắt xuyên thấu mà qua. Một kiếm này, đem Đông Dương Vân Giật ở ngực, xuyên ra một cái đầu lớn lỗ máu. Ây, ách, công lao của ta. Đông Dương Vân Giật không nghĩ tới, hết thảy tới nhanh như vậy. Hắn trả tại tưởng tượng mình giết Lý Thiên Mệnh, hướng dục đế tranh công hình ảnh. Hắn đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt chừng đến sắp rơi xuống. Giờ khắc này, hắn còn chưa có chết tuyệt, cảm nhận được trên thế giới đáng sợ nhất tuyệt vọng. Lý, tại hắn nước mắt chảy ngang, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy thời điểm, một thân ảnh rơi vào phía sau của hắn. Một cây đoản kiếm, cắm ở trên cổ họng của hắn. Răng rắc, đoản kiếm lướt qua, một bộ xác không đầu thân, nện vào trong nước. Mà cái kia cái đầu, thì bị Dạ Lăng Phong cầm trong tay. Hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ hất lên, đem đầu này nện trên trần nhà. Ba, trong nháy mắt vỡ nát. Thời khắc này Dạ Lăng Phong, cắn hàm răng, ánh mắt đẫm máu, âm u nhìn trước mắt hết thảy, dùng thanh âm khàn khàn gầm nhẹ. Thượng cổ hoàng tộc, cái này là cái thứ nhất. Nhiên hồn tộc, vĩnh không chịu thua. Hôm nay, Tiểu Phong có chút điên. Nhưng Lý Thiên Mệnh lý giải hắn, hắn gặp qua nhiên hồn tộc 20.000 năm vùng vẫy dẫy chết. Gặp qua 80.000 tộc hồn đẫm máu và nước mắt dung hợp. Giết chết bất kỳ một cái nào thượng cổ hoàng tộc, cũng có thể làm cho hắn khí huyết sôi trào. Huynh đệ, còn có một cái. Lý Thiên Mệnh ánh mắt xâm lãnh, khóa chặt cùng huỳnh hỏa dây dưa Đông Dương Tử Chân. Không dùng Lý Thiên Mệnh nhiều lời, Dạ Lăng Phong thì cùng hắn cùng một chỗ, ở trên mặt nước phi nhanh, hai đạo ảo ảnh cấp tốc tới gần Đông Dương Tử Chân. Tiểu Phong sở trường là linh hồn phía trên áp chế lực, mà ta mạnh là chung kết năng lực. Chúng ta cùng một chỗ phối hợp, có thể sinh ra một cộng một, lớn hơn hai hiệu quả. Đông Dương Vân Giật bị chết quá nhanh, thập nhị hoàng tử Đông Dương Tử Chân ánh mắt bị nước biển che đậy, căn bản nhìn không thấy. Hắn mơ hồ chỉ nghe, hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh, ngay tại thê lương rú thảm. Xảy ra chuyện gì, Đông Dương Tử Chân tay cầm tuyệt thứ thiên luân, thi triển chiến quyết chuyển luân kinh. Cái này cửa thiên thánh chiến quyết công thủ bình hành, tại ngăn trở huỳnh hỏa bất diệt kiếm khí đồng thời, còn có thể vận chuyển tuyệt thứ thiên luân phản kích, hất lên phía dưới, cái kia tuyệt thứ thiên luân trên không trung cao tốc xoay tròn, đem huỳnh hỏa cái kia hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh cấp tốc xé rách. Mười hoàng huynh, người ở đâu? Đông Dương Tử Chân có dự cảm không hay? Hắn nghe không được, cười lạnh một tiếng truyền đến. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong hai người, vượt qua mặt nước, xuất hiện ở Đông Dương Tử Chân trước mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, người cái kia chết rồi. Lý Thiên Mệnh dày đặc nói. Trước lúc này, huỳnh hỏa đi trợ giúp Miêu Miêu cùng Lam Hoang đi, bọn họ hiện tại kiên trì đến so sánh vất vả. Lý Thiên Mệnh bọn họ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Siêu! Dạ Lăng Phong như là hung thú, huyết quang lẫm liệt.
Ở bên cạnh hắn, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, hai tay của hắn cầm kiếm, triển khai thiên chi dực nhảy lên ngàn mét, tóc trắng phấn khởi ở giữa, tay trái màu đen Đông Hoàng kiếm cùng tay phải kim sắc Đông Hoàng kiếm hàn quang chợt hiện. Kim sắc Đông Hoàng kiếm phía trên, hội tụ 300 bất diệt kiếm khí. Lôi đình, hỏa diễm, biển cả, đồi núi, bốn chủng loại hình bất diệt kiếm khí hỗn hợp hội tụ, sinh ra kinh thiên tiếng rít âm. Chết! Lý Thiên Mệnh trong mắt hàn quang lóe lên, kim sắc Đông Hoàng kiếm chặt chém đi xuống. Đông Dương Tử Chân nắm giữ thiên chi thánh cảnh lực lượng, cái này cùng địa thánh cảnh mệnh tuyển thánh nguyên có bản chất khác nhau, hắn không chút nào hoảng, thu hồi cái kia tuyệt thứ thiên luân, trong tay chuyển một cái. Chuyển luân kinh nghiên ma loạn thế. Địa thánh cảnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn tại tuyệt thứ thiên luân về sau, đột nhiên đẩy, cái kia cao tốc xoay tròn tuyệt thứ thiên luân, đè vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Làm. Kim sắc Đông Hoàng kiếm bổ ở phía trên, lực lượng cuồng bạo thế lực ngang nhau, Đông Dương Tử Chân xác thực có lực lượng hùng hồn, chặn Lý Thiên Mệnh một chiêu này. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh màu đen Đông Hoàng kiếm, theo trên tay phải đâm xuyên mà ra, tại kim sắc Đông Hoàng kiếm chấn khai tuyệt thứ thiên luân trong nháy mắt, màu đen Đông Hoàng kiếm một kiếm đâm xuyên. Trên đó đồng dạng có 300 bất diệt kiếm khí, hội tụ thần tiêu kiếm thứ tư lực lượng. Nhất kiếm xuyên tâm. Cái gì? Đông Dương Tử Chân kinh hãi, vội vàng bỏ qua tuyệt thứ thiên luân né tránh. Nhưng, phía sau của hắn là Dạ Lăng Phong. Huyết quang lóe lên, Đông Dương Tử Chân trong mắt thế giới thành biển máu, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống. Huyễn tượng. Hắn đột nhiên hất lên đầu, muốn thanh tỉnh một số, có thể kết quả là đầu bỗng nhiên nhói nhói, giống như có vô số gai nhọn, từ thiên linh đắp vào đi, từ cằm mặc đi ra. Loại kia đau đớn, quả thực là một loại ác mộng. Vô sinh thứ hồn kiếm thuật vô mệnh. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tục hai tiếng, Dạ Lăng Phong nhiên huyết phách kiếm, đâm vào Đông Dương Tử Chân trên lưng. Đông Dương Tử Chân đồng tử đột nhiên phóng đại, cúi đầu xem xét, hai cái mũi kiếm đã lúc trước ngực xuyên ra ngoài. Muốn chết. Mặt của hắn trong nháy mắt vặn vẹo, nổi giận gầm lên một tiếng, ở tại trưởng khống phía dưới, tuyệt thứ thiên luân lượn vòng mà đến, đánh tới hướng phía sau hắn Dạ Lăng Phong. Đúng vào lúc này, hội tụ 300 đạo bất diệt kiếm khí màu đen Đông Hoàng kiếm, theo hắn thánh cung xuyên thấu mà qua. Oanh! Kiếm khí bạo phát, đem bụng xé rách ra một cái lỗ máu. Thời khắc này Đông Dương Tử Chân, bị Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong kẹp ở giữa. Ây! Hắn trừng to mắt, thanh âm khàn khàn, rốt cuộc không nắm được tuyệt thứ thiên luân, cái kia tuyệt thứ thiên luân nện trong nước. Thánh cung bị hủy diệt, hắn đã triệt để phế đi. Bóng ma tử vong thì ở trên đỉnh đầu. Đông Dương Tử Chân phun ra một ngụm máu đen, ngốc trệ nhìn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngươi sớm muộn. Lời còn chưa nói hết, kẻ tại chữ thứ ba phía trên, hắn muốn tiếp tục há mồm, lại phát hiện cổ họng cùng bị trói chặt như vậy, không phát ra được thanh âm nào. Ngươi là cái thứ hai. Dạ Lăng Phong rút ra nhiên huyết phách kiếm, sau đó lại đâm chí ít 10 lần, thẳng đến để Đông Dương Tử Chân triệt để tắt khí. Ầm. Đông Dương Tử Chân nhuốm máu thi thể rơi tại trong nước biển, đã chết hẳn. Khác buông lỏng, thi thể rất có thể sẽ biến hóa, trước giết bọn hắn cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nói, đây là giết Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt có được kinh nghiệm. Được, Hải Linh Thư nhịn không được bao nhiêu thời gian, lúc này thời điểm nước biển dần dần biến mất, đã nhận lấy áp lực rất lớn ba đầu cộng sinh thú, ưu thế đã không có. Bất quá lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong từ trên trời giáng xuống. Khi bọn hắn thêm vào chiến đoàn, đã không có lo lắng. Ngự thú sư đã chiến tử, cái này bốn đầu cửu anh cộng sinh thú không có đào tẩu, mà chính là càng thêm hung lệ, liều chết nhất chiến, muốn kéo một cái đệm lưng. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đầu tiên đến giúp đỡ Miêu Miêu, cùng một chỗ đối phó hai đầu hoàng kim lôi ngục cửu anh. Ba đánh hai, mặc kệ cái này hoàng kim lôi ngục cửu anh lại hung hãn, đều phải chết tại Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, cùng Miêu Miêu vạn ma độc nha phía dưới. Không có bị thương chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, Miêu Miêu xoay người lại, nó chân sau bên trên có mấy đạo vết máu, có sâu đủ thấy xương, nó thê thảm nói, vì bảo hộ ngươi, bản mèo trả giá nặng nề, ta xin nghỉ ngơi một tháng, thật tốt dưỡng thương. Ngươi lăn. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, lại cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ, đem sau cùng hai đầu tử tiêu vẫn hỏa cửu anh, cho giải quyết hết. Nhân số nhiều hỗn chiến chính là như vậy. Ai có thể tại cá thể phía trên đánh ra ưu thế đến, hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện,
một khi đánh vỡ thăng bằng, liền có thể hình thành nhân số phía trên nghiền ép. Đây chính là đoàn chiến. Trận này đoàn chiến, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong bạo phá tổ hợp, phối hợp rất hoàn mỹ. Đương nhiên, Huỳnh Hỏa bọn họ ba cái có thể chống đỡ đối thủ trùng kích, cũng khá là ghê gớm. Thiên chi thánh cảnh cộng sinh thú xác thực khó chơi, Lam Hoàng trên thân còn có rất nhiều vết thương, thậm chí đều sắp bị đốt thành màu đen. Cẩn thận một chút, Lý Thiên Mệnh kéo ra bọn họ. Hắn đang đợi, Đông Dương Vân giật thi thể của bọn hắn, ghép lại tổ hợp thành quái vật. Hiện tại còn không tính thắng, tiếp đó, còn phải là một trận ác chiến. Kỳ quái là, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thời gian đều đi qua một phút. Làm sao không có động tĩnh? Huỳnh Hỏa hỏi. Không biết a, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Lần trước giết cái kia hai cái, không phải thành quái vật, sau cùng thiêu chết biến thành huyết cầu. Huỳnh Hỏa hỏi. Đúng. Vấn đề là, Đông Dương Vân Giật cùng Đông Dương Tử Chân không có biến hóa, bọn họ thoạt nhìn là thật đã chết rồi. Bao quát cộng sinh thú, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ dị biến. Đã như vậy, đi. Lý Thiên Mệnh lúc này làm ra quyết định. Hắn để bị thương Miêu Miêu cùng Lam Hoang tranh thủ thời gian về cộng sinh không gian đi, để Thái Nhất Tháp Tư nhuận tĩnh dưỡng, đến mức Huỳnh Hỏa thì treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, để hắn xem ra như cái lưu điểu đại gia. Cái này khủng bố mà quỷ dị thượng cổ thần táng, để Huỳnh Hỏa rõ ràng sợ hãi, nhưng lại nóng lòng muốn thử. Loại này cưỡng ép muốn trang bức chứng minh tâm tình của mình, Lý Thiên Mệnh rất có thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh bước nhanh hướng về Bạch Tiểu Trúc thi thể của bọn hắn mà đi. Làm hắn đến gần thời điểm, chợt phát hiện con kiến giải tán lập tức. Bạch Tiểu Trúc hai người bọn họ đây chỉ có da thịt cùng cốt cách thi thể, trong nháy mắt xẹp xuống, chỉ có một tấm da người, trùm lên xương cốt phía trên. Bực này chàng diện dọa đến Huỳnh Hỏa một cái giật mình, chỉ dám ngẩng đầu nhìn trời, ngoài miệng run rẩy nói, Linh Nhi đừng sợ, kỳ thật thói quen liền tốt, không có gì lớn, đúng. Huỳnh Hỏa ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Không ai phản ứng nó. Bởi vì ngay sau đó, người này ra cùng hài cốt, bỗng nhiên dung hội thành máu tươi, ngay sau đó tại trên mặt đất biến thành hai chữ. 7+6. Hai cái chữ bằng máu xuất hiện về sau, lại cấp tốc ngưng kết thành huyết cầu. Làm Lý Thiên Mệnh nhặt lên hai cái này huyết cầu thời điểm, phát hiện phía trên đều có khuôn mặt, theo thứ tự là Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Y Y. Bọn họ biểu lộ lãnh đạm, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Loại vẻ mặt này, cũng để người tê cả da đầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, Khương Phi Linh khổ não nói. Lý Thiên Mệnh não tử cũng có chút loạn. Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt thành quái vật, cuối cùng chuyển thành huyết cầu, nắm chắc chữ 9+8. Hai cái này hoàng tử không có lại biến hóa, ngược lại là y y tỷ bọn họ, biến thành huyết cầu. Khương Phi Linh cảm giác trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Có một cái khác nhau so sánh rõ ràng, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt, xuất hiện thời điểm đều rất quỷ dị, nói chuyện mạc danh kỳ diệu, nhưng là thập hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử hai người, một mực rất chân thực. Ta cảm thấy, phía trước hai vị hoặc là giả. Hoặc là cũng là bị cái này thần táng, tiến hành một phen cải tạo, hoặc là nói, người đã chết, thể xác bị thần táng khống chế. Lý Thiên Mệnh trầm giọng phân tích. Hắn không xác định Bạch Tiểu Trúc bọn họ, có phải thật vậy hay không chết rồi. Nhưng rất có thể, giữ nhiều lành ít. Ca ca, ta nhớ được trước kia người tiến đến thần táng, căn bản không có chuyện quỷ dị như vậy. Bọn họ chỉ là khắp nơi tầm bảo mà thôi, gặp phải nguy hiểm. Nhiều lắm là cũng là một số còn sót lại tại thần táng bên trong linh tai. Khương Phi Linh nói. Đúng, lần này có bản chất khác nhau. Có thể hay không cùng ta có quan hệ. Có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách, chúng ta tầng thứ quá thấp, không hiểu rõ những thứ này. Chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, đi được tới đâu hay tới đó. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy chung quanh cái này tối tăm tĩnh mịch. An tĩnh đến làm người ta hoảng hốt mộ táng. Luôn có một khắc, sẽ được phơi bày. Mộ táng mang tới rất lớn tâm lý áp lực cùng bóng mờ, đây là một cái có thể đem người bức bách thành phong tử địa phương. Cất giấu cái kia tồn tại, so Đông Dương Phong Trần còn nguy hiểm hơn. Nhưng, hắn không muốn từ bỏ. Chúng ta cùng một chỗ, người nào cũng không thể chết. Câu nói này, đối Khương Phi Linh nói, đối Dạ Lăng Phong nói, cũng đối Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang nói. Bình tĩnh, người trẻ tuổi, tránh thức đối thủ cường đại, sẽ không làm những thứ này mê hoặc, hết thảy giao cho kê ra. Huỳnh Hỏa tằng hắng một cái nói.
Huỳnh Hỏa, người bình thường nói chuyện đều không cái nghiêm túc, nhưng câu nói này, có đạo lý. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Những thứ này nhiều quỷ dị cùng nhau, có phải hay không có cố lộng huyền hư cảm giác? Cho nên, sợ cái gì? Không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi, đừng để ta bắt được cơ hội, tuyệt đối giết chết ngươi. Trong ánh mắt của hắn, lóe ra hung hãn quang mang. Sẽ đi qua 3 ngày. Đậu phộng, lại là con kiến. Huỳnh Hỏa nhàm chán rất lâu, chính buông lỏng thời điểm, trên đất con kiến để nó dùng mình. Lý Thiên Mệnh nhặt lên mấy cái, thân thủ bóp, con kiến này lại biến thành giọt máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con kiến này đại quân tiến lên phương hướng, tại hắc ám thông đạo chỗ sâu. Đây cũng là hấp dẫn rất nhiều người, hướng một cái quan trọng địa phương tiến lên thủ đoạn. Lần này điểm cuối lại là cái gì, vẫn là hai bộ thi thể. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Không biết, Dạ Lăng Phong nói. 3 ngày qua này, Lý Thiên Mệnh có gặp phải còn lại thần táng kết giới. Hắn phá mà đi vào, bất quá, cũng không có lại tìm đến lần trước loại kia phong bế cung điện, mà chính là cùng lần thứ nhất một dạng, đến hắn khác thông đạo. Muốn đi nhìn một chút sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Người nghĩ như thế nào? Ta muốn giết thượng cổ hoàng tộc, Dạ Lăng Phong nói. Bên này xuất hiện bầy kiến, mang ý nghĩa địa phương khác cũng có thể xuất hiện, khả năng rất lớn có thể gặp phải thượng cổ hoàng tộc. Tốt, nói không chừng có thể gặp được đến những người khác, có thể hỏi một chút những người khác, tại cái này thần táng bên trong gặp gỡ. Lý Thiên Mệnh nói. Quyết định về sau, bọn họ liền dọc theo bầy kiến tiến lên phương hướng mà đi. Sau 2 canh giờ, bọn họ giống như nhìn đến bầy kiến cuối. Phía trước cuối thông đạo, giống như xuất hiện ánh sáng. Đây là Lý Thiên Mệnh tại thần táng bên trong, nhìn đến lần thứ nhất ánh sáng. Hắn cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái, thả chậm cước bộ, lặng yên tới gần. Phanh phanh, bọn họ nghe được ánh sáng chỗ có động tĩnh, tựa như là một loại đập nện thanh âm. Siêu, hai người dựa vào vách tường, lấy tốc độ nhanh nhất, lại không phát ra tiếng vang, tránh cho tiết lộ hành tung. Trước mắt ánh sáng càng ngày càng đậm, khi bọn hắn đi đến cuối thời điểm, bất ngờ phát hiện, phía trước xuất hiện một cái cự đại địa cung. Đất này cung không gian hiện lên hình tròn, trên vách tường có hơn 1000 cái thông đạo miệng, nói cách khác, chỉ ít có hơn 1000 cái lối đi hội tụ ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh ánh mắt quét qua, phát hiện đại bộ phận thông đạo đều có con kiến đi ra, sau đó leo đến hình cầu này địa cung dưới đáy, hội tụ thành một con kiến hải dương. Đến 1 tỷ tính con kiến, ở phía dưới chồng chất cùng một chỗ, tràng diện sao mà khủng bố. Tại con kiến hải dương chính giữa, có một cái từ con kiến hình thành cây cột, phía trên cây cột có một cái hình tròn thiên văn kết giới, đường kính đại khái chỉ có 50cm, toàn thân trong suốt. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đều có thể thấy rõ ràng, cái này thiên văn trong kết giới có một vật. Ngăn cách quá xa, trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng lắm, cảm giác phía trên tựa như là một cây dao găm. Đó là ai? Bọn họ nhìn đến, có một cái người quen, chính tại công kích cái kia thiên văn kết giới, mưu toan lấy đi đồ vật bên trong. Nhìn kỹ, người này là Trần Kinh Hồng. Thập phương đạo cung thiên bảng đệ nhất đệ tử. Hắn cộng sinh thú, huyết tình dạ ma ưng, cũng ở bên cạnh. Đó là một đầu to lớn thần ưng, toàn thân màu đen, ma khí ngập trời, lạnh lẽo mà sắc bén, ánh mắt tương đương sắc bén, xem xét chính là không trung máy móc chiến đấu. Đây là cấp 7 cổ thánh thú, trong mắt hết thảy 76 cái điểm sao, đối tiểu bối tới nói, đây đã là khá cao tầng thứ. Lúc này, Trần Kinh Hồng tay nắm một thanh trường thương màu đen, đang cùng huyết tình dạ ma ưng cùng một chỗ, đối cái kia thiên văn kết giới tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Đinh đinh đinh. Hắn trường thương, không ngừng đâm vào thiên văn kết giới phía trên, tạo nên từng trận gợn sóng, xem ra, nó còn thật có hy vọng, công phá cái này thiên văn kết giới. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã dùng động tất chi nhãn, thấy rõ ràng thiên văn trong kết giới dao găm. Đó là một thanh đỏ như máu dao găm, cùng nhiên huyết phách kiếm có chút tương tự, chuôi kiếm 10cm, thân kiếm 20cm. Chuôi kiếm là màu đen, thân kiếm vì huyết sắc. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rơi vào chủy thủ này trên thân. Hắn rung động phát hiện, ngắn ngủi này thân kiếm, giống như là một mảnh huyết sắc tinh không, trên đó có 99 cái thẩm ngôi sao màu đỏ đang di động ở giữa, tạo thành một loại kỳ diệu huyết sắc thiên văn. Ca ca, ta tại thập phương đạo cung sách cổ phía trên, nhìn qua thanh này thánh thú binh giới thiệu. Khương Phi Linh bỗng nhiên có chút kích động nói. Mau nói, Lý Thiên Mệnh nói.
Nó gọi, Xích Huyết Tinh Hà, là nắm giữ 99 điều thánh thiên văn thánh thú binh, lại gọi là mạnh nhất thánh thú binh. Cái kia huyết sắc thiên văn, là thánh thiên văn. Đúng, đại bộ phận thánh thiên văn là màu trắng, nhưng cũng có còn lại màu sắc tình huống. Thánh thiên văn trở lên, liền không thể lại dựa theo nhan sắc, đến khu phân cấp bậc. Khương Phi Linh nói, thánh thiên văn mặc kệ là màu gì, kỳ thật vẫn là liếc một chút liền có thể nhìn ra cùng bình thường chi thiên văn khác nhau. 99 điều, gần 100 cực hạn, Lý Thiên Mệnh có chút rung động nói. Đúng, không tính Đông Hoàng kiếm những thần vật này, thần quốc thánh thú binh, tối cao cũng liền hơn 80 điều thánh thiên văn, đoán chừng vượt qua 90 điều không có. Rất hiển nhiên, cái này, Xích Huyết Tinh Hà tương đương chân quý. Đúng, nó đoán tạo tài liệu, mặc kệ là thánh linh mỏ vẫn là linh tai, đều là 99 điều thánh thiên văn. Còn lấy cửu giai thánh ma huyết chi huyết đoán tạo, thần quốc cũng không có cửu giai thánh ma thú, nói rõ binh khí này, đến từ thần quốc bên ngoài thiên địa. Khương Phi Linh nói, cái kia vì sao thập phương đạo cung sách cổ bên trên có ghi chép? Thập phương đạo cung lịch sử rất xa xưa, cũng không phải là ngay từ đầu ngay tại thần quốc, cũng là chậm rãi di chuyển mà đến, để lại sách cổ phía trên, có một số nhỏ đối toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục ghi chép. Dù sao, thần quốc chỉ là Viêm Hoàng Đại Lục một bộ phận. Viêm Hoàng Đại Lục, còn có rất lớn cương vực. Khương Phi Linh nói, minh bạch, dù sao, Xích Huyết Tinh Hà tuy nhiên không phải Đông Hoàng kiếm bực này thần vật, nhưng tuyệt đối là thần quốc tối đỉnh cấp thần binh. Thậm chí đối rất nhiều người mà nói, Xích Huyết Tinh Hà loại binh khí này, so Đông Hoàng kiếm còn có tác dụng. Bất quá, hiện tại là Trần Kinh Hồng tại đoạt bảo bối, dù sao cũng là đạo cung sư huynh, Lý Thiên Mệnh có chút do dự, phải chăng muốn cướp đoạt. Ngay tại hắn thời điểm do dự, lối đi khác, bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Trần Kinh Hồng. Một tiếng hùng hồn gầm nhẹ truyền đến. Lý Thiên Mệnh bên trái cửa thông đạo bên trong, lao ra bốn người, trong đó ba vị đều là hoàng tộc hoặc là võ thánh phủ tiểu bối, nhưng ở giữa người kia, nửa tấm mặt đen, thần uy cuồn cuộn, rõ ràng cũng là thần quốc thái tử, Đông Dương Phong Trần. Hắn hiển nhiên cũng là bị con kiến hấp dẫn mà đến. Trần Kinh Hồng, bảo vật quy ta, mệnh của ngươi, cũng quy ta. Đông Dương Phong Trần âm tà cười một tiếng. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, hiện tại ra ra ngươi treo. Cha ngươi cùng Đông Dương Lăng đánh nhau, ngươi còn dám trêu chọc chúng ta đạo cung. Trần Kinh Hồng mày nhíu lại lấy. Hắn đã có hy vọng, mở ra thiên văn kết giới, lại ngay tại thời điểm then chốt này, toát ra hắn không nguyện ý nhất đối mặt Đông Dương Phong Trần. Trêu chọc ngươi lại như thế nào? Đông Dương Phong Trần nói. Thần táng bên trong, chỉ có ngươi có thể giết ta, muốn là ta ra không được. Liền là của ngươi sự tình, Trần Kinh Hồng nói. Ngươi sai. Lần này thần táng biến hóa quỷ dị như vậy, ta liền nói ngươi là thần táng giết chết, lại có thể thế nào? Đông Dương Phong Trần đã đến trước mắt của hắn, cùng hắn tranh phong đối lập. Trần Kinh Hồng đã cảm nhận được, hắn to lớn áp bách lực. Bọn họ là người đồng lứa, theo thứ tự là hoàng tộc cùng đạo cung mạnh nhất tiểu bối, nhưng nhìn, Đông Dương Phong Trần muốn cường thế rất nhiều. Ngươi lại tiến bộ, Trần Kinh Hồng cau mày nói. Đúng, ngươi rốt cuộc không đuổi kịp. Đông Dương Phong Trần nói, đi, Trần Kinh Hồng ngược lại là dứt khoát, hắn quyết định thật nhanh, triệu hoán huyết tình dạ ma ưng, cùng một chỗ giải khai một cái thượng cổ hoàng tộc vây quanh, xông ra thông đạo, tuyệt trần mà ra. Đừng đuổi, Đông Dương Phong Trần hô một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào, Xích Huyết Tinh Hà, phía trên, nói, lấy trước bảo bối, về sau có rất nhiều, giết chết hắn cơ hội. Điện hạ anh minh, đây rốt cuộc là bảo bối gì, lại có 99 điều thánh thiên văn. Điện hạ vận khí quá tốt rồi, chậm nữa hơn mấy bước, loại bảo vật này, chỉ sợ cũng để Trần Kinh Hồng cầm đi. Không nghĩ tới thần táng mở ra nhiều lần như vậy, lại còn có loại này tối đỉnh cấp bảo tàng. Trước kia, đều không người đến qua nơi này. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có con kiến chỉ đường, hiển nhiên, đây là thượng thần chuyên môn ban cho điện hạ bảo vật. Có đạo lý. Bọn họ nói đến cao hứng bừng bừng, mà Đông Dương Phong Trần mặt mỉm cười. Đang suy nghĩ chỉ chốc lát cái kia thiên văn kết giới về sau, hắn bắt đầu cùng Trần Kinh Hồng một dạng, muốn đem cái này thiên văn kết giới chấn vỡ. Phanh phanh phanh. Đông Dương Phong Trần lực lượng quả nhiên mạnh rất nhiều, hắn chỉ là dùng nắm đấm, đều đánh cho thiên văn kết giới rung động phát run. Lý Thiên Mệnh đứng ở trong đường hầm trong góc. Nghĩa phụ ta hơn 40 tuổi, dựa vào tiểu mệnh kiếp, vào tới thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư. Cái này thái tử 30 tuổi.
đoán chừng cùng nghĩa phụ ta tương đương, thật không hổ là thượng cổ hoàng tộc thái tử, ở thiên phú cùng chiến lực phương diện, thật không thể chê. Trong mắt của hắn, Đông Dương Phong Trần đã đem cái kia thiên văn kết giới, đánh cho sắp bật nát. Dù sao 30 tuổi trước là cao bạo phát kỳ, về sau thì chậm. Khương Phi Linh nói, cũng đầy đủ hắn phía trên cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh nói, tu hành có ràng buộc, thần quốc bên trong tối đỉnh cấp thiên phú, hắn thiên phú cực hạn cũng là cổ chi thánh cảnh. Càng là tiếp cận cổ chi thánh cảnh, khó tránh khỏi kẹt chết tại cái này ràng buộc bên trong, chỉ có thể thở dốc, rất khó tiến bộ. Thiên ý trưởng thành, sẽ chỉ càng ngày càng khó. Tiểu Phong, người ở phía sau chờ ta, ta muốn cướp đoạt một chút cái này, xích huyết tinh hà. Lý Thiên Mệnh nói, quá mạo hiểm đi, Dạ Lăng Phong hỏi. Thử một lần, người đưa ta nhiên hồn thần văn đạo điển, ta còn không có tặng quà cho ngươi đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cảm giác cái này, xích huyết tinh hà, cần phải rất thích hợp Dạ Lăng Phong. Được, cẩn thận, Dạ Lăng Phong nói. Hắn biết Lý Thiên Mệnh muốn làm dùng thứ gì. Mê hồn trận thư. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh triển khai thiên chi dực, trong tay nhiều một bản mê hồn trận thư. Hắn để Dạ Lăng Phong lại lui về phía sau một số. Đông Dương Phong Trần ngay tại đập nện cái kia thiên văn kết giới, ba người khác cho hắn trông chừng, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Đúng vào lúc này, một trận màu trắng mê vụ, đột nhiên bao trùm mà đến, tại trong thời gian rất ngắn, bao phủ chiến trường, đem chọn cái hình tròn địa cung, toàn bộ lâm vào trong sương mù. Nhị tinh thiên văn thư đủ loại huyễn tượng, bày ra, hình thành rất nhiều biến hóa kỳ diệu. Mê hồn trận thư, đáng chết, là Lý Thiên Mệnh. Có người kinh hô một tiếng. Đông Dương Phong Trần nhất quyền đánh hụt. Trước mắt thiên văn kết giới cùng xích huyết tinh hà đều biến mất, thay vào đó là vô tận mê vụ. Cái kia mê vụ biến hóa, trước mắt hình ảnh cũng đang không ngừng biến hóa, tựa hồ có rất nhiều tiếng cười truyền đến. Hoảng hốt ở giữa, Đông Dương Phong Trần giống như về tới Phong Nguyệt Giang phía trên, khắp nơi đều là các cô nương tuyết phu ngọc cơ cùng tiếng cười cười nói nói. Lý Thiên Mệnh, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt phun lửa. Lý Thiên Mệnh. Đây chính là hắn chuyến này, mục tiêu lớn nhất. Liền trong tay của ta bảo bối cũng dám đoạt, ngươi cầm được rồi hả? Đông Dương Phong Trần quỷ dị cười một tiếng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lấy thiên chi dực chạy như bay, vô thanh vô tức bên trong, đã đến thiên văn kết giới bên cạnh. Hắn không nói hai lời, lấy tay trái hắc ám cánh tay, trong nháy mắt xé rách thiên văn kết giới, đem cái kia, xích huyết tinh hà, cầm trong tay, để vào tu di giới chỉ. Toàn bộ quá trình không chút huyền niệm. Hắn biết, Đông Dương Phong Trần liền tại phụ cận, nếu là mê hồn trận thư mất đi hiệu lực, hắn trong nháy mắt liền có thể chém giết chính mình. Đối mặt loại này đối với mình mà nói cường đến đối thủ đáng sợ, Lý Thiên Mệnh không dám vô lễ, bảo bối tới tay về sau, hắn lập tức quay người rời đi, hướng về Dạ Lăng Phong chỗ cửa thông đạo mà đi. Lý Thiên Mệnh, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Một tiếng quỷ dị tiếng cười, tại toàn bộ địa cung quanh quẩn. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên có kịch liệt thanh âm xé gió xuyên tới. A, điện hạ, mấy tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến, đây rõ ràng là Đông Dương Phong Trần ba cái người hầu thanh âm. Bọn họ làm cho 10 phần thê thảm, nghe thật giống như, thân thể của hắn bị xuyên thủng. Ây, thái tử, sau cùng vài tiếng, nghe khí tức cũng bị mất. Ông, Lý Thiên Mệnh thêm tốc độ nhanh, hắn nhất định phải tại mê hồn trận thư kết thúc trước đó, trở lại trong thông đạo. Mới có thể vứt bỏ Đông Dương Phong Trần. Đúng vào lúc này, bên người bỗng nhiên bay qua vô số màu đen gai nhọn. Cái kia màu đen gai nhọn chỉ có sợi tóc như vậy tỉ mỉ, rõ ràng đến từ Đông Dương Phong Trần cộng sinh thú. Đây chính là một loại thần thông, cùng loại huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, nhưng là số lượng muốn thêm vô số, lít nha lít nhít, nổ bắn ra mà ra, không khác biệt công kích. Cho nên nói, vừa rồi kêu thảm, là bởi vì Đông Dương Phong Trần vì giết ta. Căn bản không để ý hắn ba cái người hầu tánh mạng. Cái này ba cái quỷ xui xẻo, rất có thể trước chết rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái này Đông Dương Phong Trần tuyệt đối là hắn, gặp được lớn nhất âm ngoan đối thủ. Lâm Tiêu Đình đều không ác như vậy, chính mình người đều tùy tiện giết. Vũ Văn Thần Đô cùng Nguyệt Linh Lang, Quân Niệm Thương lại càng không cần phải nói. Phốc phốc phốc, càng nhiều màu đen nhọn phóng tới, Lý Thiên Mệnh nhất định phải khẩn cấp tránh né. Khương Phi Linh cũng không dám dùng không gian tường, bởi vì một khi sử dụng, thì bại lộ vị trí. Nhưng, gai nhọn thực sự nhiều lắm. Trên cơ bản bao trùm toàn trường, tạo thành thảm thức đâm xuyên,
hoàn toàn khắc chế Lý Thiên Mệnh mê hồn trận thư. Phốc phốc, một cái né tránh không kịp lúc, Lý Thiên Mệnh trên đùi, tốt như bị trúng một cái gai nhọn. Cái kia gai nhọn đâm đi vào về sau, trong nháy mắt vọt vào Lý Thiên Mệnh trên thân thể, tựa như là một cái độc trùng. Sau một khắc, đến hàng vạn mà tính màu đen gai nhọn, tìm được vị trí của hắn, lao vút mà đến. Thì một con sâu nhỏ, cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Lý Thiên Mệnh, ta để mắt ngươi, mới đùa với ngươi. Không phải vậy, ngươi một đứa bé, có tư cách gì, làm đối thủ của ta. Đông Dương Phong Trần tiếng cười âm trầm, dần dần hướng về bên này gần lại gần. Đương đương đương. Lý Thiên Mệnh dùng một bản bích sơn thư, chặn cái kia mấy vạn gai nhọn, rốt cục vọt vào trong thông đạo. Ngay sau đó, hắn quay người vung ra một bản hải linh thư, mãnh liệt nước biển biến ảo mà ra, như là thác nước, hướng về phía sau hắn đánh tới. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh biết, cái kia Đông Dương Phong Trần nhất định phá vỡ sóng nước, cùng mình cùng một chỗ chui vào cái lối đi này. Tiểu Phong trên thân còn có một bản mê hồn trận thư. Tiếp đó, chỉ cần cùng Dạ Lăng Phong tụ hợp, lấy thêm quyển kia mê hồn trận thư sử dụng, đoán chừng tại lối đi này bên trong, vứt bỏ Đông Dương Phong Trần không thành vấn đề. Dù sao, thông đạo thiên biến vạn hóa, chỉ cần xuất hiện lối rẽ, liền có thể mê hoặc Đông Dương Phong Trần. Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh đã về tới, vừa rồi Dạ Lăng Phong vị trí. Để hắn đờ đẫn là, Dạ Lăng Phong không thấy. Chẳng lẽ là chạy trước một bước, Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông về phía trước. Hắn lúc trước cho Dạ Lăng Phong một bản mê hồn trận thư, là vì để hắn, có thể tại chính mình không ở tại chỗ thời điểm, có bảo mệnh cơ hội. Hiện tại vừa vặn cần dùng đến, có thể thoát khỏi đối thủ, không nghĩ tới, Dạ Lăng Phong vậy mà chạy trước. Không đúng, lấy Tiểu Phong cá tính, không có khả năng bỏ xuống ta đơn độc đi trước. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề này. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Đông Dương Phong Trần truy ở phía sau, hắn căn bản không có công phu, muốn Dạ Lăng Phong vì sao lại bỗng nhiên mất tích. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, tại lối đi này bên trong qua lại. Không tốt, Lý Thiên Mệnh cảm giác thân thể có chút khó chịu, cúi đầu xem xét, da của mình đã hiện ra dữ tợn màu đen. Rất hiển nhiên, là vừa mới cái kia màu đen gai nhọn, vào thân thể về sau, chia ra làm 9, hóa thành 9 đầu độc vụ, tại Lý Thiên Mệnh trong thân thể xuyên thẳng qua. Cái này tựa như là cửu minh độc, là cửu anh cộng sinh thú độc nhất độc tố. Khương Phi Linh thanh âm có chút bối rối. Không có việc gì, Thái Nhất Tháp đang từ từ trấn áp, sẽ tiêu tán. Lý Thiên Mệnh nói. Bất quá, cửu minh độc tại tiêu tán trước đó, vẫn là đối Lý Thiên Mệnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Để hắn huyết nhục hư thối, cốt cách mục nát, toàn thân mềm yếu bất lực, tốc độ càng ngày càng chậm. Lý Thiên Mệnh, không dùng chạy, chúng ta cửu minh độc, người đã chết chắc. Mà lại, ta có thể dựa vào cửu minh độc, khóa chặt vị trí của ngươi, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đông Dương Phong Trần cái kia âm trầm thanh âm, tại sau lưng trống trải trong thông đạo, không ngừng truyền đến. Ta biết, ngươi nhất định sợ hãi, không dùng che giấu, bất luận kẻ nào tại tử vong trước đó, đều sẽ như ngươi vậy. Ngươi giãy giụa đi, ta thích nhìn ngươi loại này cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, chống lại vận mệnh dáng vẻ. Người trẻ tuổi, không biết thu liếm, tự đại làm bậy, cái này rất chí mạng. Tiếng cười của hắn bên trong, mang theo bầy mưu tính kế. Lần này, hắn bất quá là bắt rùa trong hũ, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Hắn càng ngày càng tới gần cửu minh độc, mà Lý Thiên Mệnh tốc độ, càng ngày càng chậm. Rốt cục, Lý Thiên Mệnh ngừng lại. Hắn thở hổn hển, toàn thân huyết nhục đã đen nhánh. Thái Nhất Tháp tựa hồ đối với loại kịch độc này không phải rất mẫn cảm, độc tố tán đến so sánh chậm chạp. May mắn, hắn xem như kiên trì, vọt tới chính mình, mục tiêu địa điểm. Tại trước mắt hắn, là một cái thần táng kết giới. Trước đây, hắn theo bầy kiến đi tìm điểm cuối thời điểm, liền thấy cái này thần táng kết giới, nhớ kỹ vị trí. Hắn lúc ấy liền muốn qua, muốn là gặp phải không có thể giải quyết phiền phức, thì chạy tới nơi này là được rồi. Dạ Lăng Phong mang theo mê hồn trận thư đột nhiên biến mất, làm rối loạn Lý Thiên Mệnh kế hoạch, nhưng may mắn, cái này thần táng kết giới còn tại. Lúc này, hắn dựa lưng vào thần táng kết giới, lấy cánh tay trái thăm dò vào cái này trong kết giới, bắt đầu phá giới. Cửu minh độc vào không được cánh tay trái của hắn, trước mắt mà nói phá giới tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cần một chút thời gian. Phanh phanh phanh. Sau lưng tiếng bước chân,
càng ngày càng gấp rút. Bỗng nhiên, Đông Dương Phong Trần từ trong bóng tối vọt ra. Hắn nửa gương mặt đen nhánh, theo trong bóng tối xuất hiện, làm hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh đứng đấy bất động, đã bỏ đi chạy trốn thời điểm, hắn nhịn cười không được. Theo Lý Thiên Mệnh màu ra đến xem, hắn đã cửu minh độc nhập thể, không dùng Đông Dương Phong Trần giết, hắn đều chết chắc. Hoảng sợ tư vị, dễ chịu a, còn muốn hô một tiếng cửu minh nhất tộc sao? Đông Dương Phong Trần chế nhạo nói. Hắn vừa cười, một bên hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Cửu minh nhất tộc, đều phải chết. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nhìn chằm chằm Đông Dương Phong Trần nói. Can đảm không tệ, Đông Dương Phong Trần đứng trước mặt của hắn 10 mét chỗ. Hắn chỉ sợ coi là, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối chết chắc, cho nên cũng không cuống cuồng. Hắn trên dưới quan sát một chút, cười khúc khích, nói. Ngươi thật có ý tứ, ta giết qua rất nhiều người, nhưng xưa nay chưa từng giết, một cái so ta còn kinh người thiên tài. Ngươi ngược lại là cho ta một lần mỹ diệu thể nghiệp, phong phú nhân sinh của ta kinh lịch. Ngươi còn chưa động thủ, là muốn nhìn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Hắn song đồng huyết hồng. Đối cái này thần quốc thái tử, đã hận tới cực điểm. Cái kia cũng là không cần, ta chỉ là sợ động thủ đả thương nhà ta Linh Nhi. Ngươi chết tại cửu minh độc phía trên liền tốt, ta chờ nàng theo trong thân thể ngươi xuống tới. Đông Dương Phong Trần khẽ cười nói. Nhà ngươi Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh ngược lại là ly kỳ, hắn chưa từng nghe nói, cái này Đông Dương Phong Trần còn nhận biết Khương Phi Linh. Rất kinh ngạc sao, Đông Dương Phong Trần hỏi. Có chút, Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không có gì, chúng ta hoàng tộc tổ tiên chính là như vậy, đều ưa thích đẹp mắt nhất, có thiên phú nhất cô nương. Đây là chúng ta nhất tộc thực chất bên trong lạc ấn. Kỳ thật, ta không có chút nào ưa thích nữ nhân, nhưng ta chính là nghĩ, đem các nàng thu vào trong tay, cho ta sinh sôi đời sau, bảo vệ ta một mạch nhân khẩu hưng vượng, phồn vinh hưng thịnh. Đông Dương Phong Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ồ, Lý Thiên Mệnh xem như kiến thức. Còn có so đây càng vô sỉ bị ổi nhất tộc sao? Dạng này thì tộc ý chí, mạnh như vậy đựng thủ đoạn, thật sự là tuyệt. Cái này đều thành chủng tộc lạc ấn. Ta không cần tận lực tra tấn ngươi, chờ một lát, ngươi muốn là có thể chịu đựng, xem thật kỹ ta, chơi như thế nào nữ nhân của ngươi, nhìn nàng biểu diễn mấy cái tư thế. Ta đoán chừng ngươi sẽ chết đến rất thú vị, quên nói cho ngươi, ta phương diện này năng lực, rất mạnh. Đông Dương Phong Trần mỉm cười cười nói. Rất tốt, Lý Thiên Mệnh ánh mắt triệt để đỏ lên. Đông Dương Phong Trần, nói thật, ta rất ít đối một người, chán ghét thành loại trình độ này. Ngươi thật là một cái kỳ hoa, ngươi khai thác thế giới quan của ta, để ta biết, nguyên lai, ngươi có thể đê tiện đến loại tình trạng này. Lý Thiên Mệnh trong mắt sát cơ, đã đầy đủ giết ra hỏa này một vạn lần. Cho nên, Đông Dương Phong Trần cười híp mắt hỏi. Cho nên... Ta nói cho ngươi một cái thưởng thức, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì thưởng thức? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Lý Thiên Mệnh nói. Đông Dương Phong Trần ngây ra một lúc. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh không có nhập hư không loại này, hoàn toàn biến mất tại trước mắt hắn. Ngươi! Hắn biến sắc, đuổi theo, trực tiếp đụng tại thiên văn kết giới phía trên, cái mũi đều đụng sai lệch. Thần táng kết giới chấn động, lực lượng cường hãn đem Đông Dương Phong Trần đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường, lại đập xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đổ máu. Một khắc này, Đông Dương Phong Trần sắc mặt toàn bộ màu đen, hắn hình dáng như dã thú, phát ra một tiếng trầm thấp gào rú. Chơi ta, rất tốt, rất tốt, hắn giữ tợn cười một tiếng, quyền đầu bóp đùng đùng sao không dứt. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Điện hạ, người có mạnh khỏe. Đông Dương Phong Trần giật mình. Vội vàng ngẩng đầu. Hắn bất ngờ nhìn đến. Tại Lý Thiên Mệnh biến mất cái kia thiên văn kết giới phía trên, một cái tuyệt sắc lam váy thiếu nữ, theo sóng nước dập dờn bên trong, đi ra. Khương Phi Linh. Đông Dương Phong Trần, ánh mắt đờ đẫn. Lạch cạch. Lý Thiên Mệnh nện xuống đất. Ca ca, ngươi không sao chứ? Khương Phi Linh liền vội hỏi. Không có việc gì, cửu minh độc bắt đầu tiêu tán, thân thể có chút tổn thương, nhưng là 2-3 ngày liền có thể khôi phục. Lý Thiên Mệnh nói, lần này xem như chạy thoát. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hận đến nghiến răng. Cái này Đông Dương Phong Trần thành lâm tiêu đình mộc tình tình bên ngoài, hắn muốn giết nhất người, mà lại là ngược chết hắn. Đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hắn người này lắng lại hi hi ha ha, thật muốn làm phát bực,
hung ác lên cùng hung thú không có khác nhau. Hắn đứng lên. Ca ca, ngươi nhìn phía trước. Khương Phi Linh thanh âm bỗng nhiên biến đến khàn khàn mà run rẩy. Ừm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Khương Phi Linh chỗ lấy sợ hãi, là bởi vì cái này địa phương, bọn họ tới qua. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, còn ở nơi này, tu hành qua nửa tháng. Không sai. Nơi này đúng là bọn họ, đạt được 1 triệu thánh tinh phong bế cung điện. Ta nhớ được lần trước tiêu ký lối vào, không phải cái này thần táng kết giới. Điều này nói rõ cái cung điện này, hiển nhiên không chỉ có một cái cửa vào. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, thấy được càng chuyện kinh khủng. Cái kia chính là, trong cung điện cái kia một tòa cự đại gạch xanh nhà đá, cửa gỗ đã hoàn toàn mở ra. Ai biết đầu kia, quái vật, còn ở đó hay không bên trong. Đây quả thực là mới ra hang sói, lại tiến miệng hổ. Gấp trong lúc cấp bách, hắn không quản được phía trên nhiều như vậy, lập tức xoay người lại, đem cái kia thần táng kết giới cho xé mở một điều vết nứt, tùy thời có thể lao ra. Bất quá, hắn đổ là không có gấp ra ngoài. Phanh phanh phanh, bên ngoài tựa hồ truyền đến thanh âm đánh nhau. Đông Dương Phong Trần tại cùng người nào tranh đấu. Lý Thiên Mệnh hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm gạch xanh nhà đá môn, hắc ám cánh tay ánh mắt thì nhìn lấy bên ngoài. Chiến đấu phát sinh ở một cái chỗ ngoặt địa phương, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy có ngự thú sư cùng cộng sinh thú cái bóng đang lắc lư. Người đến cùng là cái thứ gì? Đông Dương Phong Trần phẫn nộ bên trong, mang theo một chút sợ hãi. Phanh phanh phanh, đừng đi. Đông Dương Phong Trần giống như đuổi theo, rất nhanh liền chạy xa. Ca ca, thái tử chạy. Chúng ta muốn đi sao? Khương Phi Linh hỏi. Tốt nhất không đi, trên người của ta còn có cửu minh độc, hiện tại đi ra ngoài, muốn là Đông Dương Phong Trần giải quyết đối thủ, liền có thể dựa vào cửu minh độc vị đạo tới tìm ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cần phải có 2 ngày, để Thái Nhất Tháp đem cái này cửu minh độc triệt để hóa giải mất. Trước mắt Thái Nhất Tháp quang mang du tẩu thân thể, ngay tại khu trục cửu minh độc. Không biết nhà đá này bên trong quái vật, còn ở đó hay không? Khương Phi Linh có chút lo lắng nói. Ta tiến đến đã nửa ngày, cũng không có động tĩnh, khả năng không có ở đây. Lý Thiên Mệnh lúc này mới một chút thở dài một hơi. Hiện tại Đông Dương Phong Trần rời đi trước, trong cung điện quái vật giống như không tại, này bằng với nguy hiểm triệt để giải trừ. Vấn đề là, mới vừa rồi cùng Đông Dương Phong Trần chiến đấu, đồ vật là cái gì? Còn có, theo nhà đá này bên trong đi ra, đồ vật lại là cái gì? Có phải hay không là bởi vì chúng ta tiến đến, cái kia, đồ vật, mới được thả ra đó à? Khương Phi Linh đều muốn hồ đồ rồi. Nhớ đến lần trước tại cung điện này, cửa gỗ thì bỗng nhiên mở ra, khi đó bọn họ vội vã chạy, cũng không thấy được là cái gì. Ta vừa mới lúc tiến vào, mơ hồ có một trận gió lướt qua, sẽ không phải là cái này, đồ vật thừa cơ ra ngoài, sau đó cùng Đông Dương Phong Trần chiến đấu. Lý Thiên Mệnh suy đoán nói. Có như thế một trận gió. Cần phải cũng không tính là gió, dù sao là một loại cảm giác, có đồ đi ra. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì thật là tốt, để vật kia đánh chết cái này tên đại bại hoại, chúng ta trốn ở chỗ này, triệt để an toàn. Dù sao, cái này, đồ vật, nó rõ ràng không phá được thần táng kết giới, không về được. Khương Phi Linh nói. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh lúc này mới đem thần táng kết giới triệt để đóng lại, sau đó kiểm tra một vòng, xác nhận bên trong cung điện này. Không có vật gì khác nữa. Hắn đứng tại cửa gỗ bên ngoài, hướng gạch xanh trong nhà đá nhìn thoáng qua. Bên trong rất sạch sẽ, một mảnh trống trải, không có cái gì. Nhưng, cơ hồ mỗi một viên gạch phía trên, đều hiện đầy lít nha lít nhít vết cào. Nơi này gạch xanh, chỉ có Đông Hoàng kiếm có thể chém ra dấu vết, cái này, đồ vật, móng vuốt, có thể ở trên đây vạch ra nhiều như vậy dấu vết, hiển nhiên rất đáng sợ. Cái này sẽ không nói rõ. Đông Dương Phong Trần đã chết. Khương Phi Linh hỏi. Muốn là cứ thế mà chết đi, cái kia liền tiện nghi hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi như thế chán ghét hắn à? Đúng, cái gì cẩu vật? Phiền nhất cái này thượng cổ hoàng tộc, cả đám đều hướng về phía ngươi tới. Ngươi lại không trộm nhà bọn hắn gạo đúng không? Dài đến đẹp mắt có lỗi sao? Lý Thiên Mệnh bĩu môi. Hì hì, trong lời nói nghe, Khương Phi Linh cao hứng nói. Đúng thế. Luận lừa gạt mỹ nhân ta là chuyên nghiệp. Cam đoan thổi đến ngươi tâm hoa nộ phóng. Người nào lời nói thời điểm, Lý Thiên Mệnh dạo qua một vòng, triệt để xác nhận nơi đây an toàn.
Ca ca, người cái này hắc ám cánh tay thật sự là lợi hại, liền cái này không biết đẳng cấp thần táng thiên văn kết giới đều có thể phá vỡ, thật tò mò, nó đến cùng là lai lịch gì nha? Khương Phi Linh cảm khái nói. Trời sinh, ta cái tay này, cũng là chỗ có thiên văn kết giới khắc tinh. Để cho ta nhẹ nhàng một vò, cái gì thiên văn kết giới đều thẳng tiếp biến hình. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Khương Phi Linh nói. Thật, bao quát người thiên văn kết giới. Cửu Minh Độc tiêu tán thời gian, so Lý Thiên Mệnh đoán chừng muốn ngắn. Đại khái gần nửa ngày về sau, hắn liền đem Cửu Minh Độc khu trục sạch sẽ. Trên thân thể còn có chút thương thế, đoán chừng cần một chút thời gian điều dưỡng, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Để cái này Đông Dương Phong Trần đả thương lần này, Lý Thiên Mệnh triệt để nhớ kỹ. Ca ca, nơi này rất an toàn, người muốn ở chỗ này tu luyện sao? Khương Phi Linh hỏi. Tiểu Phong không biết đi nơi nào, bên ngoài quá nguy hiểm, ta không yên lòng hắn. Hiện tại Cửu Minh Độc không có, vẫn là ra đi tìm một chút đi. Nếu có thể đem hắn mang vào liền tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Khương Phi Linh liền biết, không thể bảo đảm Dạ Lăng Phong an toàn, Lý Thiên Mệnh sẽ không an tâm lưu tại nơi này. Mở ra thần táng kết giới thời điểm, Lý Thiên Mệnh chờ đợi chỉ chốc lát, xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, hắn mới đi ra ngoài. Đi lần trước cái kia địa cung nhìn xem, Tiểu Phong là ở nơi đó biến mất. Từ nơi này đi địa cung đường không phức tạp, Lý Thiên Mệnh xe nhẹ đường quen, tới nơi này lần nữa. Địa cung là trống không. Con kiến hải dương cũng không có, ánh sáng càng biến mất, một mảnh ảm đạm. Đến cùng chạy đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh dạo qua một vòng, không có phát hiện gì, dù sao nơi này hết thảy đều kiên cố đến đáng sợ, ngoại trừ trên đất cho bụi, dấu vết gì đều lưu không xuống. Mê cung này phức tạp như vậy, muốn tìm người, thực sự quá khó khăn. Bây giờ mới biết, lần trước có thể gặp được đến Dạ Lăng Phong, đến cùng có bao nhiêu may mắn. Hắn đang chuẩn bị khắp nơi đi loanh quanh, thử thời vận. Đúng vào lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn bên trái tường gạch xanh trên vách, lại có khắc chữ. Vị trí này, chính là Dạ Lăng Phong biến mất trước chỗ đứng. Ai có thể đem chữ khắc vào mộ táng trên vách tường? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, tiến lên xem xét, những chữ này tuy nhiên siêu siêu vẹo vẹo, nhưng đại khái có thể nhìn ra viết là cái gì. Đây là lấy Dạ Lăng Phong giọng điệu. Khác ở chỗ này chứ. Hắn nói. Thiên Mệnh ca, đừng lo lắng ta không sao. Có một thanh âm, để cho ta đi một chỗ, ta khống chế không nổi chính mình, đi trước. Về sau, ta gặp phải một cái quái vật, nó nghe lời của ta để nó đến nơi này, khắc xuống đoạn văn này. Những chữ này đều là dùng móng vuốt, ở trên tường khắc đi ra, cùng gạch xanh trong nhà đá vết cào tương tự như vậy. Dạ Lăng Phong lưu lại vô cùng mơ hồ. Nhưng trên đại thể có thể hiểu hắn ý tứ. Ở chỗ này khắc chữ quái vật, cũng là theo trong cung điện nhà đá chạy ra đến, cùng Đông Dương Phong Trần chiến đấu qua cái kia a. Nó có thể ở trên vách tường khắc chữ, chẳng phải là nói, tùy tiện đều có thể giết Đông Dương Phong Trần. Nhưng lúc ấy, Lý Thiên Mệnh cũng không có cảm giác được quái vật chiếm thượng phong. Tiểu Phong nói, quái vật kia vậy mà nghe hắn. Lý Thiên Mệnh trong đầu rối loạn, cái này thần táng, càng ngày càng mơ hồ. Mà lại Tiểu Phong nói, cái thanh âm kia để hắn đi một chỗ, đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong. Khương Phi Linh đều choáng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lắc đầu. Thần táng bên trong điểm đáng ngờ nhiều lắm, trong nhà đá quái vật, huyết cầu, con kiến, còn có để ngươi về mộ táng người kia. Những thứ này phức tạp tin tức chồng chất cùng một chỗ, não tử đều loạn. Tin tức tốt duy nhất là, Tiểu Phong sẽ không có chuyện gì. Thoạt nhìn là dạng này. Không có việc gì liền tốt, nơi này quỷ dị như vậy, không có việc gì cũng đã là, tin tức tốt nhất. Khương Phi Linh nói, đi, trở về. Cung điện, sau đó thì sao? Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, người nói có thể làm cái gì? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Ta, Khương Phi Linh vội vã cuống cuồng, thanh âm có chút hoảng. Người đang suy nghĩ gì, ta nói chính là tu luyện. Phong bế trong cung điện. Lý Thiên Mệnh xếp bằng ở thần táng kết giới bên cạnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, đều ở bên cạnh hắn. Tìm khắp nơi đây, xác nhận triệt để an toàn sau khi, Khương Phi Linh cũng đi ra hít thở không khí, nàng ngồi tại bên cạnh, lật qua sách cổ, nhìn xem nhiên hồn thần văn đạo điển. Lý Thiên Mệnh hiện tại có là thánh tinh, hắn tại trên mặt đất cửa hàng không ít, thánh tinh thiên địa linh khí hội tụ thân thể,
dễ dàng nhất hấp thu, chuyển hóa làm thánh cung mệnh tuyền, trở thành thánh cung nguyên lực. Đồng thời, hắn đem không minh giới thạch thả ở trước mắt. Tu luyện bất diệt kiếm thể thời điểm, hắn đem từng đạo bất diệt kiếm khí, từ bên trong rút ra, sau đó tiếp tục sống không bằng chết luyện kiếm lịch trình. Trong cung điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa hai người trách trách vù vù, đau đến chết đi sống lại, Khương Phi Linh ngay từ đầu đau lòng, hiện tại sớm đã thành thói quen. Linh Nhi, người xác định không đến, dùng ngươi ôn nhu, an ủi một chút ta yếu ớt tâm linh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không muốn, tay của ngươi không thành thật. Khương Phi Linh cúi đầu đọc sách, tinh quang tại trên mặt của nàng, làm nổi bật đến da thịt càng có sáng bóng. Hiểu lầm, bài trừ thiên văn kết giới. Chính là ta cái tay này bản năng, ta khống chế không nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh không thèm để ý hắn, ôm lấy sách chuyển đi sang một bên, khóe môi nhếch lên một chút ý cười. Chậc chậc, Huỳnh Hỏa lắc đầu, nụ cười bị ổi. Cười cái gì, ta để ngươi cười. Lý Thiên Mệnh dẫn tới một đạo hỏa diễm linh tai, cho nhét vào trong miệng của nó đi. Đậu phộng, thảo ngài, bất diệt kiếm khí nhập thể, Huỳnh Hỏa toàn thân phần bốc cháy, trong nháy mắt biến thành hỏa kê, ở trên trời vù vù bay qua, quái khiếu liên tục. Lý Thiên Mệnh, quỷ đệ vẫn còn con nít a, vì cái gì ngươi muốn tại trước mặt nó tán gái? Miêu miêu duỗi ra lưng mỏi, đau lòng nhức óc nói. Ngươi nói thêm câu nữa, cho ngươi cũng tới một đạo kiếm khí. Lý Thiên Mệnh nói. Meo, miêu miêu toàn thân khẽ run rẩy, ngáp một cái, cùng sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống như, nằm ngửa trên đất, vù vù chìm vào giấc ngủ. Huỳnh Hỏa cùng miêu miêu hai người này, một cái rõ ràng cợt nhả, một cái nhàm chán, có bọn họ, sung sướng là không thiếu được. Tăng thêm, Cự Anh, Lam Hoang, cái này phong bế trong cung điện, thường xuyên gà bay mèo nhảy. Tại dạng này trong không khí, trong lúc nhất thời, đều có thể quên cái này thượng cổ thần táng quỷ dị cùng hung hiểm. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, đến đón lấy khảo nghiệm trùng điệp. Hiện tại, hắn nắm lấy cơ hội, dốc hết toàn lực tăng lên chính mình. Sau 40 ngày, địa thánh cảnh tầng thứ 6. Lần này, tới gần nửa tháng mới đột phá thành công, không ra ngoài Lý Thiên Mệnh đoán trước. Thiên ý trưởng thành, thuộc về không ngừng phong phú quá trình, mà không phải đơn giản điệp ra, giống như bất diệt kiếm thể một dạng, càng là về sau trồng chất, đột phá cực hạn thì càng khó. Địa thánh cảnh tầng thứ 6 thiên ý, đã khá cao sâu. Cho dù là thần đều đỉnh cấp thiên tài, đều cần lấy năm làm đơn vị, mới có khả năng đột phá. Lý Thiên Mệnh cái tốc độ này, đã khá kinh người. Những người khác, trên cơ bản không thể nào tại thần táng bên trong tăng lên. Mà lại, hắn chả đem rất lớn một bộ phận tinh lực, đặt ở bất diệt kiếm thể trên tu hành. Bất diệt kiếm thể không có bí quyết, không có đốn ngộ, cũng là chịu khổ cùng kiên trì. Lý Thiên Mệnh dựa vào thái nhất tháp cùng thái cổ hỗn độn cự thú thể chất, giảm bớt rất nhiều thống khổ. Bất quá, làm hắn đem 1000 đạo kiếm khí, tan vào thân thể máu thịt bên trong, thành tựu thiên kiếp kiếm về sau, chỗ phải chịu thống khổ, đã vượt qua những người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, ta đã vượt qua đệ nhất tổ tiên, trở thành tại bất diệt kiếm thể phía trên, tạo nghệ sâu nhất người. Cái này còn không phải hắn cuối cùng. Hắn lần này cắn răng đến loại trình độ này, đều là bởi vì tại cái này thần táng bên trong, hắn cùng Khương Phi Linh rất có thể sẽ là cửu tử nhất sinh. Trước mắt, chân chính nguy cơ cũng còn không có xuất hiện, hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng tất cả ý chí, cũng là vì nguy nan đến thời điểm, chính mình có thể nắm giữ đối kháng tư bản. Dù là lại nhiều cường một chút như vậy, nói không chừng hữu dụng đâu. Chớ nhìn hắn cùng Huỳnh Hỏa bọn họ cười tâu toét, Lý Thiên Mệnh chỉ là không muốn đem trong lòng đấu trí cùng đối kháng nóng rực ý chí hiện ra ở trên mặt, hắn muốn cho Khương Phi Linh có thể nhẹ lòng một ít. Nếu như nói, thần táng hành trình, là Khương Phi Linh nhất định phải đến, tiếp nhận vận mệnh của mình thẩm phán. Vậy lần này, Lý Thiên Mệnh muốn vì nàng, nghịch thiên cải mệnh. Củng cố tu vi sau. Đi ra xem một chút, Tiểu Phong trở lại chưa? Lý Thiên Mệnh lặng yên tòng thần táng trong kết giới chui ra. Cả cổ thần táng, vẫn rất an tĩnh. Đoạn này thời gian, hắn thường xuyên sẽ đi địa cung bên kia nhìn xem, hắn tại Tiểu Phong lưu lại bên trong, lưu lại mấy đạo kiếm ngân, Dạ Lăng Phong muốn là trở về, hẳn là có thể hiểu hắn ý tứ. Chỉ cần ở bên kia các loại, liền có thể đụng tới thường xuyên đi qua Lý Thiên Mệnh. Lần này đi ra, Lý Thiên Mệnh vẫn là không có ở chỗ này, phát hiện mới dấu vết. Tiến đến đều đã hơn 2 tháng đi, không biết những người khác đi nơi nào, sẽ không chết.
Nơi này quá trống trải bị đè nén, muốn không phải bên cạnh hắn có Khương Phi Linh cùng cộng sinh thú, đoán chừng sớm tố hỏng. Loại này phong bế mà tử tịch hoàn cảnh, rất dễ dàng khiến người ta hậm hực. Không đợi được Tiểu Phong, hắn chuẩn bị đi trở về phong bế cung điện. Lý Thiên Mệnh, đúng vào lúc này, sau lưng địa cung phương hướng, bỗng nhiên có người gọi hắn. Trần Sư Huynh, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Trần Kinh Hồng theo bên trong một cái thông đạo, đi vào địa cung, đối với hắn vẫy tay, nói, ngươi qua đây. Trần Sư Huynh không có bị thương chứ? Lý Thiên Mệnh đánh giá hắn một chút, đi vào trong cung điện dưới lòng đất. Trần Kinh Hồng sắc mặt trắng nhợt, nhưng khí tức hùng hậu, hẳn là còn ở đỉnh phong trạng thái. Thật vất vả gặp phải phe mình người sống, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều vấn đề đều muốn hỏi, nói thí dụ như, hắn có hay không gặp phải cái gì mơ hồ sự tình. Lý Thiên Mệnh, ngươi không nên cướp đi ta xích huyết tinh hà. Trần Kinh Hồng lúc nói chuyện, quất ra một thanh hắc thương, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, một cái màu đen nhánh thần ưng, triển khai to lớn hai cánh, bay ở cái này địa cung bên trong, như là đêm tối buông xuống, hắn trên thân ma khí mãnh liệt, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, lạnh lẽo mà dữ tợn. Trần Sư Huynh hiểu lầm, lần trước là Đông Dương Phong Trần kém chút đạt được, ta mạo hiểm tranh đoạt một chút. Không tính ta đoạt ngươi a, Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực nói. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Kinh Hồng không phải là người như thế. Vậy ngươi nguyện ý trả lại cho ta sao? Trần Kinh Hồng nói. Cái này không ổn, ta dự định tặng nó cho Tiểu Phong. Muốn không, ta cho Trần Sư Huynh đưa cái còn lại lễ vật. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, ta liền muốn xích huyết tinh hà, nếu không, ngươi chết. Trần Kinh Hồng lấy thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai thực lực, lăng không bay tới. Ở sau lưng hắn, cái kia huyết tình dạ ma ưng rít lên một tiếng, chạy như bay đến Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu, giả thiên tế nhật, cực kỳ hung hãn. Ngươi không phải Trần Kinh Hồng a? Giết ngươi, ngươi thì lại biến thành huyết cầu. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Chớ có nói hưu nói vượn, đã ngươi làm ra lựa chọn, như vậy, ta muốn giết ngươi. Trần Kinh Hồng nói xong một chữ cuối cùng, đột nhiên xuất thủ. Ta muốn giết ngươi. Cái này năm chữ, để Lý Thiên Mệnh càng xác nhận, hắn cũng là cùng Đông Dương Phong Tiêu một dạng tồn tại, thần táng bên trong không nghĩ ra đồ vật. Động thủ. Lúc này thời điểm không động thủ, không có lựa chọn nào khác. Đối phương vừa ra tay, hoàn toàn là Trần Kinh Hồng thực lực, làm thiên bảng đệ nhất thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, Trần Kinh Hồng bản sự, đạo cung nổi tiếng. Mà Lý Thiên Mệnh tiến thần táng trước, vẻn vẹn chỉ là địa bảng đệ nhất, cùng Trần Kinh Hồng kém 10 năm tu luyện kiếp sống. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh muốn thử xem, chính mình những ngày qua, ăn nhiều như vậy vị đắng, đến cùng có hiệu quả gì. Hắn một người ba thú, nghênh chiến Trần Kinh Hồng cùng huyết tình dạ ma ưng. Đối mặt phổ thông ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản dựa theo phương thức cũ, cái kia chính là, Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa tổ một, mà hắn cùng Miêu Miêu tổ một. Trong đó, bọn họ tổ này mạnh hơn, càng có thể mở ra lỗ hổng. Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang thuộc về một trước một sau, phối hợp hoàn mỹ, bây giờ Huỳnh Hỏa dung hội 500 nói bất diệt kiếm khí, chiến quyết phương diện so rất nhiều ngự thú sư đều cường. Khai chiến. Thiên bảng đệ nhất. Nói thật, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, theo địa bảng đệ nhất vượt qua đến thiên bảng đệ nhất, cái gọi là thần đều là thiên tài, trên cơ bản theo không kịp. Hai cái chiến trường đều là hai đánh một. Lý Thiên Mệnh chiếm cứ nhân số phía trên ưu thế, nhất là hắn bên này, tăng thêm Khương Phi Linh, vậy cũng là ba người. Mặc kệ cái này Trần Kinh Hồng thật giả, tham khảo Đông Dương Phong Tiêu, thực lực của hắn phía trên không có bất kỳ thay đổi nào. Tốc độ của hắn cực nhanh, động giống như màu đen huyễn ảnh. Làm thiên chi thánh cảnh, hắn có thể trên không trung chạy như bay, Lý Thiên Mệnh nếu là không có thiên chi dực, tuyệt đối sẽ tương đương bị động. Đinh đinh đinh. Song phương binh khí tăng theo cấp số cộng, đối phương hắc thương bên trên truyền đến kinh thiên lực đạo, để Lý Thiên Mệnh minh bạch, hắn muốn vượt qua 5 cái cảnh giới, đánh bại thiên thánh cảnh tầng thứ 2, tuyệt đối vô cùng khó. Trần Kinh Hồng thi triển thiên thánh chiến quyết, tinh giả huyễn ảnh thương đạo. Trong tay hắc thương, như là huyễn ảnh, một chút ngàn đâm, vô ảnh ở giữa liền có thể giết người. May mắn Lý Thiên Mệnh có Miêu Miêu hộ tống. Nó lấy hắc miêu thân thể, tại Lý Thiên Mệnh bên người tìm cơ hội. Trước đó, hắn hỗn độn thiên kiếp liền đã không ngừng bổ về phía đối thủ, nhưng là đối thủ né tránh tốc độ rất nhanh. Địa ngục truy hồn điện. Đúng vào lúc này, tia chớp màu đỏ ngòm theo Miêu Miêu trong hai mắt lao vút mà ra. Trần Kinh Hồng trái lóe phải tránh,
lại ngăn không được cái này thần thông truy tung huyết khí, chỉ cần là vật sống, ngăn không được Miêu Miêu cái môn này thần thông, chỉ có thể để tia chớp màu đỏ ngòm tiến vào thân thể, tại huyết mạch trong máu tàn phá bừa bãi. Lên, Miêu Miêu như màu đen lôi đình một dạng lao vụt, trên thân màu đen lôi đình bạo phát, hình thành vô cùng to lớn hồn thiên điện ngục, như cùng một cái ma bàn, từ trên trời giáng xuống, hướng xuống chân áp. Rầm rầm rầm. Tại thần thông như vậy áp lực phía dưới, Trần Kinh Hồng hoàn toàn không chiếm được hắn cộng sinh thú trợ giúp, hắn chỉ có thể khóa chặt Lý Thiên Mệnh, chuyên môn công kích nó. Tinh giả huyễn ảnh thương đạo phồn tinh vẫn. Nhất thương xuất kích, mũi thương thiên biến vạn hóa, như là có đến hàng vạn mà tính đầy sao, từ trên trời giáng xuống, đâm về Lý Thiên Mệnh. Một chiêu này xác thực rất mạnh, bày ra thiên bảng đệ nhất trình độ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thế nhưng là cái thần văn sư, khác thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Làm Trần Kinh Hồng xa vào đến Khương Phi Linh thời gian tràng, lại bị không gian tường ngăn trở thời điểm, hắn bích sơn thư bay ra ngoài, hóa thành một tòa núi cao, chặn Trần Kinh Hồng một thương này. Bích sơn thư bạo phá. Đồi núi bật nát thời điểm, Lý Thiên Mệnh đột nhiên lao ra, hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, đi lên thiêu trảm. Làm. Hội tụ thần tiêu kiếm thứ tư cùng chí ít 700 bất diệt kiếm khí một kiếm, cùng Trần Kinh Hồng trường thương giết ở cùng nhau. Bàng bạc bất diệt kiếm khí, như là nước sông vỡ đê, ầm vang mà đi, tranh giành trước sợ về sau, dọc theo hắc thương xông lên Trần Kinh Hồng thân thể. Ầm ầm. Vào lúc này, hồn thiên điện ngục trùm lên Trần Kinh Hồng trên đỉnh đầu. Xì xì xì. Bất diệt kiếm khí cùng màu đen lôi đình, xé rách hắn thánh nguyên hình thành hộ thuẫn. Ầm. Trần Kinh Hồng hét lớn một tiếng, quả thực là chống đỡ xuống dưới, theo hồn thiên điện ngục bên trong vọt ra, đột nhiên một cái hồi mã thương giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Tinh giả huyễn ảnh thương đạo hắc hà huyễn ảnh. Nhất thương xuyên ra, một đạo tinh không sông chảy, xuyên qua mà đến. Meo. Đúng vào lúc này, làm Trần Kinh Hồng chỗ chú ý lực, đều tại Lý Thiên Mệnh trên người thời điểm, hồn thiên điện ngục bên trong lao ra đến một đầu rất nhỏ huyễn ảnh, cắn lấy Trần Kinh Hồng trên cánh tay. Vạn ma độc nha, đâm vào huyết nhục bên trong. Siêu. Miêu Miêu đắc thủ về sau, xoay người rời đi. Cái kia so cửu minh độc còn muốn đáng sợ nhiều lắm vạn ma độc, điên cuồng tràn vào Trần Kinh Hồng trong thân thể. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh đem tất cả bất diệt kiếm khí dung hội Đông Hoàng kiếm, lần nữa thi triển thần tiêu kiếm thứ tư. Đây là, thiên kiếp kiếm. Một kiếm quét ngang, cuồng bạo kiếm khí quy mô càng long trọng hơn ngàn đạo kiếm mang hội tụ tại thần tiêu kiếm thứ tư dung hợp uy lực bên trong, xuyên thấu mà đi. Trần Kinh Hồng thương ảnh bên trong hắc hà huyễn ảnh, bị tại chỗ xé rách. Dù sao, hắn hiện tại trúng vạn ma độc, trạng thái thân thể đã rất kém cỏi. Hắn hắc thương tuột tay. Dù là hắn né tránh lại nhanh, vẫn có vài chục đạo kiếm khí, theo trên thân thể lao vút mà qua. Bởi vì không xác định thân phận của người này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám hạ sát thủ, bị thương đều không phải là muốn hại. Bất quá, cái này cũng đủ để Trần Kinh Hồng toàn thân máu me đầm đìa, kiếm ngân dày đặc. Trần Kinh Hồng, chiến bại. Có thể đánh tan cái này thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, mang ý nghĩa thực lực của ta, đã cùng vừa phá kiếp nghĩa phụ không sai biệt lắm. Cũng không biết, gần một năm, nghĩa phụ hiện tại lại là cái gì trình độ. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Ha ha, ta muốn giết ngươi. Không ra Lý Thiên Mệnh đoán trước, làm hắn vừa trọng thương Trần Kinh Hồng thời điểm, cái kia huyết tình dạ ma ưng đã đột phá mà đến, cùng Trần Kinh Hồng chuyển hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, đè ép thành một đoàn. Huyết nhục gây dựng lại. Tràng diện kia, quả thực có chút dọa người. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ đã kết thành một cái máu me đầm đìa quái vật. Lý Thiên Mệnh không có cách, hắn chỉ có thể một người ba thú liên thủ, lần nữa khổ chiến. Lần này, trọn vẹn giết 2 phút đồng hồ. Hắn mới thừa dịp một lần đem đối phương giết thành toái phiến cơ hội, để huỳnh hỏa dùng lục đạo hỏa liên triệt để thiêu hủy đối thủ. Trận này chém giết, Lý Thiên Mệnh một người ba thú. Trên thân đều bị thương. Nhất là nửa đoạn sau, quái vật này căn bản đánh không chết, bọn họ cùng một chỗ vây công, đều vô cùng cố hết sức. Không ngoài dự liệu, sau khi chiến đấu kết thúc, trên đất máu tươi, quả nhiên hội tụ thành một con số, 5. Ngay sau đó, biến hóa thành một cái huyết cầu. Lý Thiên Mệnh nhặt lên cái này huyết cầu, bên trong quả nhiên có một chương Trần Kinh Hồng mặt. Cái này nếu là thật chính là Trần Sư Huynh, chẳng khác gì là ta giết hắn. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu nói. Nhưng hắn thực sự không có cách,
dù sao trên thân không có mê hồn trận thư, không vung được Trần Kinh Hồng. Tiếp đó, huỳnh hỏa ba người bọn hắn, về cộng sinh không gian liệu thương đi. Lý Thiên Mệnh theo địa cung bên trong đi ra, cầm lấy mới huyết cầu, lâm vào trong suy tư. Liên quan tới ta đạt được cái 5 cái huyết cầu, Linh Nhi, người thấy thế nào? Không biết những người khác, phải chăng có gặp phải ta loại tình huống này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có trả lời. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh ngốc trệ một chút, nàng còn phụ linh trên người mình đâu, tại sao không nói chuyện? Còn kém 4 cái, Khương Phi Linh thanh âm âm hàn nói. Một khắc này, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân lui tới. Đây không phải Khương Phi Linh thanh âm. Đây là đêm hôm đó, uy hiếp Khương Phi Linh người kia thanh âm. Ngươi là ai, còn cố lộng huyền hư à? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ngươi lấy thêm 4 cái, sẽ biết đáp án, thời gian ta cho ngươi đầy đủ nhiều, hiện tại thực lực ngươi đủ rồi, bắt đầu thu thập đi. Đối phương lãnh đạm nói. Theo câu nói này có thể nghe, nàng chỗ lấy không có ngay từ đầu thì xuất hiện, là vì để Lý Thiên Mệnh, có thể càng mạnh một số. Lý Thiên Mệnh đang muốn nói tiếp lời nói. A, ca ca, ta vừa mới ở trên thân thể ngươi ngủ thiếp đi. Đây mới là Khương Phi Linh thanh âm. Linh Nhi, xuống tới. Lý Thiên Mệnh nói. Ánh sáng ở tại trước mắt, hội tụ thành bộ dáng của nàng, Lý Thiên Mệnh duỗi tay nắm lấy hai vai của nàng, hắn kiểm tra một lần, nàng cần phải không ngại. Thế nào, Khương Phi Linh hỏi. Người kia, xuất hiện, nàng để cho ta lại thu thập 4 cái huyết cầu. Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì a? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Người nói, ta muốn là lại không thu thập, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi thì cho nàng nhặt xác, trả lời hắn, là một tiếng nham hiểm thanh âm. Quả thật đúng là không sai, cái này trong nháy mắt, trước mắt Khương Phi Linh, hai mắt bốc lên quang mang chói mắt, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Vừa nói xong, con mắt của nàng lập tức khôi phục thư thái. Vừa bất tỉnh một chút, ca ca, ngươi nói cái gì tới? Khương Phi Linh hỏi. Rất hiển nhiên. Cái này, nàng, thật giống như ở tại Khương Phi Linh trong thân thể. Nàng cầm cái này tay cầm, để Lý Thiên Mệnh căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đẫm máu, nắm chặt hai nắm đấm. Ca ca, không có chuyện, Linh Nhi người hiền tự có thiên tướng, thượng thiên sẽ phù hộ chúng ta. Nàng nắm Lý Thiên Mệnh tay, khắp khuôn mặt là lạc quan nụ cười. Ừm, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Ca ca, người biết không, kỳ thật, lớn nhất hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Nàng, có thể hù dọa chúng ta, cũng bởi vì nàng tại, không biết, trong bóng tối. Huỳnh Hỏa nói rất đúng, nàng cần uy hiếp chúng ta, nói rõ nàng chưa hẳn cường đại, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Khương Phi Linh nắm thật chặt tay của hắn, ánh mắt nóng rực, tràn đầy vô hạn niềm tin cùng đấu trí. Nàng câu nói này, để Lý Thiên Mệnh có chút rung động, kỳ thật nàng cho tới bây giờ đều không yếu. Tại dạng này nguy nan dưới, nàng biểu hiện ra khiến người ta kính nể dũng khí. Vừa mới dứt lời, nàng sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì, nàng một đôi tay buông lỏng ra Lý Thiên Mệnh bả vai, ngược lại bóp ở trên cổ của mình. Điều này nói rõ, nàng vừa nói câu nói kia, để người kia tức giận. Hoặc là nói, khẩn trương. Ngươi đừng nhúc nhích nàng, Lý Thiên Mệnh kéo ra tay của nàng. Vậy cũng chớ nói nhảm, chiếu ta nói làm, muốn gặp ta. Lại đến 4 cái huyết cầu là có thể. Ánh mắt của nàng lúc sáng lúc tối, nói chuyện quỷ dị như vậy. Một cái thân thể, hai người hoán đổi, thật giống như có hai cái linh hồn. Lý Thiên Mệnh trước đây căn bản không nghĩ tới, cái này, nàng, lại là tại Khương Phi Linh thể nội. Bằng không, nói không chừng còn có thể để Dạ Lăng Phong nhìn xem. Cái này cũng nói, nàng, rất có thể, bàng quan Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh hết thảy. Thậm chí, theo Khương Phi Linh xuất sinh bắt đầu, đứng ngoài quan sát đến bây giờ. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh đối, nàng, không có bất kỳ cái gì bí mật. Đây hết thảy, để cái này thượng cổ thần táng hành trình ý nghĩa, hoàn toàn khác biệt. Nhưng ít ra, mạch lạc ngược lại rõ ràng. Lý Thiên Mệnh hai tay bưng bít lấy Khương Phi Linh mặt, nàng rất ít rơi lệ, nhưng là bây giờ hai giọt nước mắt trượt xuống. Có thể ngay cả như vậy, nàng vẫn là bảo trì mỉm cười, nói tiếp, ca ca. Không có chuyện. Được. Lý Thiên Mệnh biết. Tiếp đó, hắn có bất kỳ ý tưởng gì, cũng không thể cùng Khương Phi Linh nói, nàng, nhất định có thể nghe được. Hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng lưng thơm. Đường phía trước, nhất định là núi đao biển lửa. Mà hắn mắt sáng như đuốc, giận huyết lăn lộn,
Từ ngày đó về sau, Lý Thiên Mệnh không tiếp tục trở về tòa kia phong bế cung điện. Nàng chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh mau chóng lại thu thập 4 cái huyết cầu. Từ một điểm này nhìn, những người khác hẳn không có loại này khảo nghiệm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh liền tại cái này thượng cổ thần táng mù lắc. Hắn vẫn luôn đang tự hỏi, cái này, nàng, đến cùng thượng cổ thần táng, có quan hệ gì? Bọn họ nói thượng cổ thần táng chôn giấu lấy thượng thần, kỳ thật chỉ là một loại suy đoán. Lý do là, nơi này ra đời rất nhiều thần vật. Ta ngay từ đầu, coi là, nàng, cũng là thần táng mai táng, thượng thần, nơi này là, nàng, địa bàn. Nhưng bây giờ nhìn, giống như không phải như thế. Nàng, cũng không phải là thần thông quảng đại, nếu không, ta chỉ cần tiến đến, nàng, khẳng định thì muốn làm gì thì làm. Cho nên, nàng, nhất định có nhược điểm. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền đã căng thẳng tinh thần, tại tiến hành một trận trên tinh thần chiến đấu. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tự hỏi vấn đề này, quan sát cái này thượng cổ thần táng, trở về chỗ cũ nàng nói mỗi một câu. Bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ, cũng rất có thể, để cho mình tìm ra cái này, nhược điểm. Thậm chí, hắn còn cố ý dẫn dụ, nàng, đi ra nói chuyện với mình. Chỉ là, đối phương rất cẩn thận. Cái này kỳ thật càng nói rõ, nàng cũng không có Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng, nắm giữ đối tính mạng của bọn họ trưởng khống lực. Muốn thắng được ván này, liền không thể đem đối phương, xem như không thể chống cự tồn tại, mà chính là một cái, thấy được đối thủ, cũng sẽ chết đối thủ. Ánh mắt của hắn u ám rất nhiều, cả người rất khí trùng thiên. Khương Phi Linh nhất định là biết ý nghĩ của hắn, cho nên lúc đó bắt đầu, nàng cũng rất ít nói chuyện. Chỉ là, làm linh thể của nàng, tại thân thể ở giữa lưu động thời điểm, để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được đến từ nàng ấm áp. Hai người bọn họ trái tim, chăm chú dựa vào nhau. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên lời thề của mình. Trong hai người, nếu như sẽ có một người chết trước. Vậy nhất định, là chính hắn. Một ngày này, phía trước chỗ tối tăm, truyền đến từng đợt kêu thảm. Tựa như là có người tại vùng vẫy giấy chết, thở hồng hộc. Lý Thiên Mệnh tựa ở bên tường, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đi tới một đầu mới thông đạo. Hai người, xuất hiện tại hắn trước mắt. Hai người này, một nam một nữ. Bọn họ không đến mảnh, ngay tại sáp lá cà, giết tới kịch liệt nhất chỗ. Hai vị thực sẽ chơi, tại người trong phần mộ làm việc. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, xoay người rời đi. Vừa rồi kêu thảm kịch liệt như vậy, hắn còn tưởng rằng có người bị phanh thây đây. Lãng phí cảm tình. Ngươi đứng lại, đi không bao xa, sau lưng truyền tới một lạnh lẽo giọng nữ, vừa rồi làm cho vô cùng tàn nhẫn nhất chính là nàng. Nhìn lại, nàng tuy nhiên mặc tốt, nhưng cũng một thân lộn xộn, sắc mặt ửng hồng. Cái này hoàng quần nữ tử, thế nhưng là thập phương đạo cung danh nhân, đứng hàng thiên bảng thứ tư, đến từ võ thánh phủ. Gia gia của nàng chính là võ thánh phủ phủ chủ, đầy triều võ tướng thủ lĩnh, phong hào thần vũ đại nguyên soái. Nàng tên là Hoàng Tử Đình, bản thân cảnh giới cùng Trần Kinh Hồng, Mộng Tình Tình tương đương, đứng hàng thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, thuộc về thân phận địa vị cũng rất cao, thần đều con em quyền quý, so rất nhiều Khương thị hoàng tộc đều muốn phong cảnh. Phía sau của nàng, vị kia nam tử cũng mặc hoàn tất. Người này một thân áo lam, vóc dáng cao to uy mãnh, khí vũ hiên ngang, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt ôn nhuận, cùng còn lại hung hãn thượng cổ hoàng tộc có chút khác biệt. Hắn tên là Khương Ngạn Võ, thiên bảng thứ ba, thuộc về Khương thị hoàng tộc. Gia gia của hắn là Càn Đế trưởng tử, Dục Đế đại hoàng huynh, là Càn Đế sớm nhất một vị thái tử, đáng tiếc sớm liền qua đời. Khương Ngạn Võ gia tộc một mạch tuy nhiên không tính cường thế, nhưng bản thân hắn 10 phần không chịu thua kém, có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, đã nói hắn thiên tư. Thập phương đạo cung, chỉ có 4 cái thiên thánh cảnh tầng thứ hai, chính là Trần Kinh Hồng, Mộng Tình Tình, Khương Ngạn Võ cùng Hoàng Tử Đình. Ngoại trừ Trần Kinh Hồng bên ngoài, mặt khác 3 vị đều là Đông Dương Phong Trần người hầu. Trong đó, Khương Ngạn Võ là Đông Dương Phong Trần đắc lực nhất, ngoại tính huynh đệ, bởi vậy, hắn có thể cùng thiên phú và dung mạo đều xuất chúng Hoàng Tử Đình có đôi có cặp. Bằng không, Hoàng Tử Đình sớm bảo Thái Tử Điện Hạ, thu nhập Thiên Nguyên Cung. Lý Thiên Mệnh không có ý đánh gãy chuyện tốt của bọn hắn, cho nên xoay người rời đi, cũng không muốn dây dưa. Hắn không nghĩ tới, bọn họ không tiếp tục coi như xong, còn đuổi kịp chính mình. Làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Ngươi thấy cái gì? Hoàng Tử Đình một mặt nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đình Đình,
chớ cùng hắn so đo, hắn cũng là vô tình. Hắn là thái tử đối thủ, để thái tử trừng trị hắn liền tốt, chúng ta đi thôi. Khương Ngạn Võ lôi kéo tay của nàng. Khương Ngạn Võ đều lên tiếng, Lý Thiên Mệnh liền lần nữa rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng tử Đình lại hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, ánh mắt hung quang chợt hiện. Đem ánh mắt đào xuống đến, đầu lưỡi cắt mất, sau đó, ta đem ngươi đưa cho điện hạ. Hoàng tử Đình nói. Khương Ngạn Võ còn muốn nói điều gì, Hoàng tử Đình trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Hắn là điện hạ cái đinh trong mắt, dù là điện hạ muốn tự mình đối phó, chúng ta trói lại hắn, đưa đến điện hạ trước mắt, đó cũng là một cái công lớn. Vậy tại sao, còn muốn móc xuống con mắt của ta đâu? Lý Thiên Mệnh xen vào hỏi. Bởi vì, ngươi không nên nhìn, Hoàng tử Đình lạnh lùng nói. Thì ngươi cái này phá thân thể, ta xem đều hận không thể đâm mù chính mình, ngươi làm bảo tàng đâu? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Thẳng thắn nói, gần nhất phát sinh hết thảy, để tâm tình của hắn thật không tốt. Hoàng tử Đình cùng Khương Ngạn Võ liếc nhau một cái, có chút thật không thể tin. Trong lòng bọn họ nghĩ là, người nào cho cái này Lý Thiên Mệnh dũng khí, để hắn tại trước mặt bọn hắn, nói loại này to gan lớn mật. Khương Ngạn Võ bất đắc dĩ. Hắn chả muốn tiếp tục tới, kết quả, Lý Thiên Mệnh triệt để kích thích Hoàng tử Đình tức giận. Vừa rồi nhã hứng, đã phá hư sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh, người cỗ này không biết sống chết kình, cùng địa bảng quyết chiến lúc đó giống như đúc. Nhưng là, người cho chúng ta hai cái là Đông Dương trước đâu. Hoàng tử Đình cười lạnh thành tiếng. Đi Đình Đình, ta tới đi, người bất giận. Khương Ngạn Võ vỗ lưng của nàng nói. Nhớ kỹ, ánh mắt, đầu lưỡi. Hoàng tử Đình trợn mắt nói. Đúng đúng, cam đoan cho ngươi trình lên, đều là tươi mới. Khương Ngạn Võ cười nói. Lăn, ném thế là được, đừng quên đem người cho trói lại. Hoàng tử Đình trợn mắt một cái nói. Bọn họ mới vừa vặn vào chơi, Lý Thiên Mệnh liền chạy ra khỏi đến, đem người cho sợ tè ra quần. Có thể không giận sao? Hoàng tử Đình làm Vũ Thánh Phủ phủ chủ cháu gái, ngày bình thường tại thần đều, hoành hành bá đạo quen thuộc. Nguyên một đám phía trên quá phiền phức, cùng lên đi. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Hắn tuy nhiên không phải sát nhân ma vương, nhưng đối thủ ức hiếp đến trên đầu, lại không phải là không thể đánh, làm gì ăn nói khép nép. Câu nói này, càng làm cho Hoàng tử Đình cùng Khương Ngạn Võ nghe được hai mặt nhìn nhau, một mặt mê hoặc, thậm chí ngay cả Khương Ngạn Võ, đều nhịn cười không được một hồi. Lý Thiên Mệnh, người xác định nhận biết chúng ta là cảnh giới gì sao? Hoàng tử Đình biểu lộ khoa trương hỏi. Không phải liền là hai đầu chó, tại người trong phần mộ cầu thả a? Cảnh giới gì liên quan ta cái rắm? Lý Thiên Mệnh xuất ra Đông Hoàng Kiếm, khí tức giá lạnh. Ngươi, Hoàng tử Đình trong nháy mắt tức giận điên rồi, nàng đẩy ra Khương Ngạn Võ, mặt mũi tràn đầy táo bạo, nói, ta tự mình giáo huấn ngươi. Ngươi con mắt không muốn, đầu lưỡi sinh trưởng ở trong miệng ngươi cũng là lãng phí, ta giúp ngươi cắt. Đình Đình, bất giận, tuyệt đối đừng chọc tức thân thể, vì loại này tiểu nhân vật, không đáng. Khương Ngạn Võ đau lòng nói. Nguyên lai là liếm chó, coi chừng liếm đến sau cùng, không có gì cả. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Ngươi nói cái gì, Khương Ngạn Võ lòng tự trọng bị đả kích, hỏa khí cũng cùng tiến lên tới. Không có gì, tranh thủ thời gian cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Vội vàng chịu chết còn muốn phân tuần tự, ta để cho các ngươi sóng vai đi chết tốt. Cái này phách lối lại ngạo mạn Hoàng tử Đình, tăng thêm liếm chó Khương Ngạn Võ, đụng tới hiện tại một bụng tức giận Lý Thiên Mệnh, tăng thêm bọn họ là Đông Dương Phong Trần Tâm Phúc, không đánh lên cũng khó khăn. Hắn đổ là dứt khoát. Đối phương còn không có động, hắn động trước, bước ra một bước, bỗng nhiên vọt tới trước. Ông! Một cái nháy mắt, ba đầu cộng sinh thú đều xuất hiện. Rầm rầm rầm! Lam Hoang thân thể khổng lồ kia như núi lớn phóng tới đối thủ, tới trước một đạo hồng mông âm ba. Loại thần thông này tại cái này trong thông đạo, có vách tường thanh âm chấn động, uy lực càng mạnh. Một tiếng ầm vang, cuồng bạo sóng âm, chấn đến hai người bọn họ quần áo phần phật, tóc phấn khởi. Bọn họ cùng một chỗ kêu đau đớn một tiếng, muốn che lỗ tai đã trễ rồi. Thứ không biết chết sống, người đây là tự tìm đường chết. Hoàng tử Đình tức giận đến giận sôi lên. Nàng còn tại thanh tú cảnh giới cao cảm giác ưu việt, vốn cho rằng có thể nhìn đến Lý Thiên Mệnh hoảng sợ, kết quả ra hỏa này, tới trước đánh một quyền của mình. Đình Đình, người thật tốt suốt này ngụm khí, ta giúp ngươi ngăn lại hắn cộng sinh thú.
ngươi tuyệt đối đừng đem người giết a, đây chính là điện hạ con mồi, điện hạ có thể phải từ từ chơi chết hắn. Khương Ngạn Võ vội vàng nói. Đừng nói nhảm, cút. Hoàng tử Đình đã sớm lửa giận phun trào, một hơi thời gian cũng không chờ. Nàng dưới trướng cộng sinh thú, chính là một đầu màu hoàng kim mãnh hổ, nắm giữ 9 cái đuôi cùng một đôi to lớn vũ rực, toàn thân lông tóc như là cương châm, không chỉ là hàm răng móng vuốt, liền huyết nhục da thịt, xem ra đều là kim loại đúc thành, cương mãnh cuồng bạo. Đây là cấp 7 cổ thánh thú, kim cương đế rực Côn Ngô, nắm giữ 76 cái điểm sao. Võ thánh phủ tiểu bối, trên cơ bản cũng liền nàng hoàng tử đình, nắm giữ cao như vậy tầng thứ cộng sinh thú. Cho tới nay, nàng đều là võ thánh phủ tiểu bối đệ nhất nhân. Nàng để mắt tới Lý Thiên Mệnh, để cái kia kim cương đế rực Côn Ngô, cũng theo Khương Ngạn Võ xử lý Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh là ba đời ngự thú sư, vừa lúc là 4 đánh 4. Bọn họ tuy nhiên không bằng Trần Kinh Hồng, nhưng dù sao cũng là hai người, một trận chiến này lại so với phía trên nhất chiến càng khó. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đối với mình có lòng tin, đối Huỳnh Hỏa bọn họ đồng dạng có lòng tin. Giống, Lý Thiên Mệnh bên này, xông ra một đầu màu đen lôi đình mãnh thú. Nó hình thể cùng kim cương đế rực Côn Ngô không sai biệt lắm, chính là Miêu Miêu biến hóa đế ma hỗn độn. So với cái này hoàng kim cự thú, Miêu Miêu tuy nhiên cũng là cùng loại hình mãnh thú, nhưng lộ ra càng thêm cân đối. Nó là sư hổ báo kết hợp, làm 85 ngôi sao cộng sinh thú, tuy nhiên cảnh giới không đủ, nhưng huyết mạch cùng đẳng cấp đều áp chế đối thủ quá nhiều. Hai đầu mãnh thú chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kim quang lập lòe, điện quang mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cùng hai người bọn họ mạch suy nghĩ gần như giống nhau, cái kia chính là 4 trận đơn đấu. Toàn năng cộng sinh thú, Huỳnh Hỏa tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, cùng Khương Ngạn Võ trực tiếp đòn khiêng phía trên. Nó đã 87 ngôi sao, thể nội còn có hơn 500 nói bất diệt kiếm khí, luyện ngục hỏa ảnh vừa thi triển, khắp nơi đều là bóng dáng của nó. Không nói còn lại, Khương Ngạn Võ muốn dựa vào chiến quyết thời gian ngắn chừng trị nó, hoàn toàn không có khả năng, gà đại ca tuyệt đối là lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Đến mức Lam Hoang, thì đối mặt Khương Ngạn Võ cộng sinh thú, Bát Hoang Nộ Hải Cửu Anh. Không sai, Khương Ngạn Võ nắm giữ 8 đầu thiên phú. Nếu là không có Đông Dương Phong Trần tồn tại, hắn cũng là thượng cổ hoàng tộc tiểu bối bên trong tối cao thiên phú, chỉ có hắn cùng Khương Phong Nguyệt nắm giữ 8 đầu thiên phú. Nhưng Khương Phong Nguyệt là nữ tử, 8 đầu tưởng liễu so với 8 đầu cửu anh, vẫn là kém một chút. Bởi vậy, Khương Ngạn Võ tại thái tử trong lòng địa vị, so của hắn đệ đệ muội muội đều cao, càng siêu việt Đông Dương Vân Giật cùng Đông Dương Tử Chân những thứ này đệ đệ cùng cha khác mẹ. Dù sao, Khương Ngạn Võ không có khả năng cùng hắn tranh đoạt quyền thế. Cái này Bát Hoang Nộ Hải cửu anh, chính là băng thủy thuộc tính cửu anh cộng sinh thú, 8 cái đầu đều vô cùng thô to, hắn thân thể hiện lên hình giọt nước. Tay chân đều rất rộng lượng, cực kỳ thích hợp tại biển cả bên trong chiến đấu, hình thể tuy nhiên kém Lam Hoang một số, nhưng cũng coi như tương đối lớn. Cái này 75 ngôi sao cửu anh cộng sinh thú, gặp phải 84 ngôi sao Lam Hoang, dù là cảnh giới cao, muốn bắt lại da dày thịt béo Lam Hoang, đồng dạng không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh 3 đầu cộng sinh thú, đều không tốt như vậy thu thập, nhất là liên tục 2 lần huyết mạch thuế biến về sau, thái cổ hỗn độn cự thú nghịch thiên chỗ, đã chậm rãi giác tỉnh. Bọn họ chỉ là thần thông phương diện, đều so với đối phương cường. Rầm rầm rầm. Một trận kịch liệt quyết đấu, phân ra 4 cái chiến trường. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, khóa chặt ở trước mắt âm lãnh kiêu căng hoàng tử đình trên thân. Nàng người mặc một tầng màu hoàng kim tỏa giáp, nhìn thánh thiên văn khoảng chừng 60 điều, rõ ràng là phòng ngự loại đỉnh cấp thánh thú binh, tương đương chân quý. Trong tay nàng, thì nắm một đầu roi dài, đồng dạng nắm giữ 60 điều thánh thiên văn. Cái này roi dài tựa như là một đầu cột sống, có dài hơn 20 mét, phía trên mọc đầy kim sắc gai nhọn, chỉ cần tùy tiện co lại, đoán chừng đều phải khiến người ta ra chóc thịt bong. Cái này gọi kim thứ long cốt tiên. Sử dụng loại binh khí này, ưa thích quất người, nói rõ nàng và Lý Thiên Mệnh một dạng, đều rất cường thế. Đối mặt Lý Thiên Mệnh, hoàng tử đình bật cười một tiếng, nàng xuất thủ trước nhất, trong tay, kim thứ long cốt tiên, đột nhiên vung đến. Đây là thiên thánh chiến quyết, kim quang vô ảnh thần tiên. Siêu siêu siêu. Đầy trời kim sắc roi dài, mỗi một điều đều là chí mạng, động tác của nàng thật nhanh, đem này chủng loại hình binh khí uy lực triệt để bày ra đi ra. Như thế nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, hắn thật lâu không có chơi hắn lớn nhất yêu quý xiềng xích.
333. Thời gian chàng bên trong, Hoàng tử Đình công kích kỳ thật bị suy yếu. Đinh. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, dạng này càng nhẹ nhàng, hắn tại thời gian chàng bên trong phong sinh thủy khởi, nhanh như huyễn ảnh. Cha ngươi là Lý Mộ Dương, ngươi thế nhưng là sinh động hình tượng xúc sinh, chuồn mất đến vẫn rất nhanh. Hoàng tử Đình cười một tiếng, cái kia kiêu ngạo bộ dáng, xác thực rất bị người chán ghét. Đáp lại nàng, chính là Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo ánh mắt, còn có đột nhiên bạo phát sát chiêu. Thần tiêu kiếm thứ tư, tăng thêm 500 kiếp kiếm. Kim sắc Đông Hoàng kiếm xuyên thấu mà đi, một kiếm chỉ hướng Hoàng tử Đình ánh mắt. Vô số bất diệt kiếm khí, theo bất diệt kiếm khí bên trong ầm vang bạo phát, lít nha lít nhít, hình thành mãnh liệt kiếm lưu, xé rách không khí. Hoàng tử Đình cười khẩy, trong tay kim thứ long cốt tiên xoay chuyển thật nhanh, cái kia kim sắc roi dài cái bóng hội tụ thành một cái gai mắt vòng xoáy, ngăn tại trước mắt của nàng. Đây là kim quang vô ảnh thần tiên đoạt mệnh tuyển qua. Chết! Đinh đinh đinh! Thần tiêu kiếm thứ tư cùng cái này đoạt mệnh tuyển qua xuyên thấu cùng một chỗ, kim sắc Đông Hoàng kiếm cùng kim thứ long cốt tiên kịch liệt ma sát, mặc cho cái này vòng xoáy màu vàng óng, nắm giữ nhiều đáng sợ lực xoắn. Lý Thiên Mệnh cái này kim sắc Đông Hoàng kiếm đâm vào đi, bẻ gãy nghiền nát, không thể phá vỡ. Thậm chí, bất diệt kiếm khí xuyên thấu vòng xoáy, đâm vào Hoàng tử Đình tỏa giáp phía trên, để cho nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn từ đâu tới lực lượng, mạnh như vậy, đem ta đoạt mệnh tuyển qua đều cho đâm xuyên qua, binh khí của người khác đâm vào đến, sớm bảo ta vặn gãy. Hoàng tử Đình biến sắc. Nàng có chút mộng, bởi vì nàng trong ấn tượng. Lý Thiên Mệnh thực lực cùng Khương Phong Nguyệt không sai biệt lắm, mà nàng so Khương Phong Nguyệt cao hơn hai trọng. Tại cái này chợt kinh tâm động phách bên trong, nàng chỉ có thể điên cuồng hơn vặn vẹo nàng đoạt mệnh tuyển qua. Chỉ ít, nàng muốn dựa vào kim thứ long cốt tiên kim thứ, đem Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm kẹp lại, sau đó dùng chính mình cường đại vặn vẹo chi lực, đem binh khí của hắn đoạt lại. Đương đương đương, tiếng cọ sát chói tai âm bên trong, Hoàng tử Đình khó có thể tin nhìn đến. Tại cùng Đông Hoàng kiếm giao phong bên trong, không ngừng lao vút vẩy ra, là nàng trên binh khí gai nhọn. Rất nhiều kim thứ, đều bị sinh sinh chém đứt. Không có khả năng. Không có địa thánh cảnh, sao có thể chịu được đoạt mệnh tuyển qua xé rách. Tại nàng đờ đẫn thời điểm, nàng càng không có nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh trong tay còn có một kiếm. Màu đen Đông Hoàng kiếm, hội tụ đồng dạng bất diệt kiếm khí, theo sát lấy cái kia kim sắc Đông Hoàng kiếm, một kiếm đâm xuyên. Trong nháy mắt xuyên thủng Hoàng tử Đình đoạt mệnh tuyển qua. Hai bút cùng vẽ. 500 nói bất diệt kiếm khí, chen chúc mà vào. Ô oa! Hoàng tử Đình trừng to mắt, trong tay nàng đoạt mệnh tuyển qua trong nháy mắt bật nát, màu đen Đông Hoàng kiếm bất diệt kiếm khí xuyên thấu mà đến, trong nháy mắt giết tại trên người của nàng. Đinh đinh đinh! Nó cái kia nắm giữ 60 điều thánh thiên văn tỏa giáp, đều bị xé nứt ra thật là nhiều vết nứt. Bạo loạn kiếm khí vọt vào. Tại huyết nhục của nàng trên da xé rách mà ra, xuyên thấu gân tay cùng gân chân. Cái này khiến Hoàng tử Đình máu me đầm đìa, tại chỗ đụng ở trên tường, thành vì một cái huyết nhân. Thân thể của nàng, không biết có bao nhiêu huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ, bị Lý Thiên Mệnh kiếm khí xuyên thấu. Nàng bây giờ, tuy nhiên bất tử, nhưng đã trọng thương, trong tay kim thứ long cốt tiên đều rơi trên mặt đất, căn bản không có sức tái chiến. Nàng bại bởi Lý Thiên Mệnh. Sự thật này. Để Hoàng tử Đình hoảng hốt mà mê mang, toàn thân đâm nhói, lại làm cho nàng nhịn đau không được khổ kêu khóc lên, mười phần thê thảm. Trong đó mấy đạo kiếm khí, đâm vào trên ánh mắt của nàng, không cần phải nói, một đôi mắt này đã bị xé nứt. Đây chính là kết quả ngươi muốn, hài lòng sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Lúc nói chuyện, hắn Đông Hoàng kiếm đến tại Hoàng tử Đình trên cổ họng, đem cái cằm trống lên. Nói thật, ngươi dáng dấp còn không tệ. Nhưng là bây giờ, xấu đến có chút dọa người. Cho nên, nhìn ngươi liếc một chút, liền muốn đào con mắt của ta, xin hỏi, người đây là nơi nào tới tự tin? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm hỏi. Hắn biết, giống Hoàng tử Đình loại này kiêu căng điêu ngoa người, trên cơ bản đánh một trận, thì chịu phục. Ô ô, Hoàng tử Đình đau đến phát run. Nàng bị trước nay chưa có thất bại, nhưng sắc mặt của nàng còn rất hung hoành. Như thế nào, ngươi còn dám giết ta hay sao? Hoàng tử Đình cả giận nói. Ta đều đem ngươi đánh thành dạng này, cùng giết có khác nhau sao? Đã không có khác nhau, ta vì cái gì không giết? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời dưới, có một người nam tử, bỗng nhiên quỳ gối Lý Thiên Mệnh trước mắt.
chính là Khương Ngạn Võ. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, bởi vì Hoàng Tử Đình thảm bại, Khương Ngạn Võ không để ý tới Huỳnh Hỏa, vọt tới bên này trợ giúp. Đáng tiếc, hắn tới chậm. Huỳnh Hỏa xoay người đi giúp đỡ Miêu Miêu, cùng một chỗ vây công Kim Cương Đế Dực Côn Ngô đi. Thời khắc này Khương Ngạn Võ, một mặt tan nát cõi lòng, hắn nhìn lấy Hoàng Tử Đình bộ dáng bây giờ, đau lòng đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng, hắn tựa hồ đem oán hận, phẫn nộ cùng thất bại trùng điệp tâm tình thu vào, dùng khẩn cầu ngữ khí, đối Lý Thiên Mệnh nói. Ta van ngươi, là chúng ta sai, ngươi đừng giết nàng, là chúng ta có mắt như mù, không biết thực lực chân chính của ngươi vậy mà như thế cường hãn. Chúng ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha Đình Đình. Dập đầu, Lý Thiên Mệnh nói. Phanh phanh phanh. Cái này Khương Ngạn Võ thật đúng là làm theo, trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh dập đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, trán của hắn đều đập đổ máu. Lý Thiên Mệnh không có la ngừng, hắn đều tiếp tục, một bên dập đầu một bên cầu tình. Hoàng Tử Đình hiện tại rơi vào Lý Thiên Mệnh trong tay, Đông Hoàng kiếm đều đâm vào ở ngực, trong nháy mắt đều có thể giết nàng. Lý Thiên Mệnh, ta van ngươi, đừng giết Đình Đình, nàng là mệnh của ta a. Khương Ngạn Võ nước mắt rơi như mưa nói. Ngươi thật đúng là cái si tình người, thượng cổ hoàng tộc, không có mấy cái ngươi loại này kiểu dáng. Ta đã thấy, hoặc là cũng là Khương Ngọc loại kia biến thái, hoặc là cũng là Đông Dương Phong Trần loại kia thuần chủng tiện nhân. Khương Ngạn Võ, ngươi tính toán riêng một ngọn cờ, đem liếm chó làm đến có điểm đặc sắc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Cái gì liếm chó, ta yêu nàng, ta nguyện ý đối nàng tốt, cái này là tình yêu, ngươi biết cái gì? Khương Ngạn Võ rơi lệ nói. Lý Thiên Mệnh có chút bó tay rồi. Hắn là suy nghĩ kết rơi cái này Hoàng Tử Đình, thế nhưng là rất nhàm chán là, cái này Khương Ngạn Võ đối người thương thích, để hắn nhớ tới chính mình. Kỳ thật mặc kệ là phương thức gì, ưa thích một người, đại khái có bộ dáng như vậy đi. Hắn loại thân phận này người, không có chút nào do dự, trực tiếp cho mình dập đầu. Tôn Nghiêm đều không muốn, không thể không nói, cũng có như vậy một chút xíu, lộ ra hắn là một cái đặc thù thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh một chút do dự như vậy một chút. Hắn không nghĩ tới chính là Hoàng Tử Đình vậy mà nổi giận. Nàng mắng, Khương Ngạn Võ, ngươi đứng lên cho ta, ai để ngươi dập đầu. Ngươi là thượng cổ hoàng tộc, thần quốc là địa bàn của các ngươi, ngươi tại chính mình trên địa bàn cho bị người dập đầu. Đây là hành vi hèn nhát, ngươi sao như thế mềm yếu, ta xem thường ngươi, ngươi không xứng với thượng cổ hoàng tộc, bốn chữ này. Nhìn nàng cuồng nhiệt biểu lộ. Liền biết là thượng cổ hoàng tộc trung thực người ủng hộ, từ nhỏ đã bị tẩy não đi. Đình Đình, ta đây là tại cứu ngươi a. Khương Ngạn Võ nói. Ta không dùng ngươi cứu, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, không nhưng này phương diện kém điện hạ một mảng lớn, thực chất bên trong vẫn là cái bột mềm. Hoàng Tử Đình khinh bỉ nói. Cái gì? Khương Ngạn Võ như bị sét đánh, khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Hoàng Tử Đình. Hoàng Tử Đình ngơ ngác một chút. Xem ra nàng chỉ là tâm tình xúc động phẫn nộ phía dưới, nói ra cái này chân tướng. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng Đông Dương Phong Trần liền Khương Vũ Đồng, Khương Vũ Phi đều chưa thả qua, sao có thể lộ rơi Hoàng Tử Đình. Chỉ là có Khương Ngạn Võ, bị mơ mơ màng màng thôi. Hắn có thể tính tuyệt vọng. Đây chính là hắn kiên thủ ái tình. Kết quả là, chỉ là một cái kẻ ngu. Hắn té ngồi trên mặt đất, hai mắt huyết hồng. Hoàng Tử Đình coi như chính mình chưa nói qua câu nói kia, ngữ khí hung hãn nói, ta cũng không tin, ngươi Lý Thiên Mệnh có lá gan dám giết ta, ngươi dám động thủ, ta võ thánh phủ diệt ngươi thập phương đạo cung. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm, tại chỗ đâm đi vào. Hiện tại tin sao, hắn hỏi. Phốc, Hoàng Tử Đình phun ra một ngụm máu đen, nghiêng đầu một cái, không tiếng thở nữa. Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng kiếm thời điểm, thi thể của nàng ngã xuống. Phịch một tiếng đập xuống đất. Hai người bị bệnh thần kinh, nhanh dung hợp đi, ta chờ thu huyết cầu đây. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu bên kia, bọn họ liên thủ phía dưới, trong lúc này vạn ma độc Kim Cương Đế Dực Côn Ngô, đã chậm rãi không bỏ dậy nổi. Ngược lại là cái kia Bát Hoang Nộ Hải Cửu Anh, bước lui Lam Hoang, về tới Khương Ngạn Võ bên người. Chiến đấu bởi vậy kết thúc trong chốc lát. Bất quá, Lý Thiên Mệnh làm xong tái chiến chuẩn bị. Ngươi, Khương Ngạn Võ ngơ ngác nhìn hắn. Các ngươi là người thật, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không ai trả lời, Hoàng Tử Đình thi thể không có động tĩnh, hiển nhiên sẽ không lại biến hóa. Khương Ngạn Võ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phản bội người đáng chết nhất, ta
ta giúp ngươi thu thập, không cần cảm tạ ta. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh chào hỏi một chút ba cái cộng sinh thú. Đã không có huyết cầu, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp vượt qua Khương Ngạn Võ, hướng thông đạo chỗ hắc ám đi đến. Ô ô, sau lưng, truyền đến Khương Ngạn Võ quỳ trên mặt đất, thống khổ tiếng khóc. Trên thế giới này, người với người là không giống nhau. Luôn có người đáng giá, có người không đáng. Lý Thiên Mệnh gặp được không đáng người, bây giờ mới biết, Khương Phi Linh đến cùng đến cỡ nào đáng giá. Biển người mênh mông, ngàn tỷ thương sinh, thật vất vả gặp phải một cái đáng giá người. Vậy còn không đến, liều mạng a. Hình tròn trong cung điện dưới lòng đất. Hết thảy 8 người, tụ tập ở chỗ này. 8 người này bên trong, chỉ có một cái Đông Dương hoàng tộc, còn lại đều là Khương Thị hoàng tộc cùng Võ Thánh Phủ tiểu bối. Cái này Đông Dương hoàng tộc, tên là Đông Dương Liệt. Hắn là đại hoàng tử, Đông Dương Phần, trưởng tử, Đông Dương trước huynh trưởng, so Đông Dương Phong Trần, Khương Phong Nguyệt bọn họ tiểu nhất cái bối phận. Tuy nhiên cùng tuổi, nhưng muốn hô Đông Dương Phong Trần là thúc thúc. Nơi này tốt giống không có cái gì. Trong đám người, Đông Dương Liệt nói, tiếp tục đi một chút, nhìn có thể hay không gặp phải những người khác. Cái này thần táng quả nhiên không có gì bảo tàng, đều bị đào rỗng. Đã 2 tháng, ta đoán chừng, không sai biệt lắm có thể đi ra. Ừm, đi thôi. Mọi người gật đầu, đuổi theo. Bọn họ 8 người tùy tiện lên một cái thông đạo. Phía trước có người, Đông Dương Liệt đột nhiên ngẩng đầu. Truy, một đám người hướng về phía trước chỗ hắc ám vào tới. Bọn họ rất nhanh liền tới gần bóng người này. Bất quá, bóng người này căn bản là không có động. Hắn dựa vào ở trên vách tường, giống như đang chờ đợi cái gì. Ngươi là ai? Là người hay quỷ, xưng tên ra. Bọn họ 8 cái đứng tại 30 mét đến, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm cái kia chỗ hắc ám người. Ta! Người kia tiến lên trước 2 bộ, theo trong bóng tối đi tới. Mọi người tập trung nhìn vào. Đây là một cái tóc dài tới eo thiếu niên, hắn màu da rất trắng, hơi có chút gầy gò, thần sắc có chút ngây thơ. Duy nhất có vẻ hơi hung hãn chính là, cặp mắt của hắn màu đỏ sậm, xem ra có chút huyết tinh. Dạ Lăng Phong, Đông Dương Liệt trực tiếp cười. Ngay sau đó, bọn họ 8 người đều đang cười. Vận khí thật tốt, ở chỗ này gặp được ngươi, tuy nhiên ngươi không phải Lý Thiên Mệnh, nhưng, đem ngươi làm thịt, cũng coi như làm cho đệ đệ ta Đông Dương trước. Tại trên hoàng tuyền lộ nhẹ nhõm. Đông Dương Liệt cười nói. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh là thái tử con mồi, không tới phiên hắn. Gặp phải Dạ Lăng Phong, là kết quả tốt nhất. Người đứng bên cạnh hắn không nói 2 lời, thì hiện lên hình quạt, đem Dạ Lăng Phong hết toàn bao vây lại. Cơ hồ trên mặt của mỗi người, đều toát ra không có hảo ý nụ cười. Gia hỏa này dài đến da mịn thịt mềm. Đông Dương Liệt, người không phải tốt nhất cái này một miệng. Thanh xuân tiểu thiếu niên, còn tóc dài tới eo đây. Có người cười nói. Chớ nói lung tung, đây chính là một cái tiểu dã báo, sẽ cắn người. Đông Dương Liệt nói. Sợ cái gì, chúng ta 4 người thiên thánh cảnh đệ nhất trọng, gia hỏa này cũng liền địa thánh cảnh thất bát trọng đi. Muốn không các huynh đệ cho ngươi đè lại. Dạ Lăng Phong cau mày, hắn không biết rõ, đối phương nói là có ý gì. Nhưng là, trong mắt của hắn huyết sắc, dần dần nồng nặc. Thượng cổ hoàng tộc, hắn quét mắt những người này, trên linh hồn bắt đầu sao động, huyết khí lăn lộn. Động thủ đi, Đông Dương Liệt cười nói. Vòng vây của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, tựa như là một đám sói hoang, bao quanh một cái tiểu cao dương. Đúng vào lúc này, Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn một chút bên cạnh thân hắc ám bóng mờ. Hồn ma, ra đi, 8 cái hồn phách, đầy đủ ngươi ăn sao. Trong bóng tối, một cái quái vật, tuét ra 3 cái miệng. Đông Dương Liệt bọn họ thấy rõ ràng. Cái kia là một người lập quái vật. Nó nắm giữ tráng kiện 2 chân, trên thân thể bao trùm lấy cẩn trọng lân phiến, chỗ khớp nối trên cơ bản đều có sắc bén gai xương, thân thể của nó 10 phần khôi ngô, hình dáng như một đầu người lập cự thú. Kinh người nhất chính là, nó lại có 3 đầu 6 tay. 3 cái đầu, sinh trưởng ở trên cổ, phân biệt mặt hướng 3 phương hướng. Đầu này rất giống người bài, cũng là đặc biệt lớn, mà lại mặt mũi hung dữ. Cực kỳ dữ tợn. Nhất là ánh mắt, to như chuông đồng. Quỷ dị nhất chính là, nó cái này 3 cái đầu, phân biệt duy trì 3 loại biểu lộ. Một cái hoan hỉ, một cái phẫn nộ, một cái đau thương. Giờ khắc này, Đông Dương Liệt bọn họ 8 người, hít một hơi lãnh khí.
Sau 5 ngày, Lý Thiên Mệnh gặp Mộng Tình Tình. Nàng một thân một mình, hành tẩu bóng tối này bóng mở phong bế thế giới bên trong, đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Sau đó, động một chút lại cởi áo nới dây lưng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất thủ, một phen khổ chiến, đem chém giết. Sau đó, nàng và cộng sinh thú cùng một chỗ, lại lần nữa tổ hợp, chiến lực càng mạnh. Lý Thiên Mệnh hao phí sức chín châu hai hổ, mới đem triệt để giết thành toái phiến, cuối cùng đốt. Còn lại một vũng máu, hội tụ thành con số 4. Tiếp đó, chỉ còn lại 3, 2, 1. Trong thời gian này, Linh Nhi thể nội, người kia thúc giục ta nhiều lần. Nhưng là, coi ta nói, đối thủ không xuất hiện, ta cũng không có cách nào, thời điểm, nàng giống như cũng không có phản bác. Cái này đã nói lên, huyết cầu xuất hiện, không khỏi nàng trưởng khống, thậm chí không có quan hệ gì với nàng. Như vậy, lại gom góp 3 cái huyết cầu, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Lý Thiên Mệnh không chỉ cần bản thân mình nghĩ, còn cùng huỳnh hỏa bọn họ cùng một chỗ giao lưu. Nhưng trước mắt mà nói, rất nhiều suy đoán, tạm thời không có căn cứ. Với hắn mà nói, thượng cổ thần táng bóng mờ, thực sự quá lớn. Hắn tại thần táng bên trong mù lắc, người kia cũng không có ngăn cản. Nàng chỉ cấm đoán một chút, cái kia chính là, không cho Lý Thiên Mệnh về phong bế cung điện tu luyện. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh theo lối đi khác, lần nữa về tới tòa kia hình tròn địa cung. Ta lần trước cùng Tiểu Phong tách ra thông đạo là, Lý Thiên Mệnh tìm một chút. Hắn muốn nhìn một chút, Dạ Lăng Phong về có tới không, hắn đã một số thời khắc, không có quay lại nơi này tới. Hắn tìm tới cái kia cái lối đi, đi tới Dạ Lăng Phong nhắn lại vị trí. Vốn là không có ôm lấy cái gì hy vọng, nhưng là mới vừa lên đến, chợt thấy nơi này đầy đất đều là thi thể. Có người, cũng có cộng sinh thú, hết thảy 8 người, mười mấy đầu cộng sinh thú. Tử trạng của bọn họ rất kỳ quái. Tuy nhiên thân thể cũng có vết máu, có bị xuyên thủng, nhưng là trên cơ bản mặc kệ là người vẫn là cộng sinh thú, đều mở to hai mắt nhìn, trước khi chết lộ ra 10 phần hoảng sợ. Đều không phải là thập phương đạo cung người, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ lo lắng Bạch Tiểu Trúc bọn họ. Cho đến bây giờ, cũng không biết sinh tử của bọn hắn. Đúng vào lúc này, hắn vừa ý trên vách tường nhiều một hàng chữ. Thiên Mệnh ca, ta trở về, ở chỗ này chờ ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Tiểu Phong nói, quái vật kia nghe hắn, những người này, sẽ không phải là hắn cùng quái vật kia giết. Quái vật kia, lại là, phong bế cung điện, chạy đi cái kia a. Lúc ấy giao thoa mà qua, nó cùng Đông Dương Phong Trần đánh một hồi, sau đó gặp được Dạ Lăng Phong. Hẳn là dạng này. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này chờ Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Đi, đúng vào lúc này, Khương Phi Linh thanh âm biến hóa. Cường thế mệnh lệnh Lý Thiên Mệnh. Người kia, lại xuất hiện. Vì cái gì, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nói thật, hắn vô cùng trân quý, mỗi một lần nói chuyện cùng người này cơ hội, nàng trên cơ bản không để ý chính mình. Để ngươi đi, nàng lạnh lùng nói. Ta ở chỗ này chờ một cái huynh đệ, nhiều lắm là một hai ngày, hắn sẽ không đi xa, không chậm trễ thu thập huyết cầu thời gian, chỉ còn lại 3 cái. Lý Thiên Mệnh nói. Ta lệnh cho ngươi, đi. Giọng nói của nàng càng lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đang muốn hỏi ra một cái lý do, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Thiên Mệnh ca, là ngươi sao? Ngươi còn chưa tới, Dạ Lăng Phong thanh âm đã truyền tới. Đúng, Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, lại nói với nàng, ta nói, không chậm trễ ngươi thời gian, ta huynh đệ đã tới. Dạ Lăng Phong nghe được thanh âm của hắn, chính hướng bên này, Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi qua cùng hắn tụ hợp. Đột nhiên, Khương Phi Linh từ trên người hắn đi ra, nàng hai mắt màu trắng vô cùng lạnh lẽo, chứng minh nàng hiện tại là người kia. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, lập tức dẫn ta đi, nếu không, ta giết nàng. Lý Thiên Mệnh tâm lý chấn động. Đây là nàng cho tới bây giờ, kích động nhất một lần. Bất kể là ai, tại kích động thời điểm, luôn luôn dễ dàng nói ra không thông qua suy nghĩ. So như lần trước Hoàng Tử Đình. Lập tức dẫn ta đi. Mang. Điều này nói rõ, nàng tại cái này trong hầm mộ, hành động chưa hẳn thuận tiện. Thậm chí, rất không tiện, chỉ có thể cực hạn tại Khương Phi Linh trên thân. Ta. Nàng hiện tại lấy Khương Phi Linh thân thể xuất hiện, lại tự xưng ta, mà không phải, mang nàng đi, là có ý gì. Trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn vòng vo rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm là,
nàng vì cái gì vội vã rời đi. Rất hiển nhiên, nàng sợ vật gì đó đến. Không phải là Dạ Lăng Phong, bởi vì Dạ Lăng Phong trước đây vẫn luôn tại Lý Thiên Mệnh bên người. Như vậy, cũng là quái vật kia. Đây tuyệt đối là sinh cơ duy nhất, cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh tâm lý trong nháy mắt phản ứng. Hắn biết, đây nhất định sẽ có phong hiểm. Nhưng là, bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể còn muốn tiếp tục để ra hỏa này bài bố, ai biết xuống chàng sẽ như thế nào. Không biết, mới là nàng mang tới lớn nhất đại hoảng sợ. Khi biết, người này, vậy mà sợ quái vật kia về sau, Lý Thiên Mệnh muốn làm một lần mạo hiểm. Lần trước Đông Dương phong trần tại thời điểm, nàng và cái quái vật này, giao thoa mà qua, không gặp nàng sợ hãi, hiển nhiên là bởi vì an toàn. Nhưng bây giờ, nàng thật biểu hiện ra e ngại. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra, cũng là ngây ra một lúc. Nàng không nói hai lời, trực tiếp thân thủ, lần nữa muốn bóp chết Khương Phi Linh. Nàng dùng loại này quyết nhiên phương thức, uy hiếp Lý Thiên Mệnh, càng đã chứng minh trong nội tâm nàng hoảng sợ. Đi, trong lúc nhất thời, vết máu xuất hiện, Khương Phi Linh sắc mặt nhăn nhó. Hô! Lý Thiên Mệnh trực tiếp thân thủ, kéo ra Khương Phi Linh tay. Quá trình này rất tự nhiên, bởi vì lần trước, hắn thì kéo ra qua một lần. Một lần kia, hắn liền phát hiện, nàng lấy Khương Phi Linh thân thể đến uy hiếp, có thể Khương Phi Linh một chút khí lực cũng không có a. Loại này uy hiếp, chỉ cần Lý Thiên Mệnh tại thân một bên, trên cơ bản vô hiệu. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không thể cả một đời thì nhìn chằm chằm nàng, ngăn cản nàng, tự sát, nhưng là tại cái này thần táng bên trong khoảng thời gian này, cả ngày nhìn chằm chằm lại có làm sao. Ngươi muốn chết, nàng giống như nổi giận. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh càng vững tin, nàng có nhược điểm. Trong lòng của hắn rất tỉnh táo đang suy nghĩ. Đệ nhất, nàng sợ quái vật kia. Thứ hai, nàng cũng không thể, tùy tiện liền giết Linh Nhi. Thậm chí, còn có thứ ba. Cái kia chính là, nàng và Khương Phi Linh ở giữa, tồn tại một số liên hệ. Nói không chừng, nàng căn bản cũng không có thể tùy tiện giết chết nàng, trừ phi cá chết rách lưới. Không tiến thần táng, sợ nàng cá chết rách lưới, nhưng bây giờ tại thần táng bên trong, nàng rõ ràng tiếp cận thực hiện mục đích của mình, như thế nào dùng cá chết rách lưới đến từ bỏ. Khác a, ta tất cả nghe theo ngươi, bất quá là mang lên Tiểu Phong cùng đi, về phần ngươi sao? Lý Thiên Mệnh đừng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, kéo ra Khương Phi Linh tay nói. Đúng vào lúc này, Dạ Lăng Phong đã thấy bọn họ. Giống, ở sau lưng hắn, một cái ba đầu sáu tay. Toàn thân lớp vảy màu xám, mặt mũi hung dữ quái vật vọt ra, một chút đã nhìn chằm chằm Khương Phi Linh. Ta muốn giết ngươi. Nó ba cái đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, ầm vang mà đến. Một câu nói kia, để Lý Thiên Mệnh tránh thức ý thức được, hắn tại cái này trong hầm mộ nghe được mỗi một câu, ta muốn giết ngươi, tựa hồ cũng không phải đối với hắn nói, mà chính là đối trên người hắn Khương Phi Linh nói. Càng là, đối, người này, nói. Nàng cùng thượng cổ thần táng. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Lần này, trùng hợp gặp phải Dạ Lăng Phong cùng quái vật kia, Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định, giả ngây giả dại, đánh bạc lần này. Hắn muốn nhìn một chút, nàng sẽ phản ứng ra sao? Làm quái vật kia xông lên thời điểm, nàng cái kia trong mắt màu trắng bên trong, có một loại nguy hiểm, bị làm tức giận thần sắc. Sau đó, nàng lạnh lẽo cười một tiếng, nói, được rồi, vốn định chờ ngươi gom góp 9 cái. Hồn phó, nhìn xem, ma thành, sẽ mang cho ngươi đến cái gì tạo hóa, ngươi lại cho ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cái kia liền trực tiếp làm chính sự đi. Câu nói này lượng tin tức rất lớn. Hồn phó cùng ma thành, đều là danh từ, chỉ hẳn là huyết cầu cùng thần táng. Quan trọng ở chỗ, nàng để Lý Thiên Mệnh thu thập, hồn phó, vậy mà không phải chính sự. Như vậy, nàng muốn làm chính sự, là cái gì? Rất hiển nhiên. Cái kia chính là nàng để Khương Phi Linh, về mộ táng, nguyên nhân. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, rung động sự tình phát sinh. Thượng cổ thần táng đang chấn động. Sau đó, Lý Thiên Mệnh dưới chân mảng lớn gạch xanh, bỗng nhiên không còn. Điều này nói rõ, nàng và thần táng quan hệ kỳ quái, nhưng nàng lại có thể trưởng khống cái này thần táng biến hóa. Lý Thiên Mệnh dưới chân không còn, nàng thì trực tiếp thao túng Khương Phi Linh thân thể, phụ linh tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ngay sau đó, trên trần nhà xuyên ra một căn cự đại thạch trụ, trực tiếp đè vào Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, đem hắn áp tiến vào dưới chân trong vực sâu. Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Ầm ầm.
Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Dạ Lăng Phong bên người quái vật đột nhiên hóa thành một trận hắc sắc phong bạo, cuốn lên Dạ Lăng Phong, đụng vào vực sâu. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ cùng một chỗ bị trên đỉnh đầu cây cột, một mực hướng phía dưới đỉnh đi vào. Bên cạnh ngươi đó là cái gì? Hạ Lạc thời điểm, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng hỏi. Nó gọi hồn ma. Vừa dứt lời dưới, bọn họ cùng một chỗ hung hăng đập xuống đất, Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu, toàn thân cốt cách kém chút tan ra thành từng mảnh. Hắn nhịn đau khổ đứng lên, đây là một cái đen nhánh không gian, tại bọn họ tiến đến một khắc, bốn phía triệt để lóe sáng lên. Lý Thiên Mệnh ánh mắt khẽ quét mà qua, phát hiện đây là một tòa cự đại địa cung, dường như kiến tạo tại cái này thần táng dưới đáy. Tại hắn trên vị trí này, hướng phía trước nhìn qua, liếc một chút liền có thể nhìn đến, cái hướng kia, có một cái cao lớn mà cổ lão thanh sắc tế đàn. Thiên Mệnh ca, cẩn thận. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn đến tế đàn, sau lưng thì có một cái cự đại bóng mờ xuất hiện, nguyên lai là cái kia hồn ma để mắt tới hắn, cái kia ba đầu sáu tay, trực tiếp nện tới. Oanh! Lý Thiên Mệnh lóe lên tránh, phát hiện cái này hồn ma móng vuốt, tại trên mặt đất xé rách ra thật sâu vết cào. Rất hiển nhiên, hồn ma cường độ, tựa hồ cũng không có đáng sợ tới trình độ nào, nhưng là, móng của nó lại có thể đạt tới Đông Hoàng kiếm một dạng hiệu quả. Đừng động hắn, Dạ Lăng Phong nhảy đến trên đầu của nó, đè xuống đầu của nó, cái kia táo bạo hồn ma, lúc này mới an ổn lại. Đúng vào lúc này, một vệt ánh sáng ảnh theo Lý Thiên Mệnh trong thân thể lao ra, hướng về thanh sắc tế đàn phía trên bay đi. Cái kia tốt như là một đôi thiên chi dực, chính là Khương Phi Linh biến thành. Đừng đi! Lý Thiên Mệnh quay người đuổi kịp, toàn thân nhưng trong nháy mắt lâm vào trong vũng bùn, đây là thời gian chàng. Ngay sau đó, hắn lại đụng tại không gian trên tường. Khương Phi Linh bay tốc độ chạy không tính quá nhanh, nhưng là loại này ngăn trở thủ đoạn, thực đang khó chịu. Buông ra nó, Lý Thiên Mệnh cái khó ló cái khôn, vội vàng hướng Dạ Lăng Phong nói. Đây hết thảy đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn làm hết thảy, đều quan hệ Khương Phi Linh sinh tử. Ta muốn giết ngươi. Hồn ma lần này quả nhiên phóng tới Khương Phi Linh, tựa hồ vô cùng thống hận nàng. Tại nó đi qua thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong tay một đầu, điện ma cửu tiết liên, vãi ra, dây dưa kéo lại hồn ma một cái cánh tay. Phanh phanh phanh. Hồn ma mang theo Lý Thiên Mệnh, đụng nát tốt nhiều không gian tường, nhanh chóng tới gần Khương Phi Linh hóa thành thiên chi dực. Ngăn lại nàng. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác trước mặt, người kia, nàng rất táo bạo. Nhưng, nàng càng sợ hồn ma. Cho nên, nàng đem hết toàn lực hướng bên kia chạy. May mắn vừa rồi thần táng biến hóa, hồn ma đi theo vào. Vù vù. Ngay một khắc này, bọn họ đều đi tới tế đàn trước đó. Lý Thiên Mệnh bị treo vung. Kinh hồng ở giữa, hắn hướng về tế đàn bên trên nhìn một chút, trong nháy mắt ngốc trệ, cả người cơ hồ không thể thở nổi. Hắn thấy được. Thấy rất rõ ràng. Tế đàn phía trên chính giữa. Có một cái cổ lão quan tài thủy tinh. Trong thủy tinh quan, có một cái kinh diễm chúng sinh tuyệt sắc nữ tử. Nàng người mặc lụa trắng váy trắng, nhắm mắt lại, hai tay đặt ở bụng, an tĩnh nằm ở trong đó, thời gian rằng giặc 100.000 năm mà qua, tựa hồ cũng không có ở huyết nhục của nàng phía trên, lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Giống nhau thâm cốc bên trong u lan, duyên dáng yêu kiều, chiếu sáng rạng rỡ. Mắt phượng nửa chỗ ngoặt dấu hổ phách, môi son một khỏa điểm anh đào. Xinh đẹp như tam xuân chi đào, thanh tố như chín thu chi cúc. Dạng này nữ tử, có thể nói là, đời đời vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành diện mạo, kinh hãi vì thiên hạ người. Nhưng, tránh thức để Lý Thiên Mệnh ra đầu tê dại là. Hắn gặp qua nàng. Hắn càng cùng nàng sớm chiều ở chung, ưng thuận qua đồng sinh cộng tử lời thề. Nàng, là Khương Phi Linh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.